Chương 13, hồi 13, nói về kim phiêu cụ bị vật thực theo mình, cầm cương lên ngựa ra khỏi hải ba trang đánh giết tới dinh giặc. Lúc ấy hồ lử chưa kịp an dinh hạ trải, còn đương lộn xộn bị kim phiêu đánh gấp tới trở tay không kịp, gần thì bị giản đánh, xa bị thương đâm, sức mạnh vô cùng thật là một tay danh tướng, quân hồ lử bị thương, tính bề chống cự không nổi, túng thế phải vẹt đường cho kim phiêu xông thẳng vào dinh, tướng giặc chặn đường không cho kim phiêu đi kim phiêu nhìn tướng ấy đầu đội tân châu khôi mình mặt giáp ô du khải cởi ngựa bảo nguyệt ô trì tay cầm xích đồng đao trơn mày thưa mặt lớn bề ngang đầu rắn mặt chuột râu rìa lưng đeo cung tiền bộ tướng dường thể oai phong thì biết là cao phát sĩ bộ hạ của trang tuần phủ thì giận mắng rằng ngươi là đồ phản tặc ăn lộc triều đình trở lại hại vua thật là loài xúc xanh cao phát sĩ bị mắng hổ thẹn gắng gượng nhìn lại tướng ấy đầu đội ngân khôi, giáp tố, cưỡi ngựa trắng, cầm ngân thương, đeo kim nang giản, bên tả đeo cung có ba phi ngư nang bọc ngoài, bên hữu đeo bầu tẩu thú để đựng tên bắn, mặt tợ trăng tròn, môi đỏ giường son, tướng mạo đường đường, oai phong lầm lầm, tiếng nói như chuông ngân, thì có lòng khủng khiếp, không biết tướng ấy tên chi, bèn nạt lớn hỏi rằng nhà ngươi tên gì, đến đây tung hoành vô lễ giường ấy kim phiêu đáp rằng hiệu ta là ngọc diện hồ tên kim phiêu chuyên nghề ăn cướp ở tại hải ba trang ai nấy nghe tiếng ta đều sợ hãi cao phát sĩ nghe nói thất kinh vì đã từng nghe danh tiếng ấy lâu nên đề phòng dè dặt kẻo bị hại kim phiêu xưng tên họ rồi liền hôi thương đâm nhầm cao phát sĩ lật đật lấy xích đồng đao chân đờ hai đảng đánh nhau được chín mười hiệp kim phiêu sợ giặc đến tiếp cứu nên không chịu giao chiến lâu sọ hư sự bèn giả thua rút thương xông phá trùng vây mà chạy, cao phát sĩ rượt theo, kim phiêu cả mừng, gỏ bớt cương lại cho ngựa đi chậm chậm. Cao phát sĩ rượt gần đến, đưa xích đồng đao giáng sức chém xuống. Kim phiêu quầy ngựa tránh qua một bên, một tay đưa thương trận đờ, còn một tay rút kim năng giản, đánh xuống đầu cao phát sĩ, thì đầu dụng lức đâu không thấy, thân liền ngã ra, rớt xuống đất, miếng tuyệt thủ ấy tục gọi là tần gia sát thủ giãn binh tướng thấy cao phát sĩ chết rồi súng nhau lại vây kim phiêu nổ lực đâm đùa chết thêm hai tướng nữa đánh giã tan đạo binh dập ra khỏi trùng vây nhắm tỉnh thành giết đến khi ấy châu hồ lử đem binh rượt theo thì kim phiêu đã đi xa rồi phải đem binh trở lại điểm binh tướng chết hơn một trăm còn chiến tướng chết hết mười người châu hồ lử giận căm gan khiến quân canh giữ nghiêm nhặt mấy nẻo yếu lộ rồi truyền đào huyệt chôn những thây chết lại hạn cho quân binh dạng ngày phải giáng sức công phá hải ba trang cho được mà báo thủ hôm nay. Nói về vua và các vị anh hùng trèo lên địch lầu dùng ống thiên lý xem thấy kim phiêu đại thắng, giết binh tướng giặc rất nhiều, ra khỏi trùng vây thì cả đẹp và khen kim phiêu võ nghệ cao cường, đáng dường cột nước nhà. Khi ấy chư tướng chúc mừng cho vua và tỏ rằng Kim Phiêu lập được công lớn này cũng bởi bệ hạ Hồng Phước. Lúc ấy vua xem bốn phía chung quanh hải ba trang chừng vài dặm đều có hào hố trừ có một đường quanh queo vô hải ba trang, mỗi chỗ quanh ấy đều có chí pháo đài hỏa pháo, chung quanh có xây tường chắc chắn, còn trên địch lầu có chí đủ các thứ thuốc pháo hỏa nổ, cung tên tầm thuốc độc, coi bộ vững vàng. Thôi tử tương sợ vua không yên lòng, liền quỳ xuống tâu nữa rằng, hải ba trang này tôi đã cụ bị lương hướng dùng đạn nữa năm, các thứ binh khí sẵn sàng, xin bệ hạ cho người luân phiên bảo thủ địch lâu, dầu giặc đông cho mấy cũng không lại gần được lại chung quanh đều có đào hầm gắn trong tầm thuốc độc, hễ xông vào thấy máu đều chết, nên giặc khó phá nổi. Vua bèn khiến thôi tử tương cắt phần cho chư tướng thay phiên canh giữ địch lâu. Thôi tử tương vâng lệnh rồi sai diêu lân, thi lương phương, bốn người con trai và một người cháu, mỗi người lảnh hai tên đầu mục và năm mươi gia đình phòng thủ bốn phía địch lâu và tuần phòng mấy nẻo đường nghiêm nhặt, lại mời nhật thanh gồm lảnh năm trăm binh tuần tra tiếp ứng các ngả và lo chuyển vận cung tên thuốc pháo chi dục. Khi bài trí xong liền đoạn rất diếu kiều lấp ngăn cửa cái đích lầu, để Vương Thái Công ở đó chuyển cùng vua, lại cắt người đặng chuyên vận dầu đặng làm đuốc, phòng khi giả chiến thì tiện cho quân lính, vua thấy thôi từ tương điều độ chúng phép thì yên tâm, rồi dắt Vương Thái Công đi do thám các nẻo động tịnh giường bao. Nói về châu hồ lử dạng này kêu cao năng bá là con cao phát sĩ sẵn rằng, này cha người đã chết rồi người khá đem quan tài về bạch liên động an táng. Năng bá vâng lời chở quan tài về đặng nữa đường bị rông gió chìm thuyền, cả nhà năng bá phải vào bụng cá. Cũng vì làm tôi không ngay, mới ra cớ đổi ấy. Sau có kẻ làm thơ ai mắng như vậy khi quân tội ác kể khôn ngàn, trời hại cả nhà tuyệt họa căn, nhơn bởi thánh quân hồng phước lớn, anh hùng phò tá trổ tài năng, khi châu hồ lử khiến năng bá đem quan tài cao phát sĩ ra khỏi dinh liền hỏi chư tướng rằng, ai dám ra khiêu chiến cho bần đạo áp hậu dụng phép thuật trợ chiến. Mao anh lành trước tiên phong ấn chịu ra đi, châu hồ lừ dặn phải cẩn thận cho lắm, Mao anh vững lịnh sắm xưa nai nịt, đầu đội thì ma đồng thôi, trong mặc miêu cầm chiến bào, ngoài mặc thêm liên hồn giáp, lưng đeo 12 cái phi phiêu, cởi ngựa xích thố, tay cầm tam tiếu đao, mặt tợ con beo, dâu rìa, dục ngựa tới hải ba trang khiêu chiến, còn hồ lừ thì áp hậu vua trên địch lầu thấy tướng giặc dẫn một đội quân hăm hở đến khiêu chiến, liền phán hỏi, trừ khanh ai dám lãnh mạng ra trừ giặc, chấm sẽ ban thường. Diêu lân đứng dậy tông, tôi nguyện trốn chiến trường quyết liều từ chiến trừ giặc ấy. Vua vừa muốn nhậm lời xảy thấy thi lương phương can rằng, diêu hiền đệ chớ khá liều thân ra trốn chiến trường. Và tôi từng nghe châu hồ lử ở bạch liên động, thường dùng yêu thuật hại người, nay giặc đến bố trận, tôi coi thấy phía sau có cây cờ bắt quái chắc là yêu đạo ẩn thân chủ ấy hỏng thi độc kế, chi bằng sai một người phó tướng, trước ra thân trinh phá giặc, sau là dọ thám binh tình, còn tôi và diêu hiền đệ phân làm hai đạo, mai phục hai bên, cụ bị thần thương, ná lầy và hỏa pháo, thoảng như có bại trận, mà yêu đạo rượt gấp đến, thì có hai ta tiếp ứng ắt nên việc. Vua nghe nói gật đầu khen rằng khanh tính kế ấy rất hay xong chẳng biết ai chịu đi phá giặc lập công. Liền có một người tướng bộ mạnh bảo, lãnh mạng ra đi. Nguyên tướng này họ lôi tên văn báo. võ nghệ linh thông sức đánh muôn người, làm chức giáo đầu, thôi tử tương cả mừng mà dặn rằng yêu hảo tà thuật phi thường, tướng quân có đờ ti trước phải cẩn thận, sau hãy tùy cơ ứng biến mà làm. Văn báo vâng lời, rồi lành 500 binh bộ ra cự chiến, còn thi lương phương và diêu lân y kế mai phục hai bên. Khi văn báo cầm thiết côn ra đến trận, mắng rằng bọn bây là để xã giác, ở đâu dám đến chốn này làm giặc, không sợ chết hay sao? Màu anh thấy tướng ấy mình không cởi ngựa, mình cao tám thước, lưng to, cổ lớn, đầu như sao bắc đầu, cặp mắt tợ đồng linh, mặc giáp đỏ điều, trơn đi dép như bì, tay cầm thiết côn nặng ước bốn chục cân, bộ tướng oai phong. Màu anh liền dục ngựa đến gần hỏi rằng nhà ngươi tên chi nấy nói đi rồi chịu chết. Văn báo cả giận hét lớn nói ta là bộ hạ thôi đại vương, tên lôi văn báo còn ngươi tên chi nói cho ta rõ, đặng lấy thủ cấp lành công. Mao Anh giận đỏ mặt đáp rằng ta là tiên phuông của châu quốc sư, vương lịnh đến bắt tôi chúa nhà ngươi, như ngươi thức thời vụ, hãy trở về nói với tôi từ tương đem vua ra nạp, thì bờ còi sẽ chia hai, bằng chẳng nghe lời, ta đánh dốc đến hải ba trang giết sạch. Văn báo cả giận liền hôi côn nhắm ngay đầu ngựa Mao Anh đánh tới. Mao Anh cầm tam tiêu đao trận đở, hai đảng giao chiến cùng nhau một cách giữ tợn hơn ba chục hiệp, nguyên văn báo hơi thiết côn lẻ như trong chóng, hoặc trước, hoặc sau, hoặc tả, hoặc hữu qua hát ti như nhiếp, tuy là mau anh sức mạnh xong ngồi trên ngựa lo chống trả với người dưới đất lấy làm cực thân, mắc lo đờ cho mình, lại phải đờ cho ngựa hết sức mệt lòng, gắng ngượng đờ gạt mệt đà hết hơi, gần cốt bài hoài, tinh bề cự không lại. Bèn chém bậy một đao rồi dục ngựa chạy tuốt lui về trận. Văn báo hét nói, người chạy đi đâu cho khỏi, liền rượt theo, còn binh bộ của văn báo giết binh mau anh như thể lặt rau. Lúc ấy hồ lử ở tại môn kỳ thấy vậy thất kinh, lật đật lấy báo kiếm chỉ hướng đông và niệm thần chú, xảy thấy cuồng phong thổi đến ảo ảo, mây phủ mặt trời, rồi lấy một nắm đậu trong hồ lô vải ra trên không, liền biến thần binh vô số, cọp beo lình nghỉnh. Văn báo và binh lính hồn vía mất hết đùa nhau mà chạy, binh hồ lử thừa thế chi soát. Văn báo bị thương rất nặng, còn quân bị chết hết phân nữa, may nhờ có diêu lân và thi lương phương đến tiếp ứng, thấy trời tình lình vùng tối thì biết yêu đạo dùng tà thuật, liền khiến quân đốt lửa diêm lên cho quân của mình thấy mà trở về. Khi hồ lử rượt theo đến chỗ binh thi lương phương và diêu lân mai phục, thì thi lương phương truyền quân lính phải cho tĩnh, bằng loạn động thì chém đầu và truyền phát hỏa pháo, hỏa tiền, nhắm bắn ngay binh thú quái gở ấy tức thì giả tan hết. Hồ Lừ thấy vậy tối quân trở về, nhờ trước hay ấy nên quân văn báo thoát khỏi sự hiểm nguy. Xét lại hai đảng đánh nhau khi thắng, khi bại bị thương tích chết cũng nhiều. Còn văn báo tuy bị thương tích nặng, song có thuốc trị khỏi chết. Vua thấy vậy dậy thôi tử tương biên tên những quân lính tử trận và những kẻ bị thương, đặng ngày sau thưởng công. Vua lại khen thi lương phương tuổi còn nhỏ mà cơ chí lo liệu hay, nên quân lính khỏi lâm hại nơi tay giặc, công ấy đáng thứ nhất rồi truyền bày yến tiệc đài chư tướng. Nói về châu Hồ Lử về đến dinh tra điểm quân lính bị thương tích hơn 300, chết hơn 450 tên, còn tướng cạnh bị lôi văn báo giết hết 8 tên và bị thương 10 tên. Bèn nói cùng Mao Anh rằng, mày ta Mao Tây dùng phép mới cứu đặng nhà ngươi, nếu ta diên trì một chút nữa thì ngươi đã bị giặc giết rồi. Mao Anh liền lại tạ ơn, sẽ có một tiếng nói lớn rằng, sao quân sư cứ khen người mà chê đè bọn ta để dạng ngày mai bổn soái sẽ ra trận giết tướng giặc như thò tay vào túi lấy đồ, như không táng ta nguyền dương thủ cấp. Hồ Lữ nghe nói ngó lại thì là nguyên soái miêu oai, sức mạnh vô cùng, dùng binh khí cầm tay tên là Lưu Kim đấu nặng ước 64 cân, sức cự muôn người. Nguyên người này ở tại bát bài miếu động, xưng là đệ nhất anh hùng, tự thị tài cao, coi thiên hạ vô nhơn, nên khoe khoang lổ miệng dương ấy. Hồ Lử mỉm cười nói rằng, nguyên soái có ra trận xin hãy tiềm tâm cẩn thận, chớ khá khinh địch, vì thôi tử tương là người danh tướng ít kẻ bì kịp. Nguyên soái không nhớ ngày trước kim phiêu phá trùng vây, cao phát sĩ cũng là tay anh hùng còn bị giết thay, nên nay nguyên soái phải đề phòng cho lắm, chẳng nên thị cường mà lâm hại. Miêu ai nói, bốn soái sẽ tự liệu, xin quân sư chớ lo sợ. Hổ lữ rằng, tôi cầu nguyện cho nguyên soái thành công, thì chúa ta rất có phước lớn chuyện vãn xong rồi sai quân đi bắt dân làng đào huyệt chôn những thây đà bị chết đó. Qua ngày thứ hồ lử thăng trướng, điều khiển binh nhung, thì miêu Ai đã nai nịt sẵn sàng từ biệt hồ lử, dẫn 800 quân, cầm kim đàn lên ngựa thẳng đến hải ba trang khiêu chiến. Khi ấy hồ lử thấy miêu Ai tự thị tài cao, thì sợ lầm tay giặc nên lén đem quân theo tiếp ứng. Ngày ấy vua đăng hội chư tướng thương nghị lo kế trừ giặc, sẽ thấy quân vào báo có giặc khiêu chiến vua liền phán hỏi chư tướng nay hồ lử dùng yêu thuật rất nên lợi hại vậy phải dùng kế chi trừ khử thì lương phương tâu rằng tôi đã cụ bị huyết gà máu chó hòa với đồ như uế lấy tranh cỏ tẩm đồ như uế đặng bột tên mà bắn và bột theo thương đao phòng khi trừ khử yêu thuật họa may nhờ hồng phước của bệ hạ có lẽ nên việc còn quân thì phân làm ba đạo đầu đuôi tiếp ứng cứu nhau ắt giặc không làm chi nổi Vua nghe có lòng mừng liền nói, theo như lời khanh tính kế ấy rất phải, chắc chế giặc đặng, chẫm lấy làm vững lòng. Khi ấy vua cắt phần cho tôi long là con trai lớn thôi tử tương và thi lương phương đem binh mai phục hai bên tả hữu cụ bị cung tên đao thương có tầm độ ô ế phòng yêu thuật và hỏa tiền, hỏa pháo, để tiếp ứng khi giặc hàm đến. Còn diêu lân thì ra trận cự chiến, điều khiển xong xuôi, bèn truyền phát pháo xuất binh. diêu lần xông đến trận thấy tướng giặc mặt tợ con heo, con mắt tròn lỉnh, dâu rìa, mình cao tám thước, tay cầm liêu kim đản, cưỡi ngựa thanh long, mặc cẩm bào, ngoài mặc giáp ngư lân, đầu đội đồng khôi, bộ tướng giữ tợn. Diêu lân nạt lớn hỏi tướng giặc tên gì khá nói cho mau mà chịu chết, Miêu ai nghe hỏi thì nhìn trực thị, tuy diêu lân tướng mạo ăn mặc tề chỉnh, bộ giống thiên thần, đầu đội kim khôi, mình mặc liên hồn giáp, trong mặc hồng bào, bên tả đeo cung, phía hữu mang tên, mặt mày sáng rỡ mắt sáng tợ sao dâu vừa mọc le đờ mình cao chín thước vạm vở tốt người cởi ngựa xích thú tay cầm thanh long đao tuổi chừng đôi kỹ dư thì đáp rằng ta là bộ hạ tân đại vương lành chức đại nguyên soái tên là miêu oai người khá xuống ngựa lai hàng thì đặng toàn thây còn nhà ngươi tên chi nói cho bổn soái biết diêu lân cười nói rằng ngươi là đứa vô danh không tài chi bọn bây giường thể chuột bầy cậy thế yêu thuật hại người nay gặp la mà không sợ chết, còn dám khoe khoang lổ miệng, vốn ngươi chưa biết danh ta, để ta tỏ cho nghe, ta là diêu lân con quan diêu tuần phủ, trấn tại sơn tây, nay ta phụng thánh chỉ ra đây lấy thủ cấp nhà người. Nói rồi hét lên tợ sấm vang, dục ngựa hơi đao chém ngay đầu miêu oai, sức đao chém xuống một cách như núi thái sơn ngã. Miêu oai lật đật cầm lựu kim đàn trận đở, tiếng đụng nghe rung đất, hai đảng giao chiến hơn một trăm hiệp cầm đồng với nhau hai bên đều có chư tướng và quân lính thực hở phía sau phòng khi tiếp ứng chiêm trống vang trời đánh nhau từ sớm mai đến xế chưa ai hơn thua diêu lân nghĩ thầm rằng thật là miêu tặc rất mạnh thương pháp tinh thông bèn tính kế thí đao thì mới chém đầu nó đặng liền giả thua chém bậy một đao quay ngựa chạy thì lương phương đứng áp trận thấy ngọn đao diêu lân chưa loạn sao lại tháo ra mà chạy thì thầm tường chắc là giả thua đặng đùng chém tướng giặc bèn giận thôi long đừng tiếp chiến, cứ việc giã không biết. Khi Diêu Lân trá bại, Miêu oai dục ngựa rượt theo. Diêu Lân nghe lạc ngựa gần đến, biết nó trung kế, còn bên này Châu Hồ Lừ cũng áp trận, ở cách xa thấy Miêu oai thị dòng, nếu cản Diêu Lân thì sợ trung kế, liền hồi chiêng thâu quân, Miêu oai cũng không thèm đếm xỉa, cứ rung rũi đuổi theo gần đến khít, Diêu Lân quầy ngựa lại thình lình, dơ đao tận lực chém xuống ngay đồng. Miêu oai tránh đỡ không kịp nên đứt hai cả người và ngựa. Diêu lân cắt lấy đầu rồi dục quân thẳng tới giết quân giặc vô số. Quân miêu oai chống cự không nổi, vừa muốn chạy xảy có châu hồ lử đến cản lại hồn chiến. Lại bị quân thi lương phương và thôi long kéo đến, châu hồ lựa tính bề cự không lại, bèn dùng yêu thuật làm tối mịt trời đất, gió thổi ảo ảo, cát bay đá dậy mà quỷ hết dân thần binh vô số, kỳ hình quái vật rất đông ảo ảo sông đến làm cho Diêu Lân và Chư Tướng thất kinh, chạy thối lui đạp nhau rối loạn. Lúc ấy thì Lương Phương lật đật khiến quân phóng hỏa tiền hỏa pháo và vài nhầu đổ ô ế ra, trong giây phút yêu thuật đều dã tan. Châu Hồ Lừ thấy vậy nổi sung, liền lấy ngủ độc hầu châm trong túi da beo, niệm chú rồi vải trên không hóa ra mây năm sắc rơi xuống nhằm mình Diêu Lân. Diêu Lân liền lé nhào xuống đất chết giấc, nhờ có hai tên tướng cạnh còng chạy đem về còn chư tướng và quân lính cũng bị độc châm nhiều. Thì lương phương thất kinh truyền quân phát hỏa tiền, hỏa pháo vải ra như mưa bất và hỏa hổ cháy dần dần làm CNO quân giặc thất kinh phải lui lại. Hồ lử truyền cho quân thối lui, rồi rượt đầu và thay miêu oai trở về tần liệm chôn cất, rồi chạy sớ cho miêu vương hay đặng xin thêm binh trợ chiến. Nói về vua ở trên địch lầu thấy diêu lân cùng chư tướng giết giặc rất nhiều thì có lòng mừng sau lại thấy chư tướng bị độc châm bại quân thối về, tin buồn và thấy diêu lân mê man bất tĩnh nhân sự, càng thêm chua xót rồi nghe cả nhà diêu lân than khóc om sòm thì càng thảm thiết, liền sực nhớ lại trong mình có mặc đến ngủ báu chân châu giải tà độc bèn cởi ra đắp cho diêu lân thí nghiệm coi có hiệu nghiệm chăng. Vừa đặng một lát thì năm hột chân châu rút ra châm độc, diêu lân liền tĩnh lại mạnh như xưa, còn chư tướng bị độc châm ấy cũng nhờ báo đó đều được khỏe mạnh lại như trước khi ấy chư tướng đồng ra lại tạ ơn vua cứu mạng và tâu bệ hạ có báo này thật là phước trong nước nhà rất lớn rồi thôi từ tương dọn tiệc ra mừng chư tướng đặng tráng kiện như xưa khi giữa tiệc vua nghị luận cùng chư tướng rằng giặc này nếu thiết kế đánh phá thì không khó gì chỉ hiềm yêu đạo phép thuật giữa tợn khó nổi khu trừ chư tướng tâu theo lời bệ hạ luận rất nhầm lẻ vậy xin bệ hạ sai người phá trùng vây đến giang tây núi long hồ đặng dước thiên sư phủ trương trân nhơn đến họa may trừ được yêu đạo vua vừa muốn nhậm lời xảy thấy thôi long quỷ tâu rằng tôi có một người sư phụ tên vân hà đảo nhơn họ huỳnh hiệu là dã tiêu quán ở sơn đông tu tại la phù sơn vân du đến đây dạy anh em chúng tôi học võ nghệ thao lược đã đặng ba năm mỗi năm thường đến nhà tôi ở chơi hoặc đôi ba ngày hoặc vài tháng toán âm dương nói việc tiên tri thường hay ứng nghiệm trừ tà trục quỹ cũng hay hô phong, hoán võ rất màu, lại hay cứu giúp người. Nên đến đâu thiên hạ đều lưu luyến cầm ở chơi, bởi vậy nên không dám trừng mặt cho ai thấy. Hôm trước có đến đây, bây giờ còn ở tại lữ tổ am, nguyên am ấy của cha tôi cất ra phụng cúng nhang khói đêm ngày, có cắt hai tên đạo đồng ở trước, vật thực phụng cấp cho sư phụ tôi về phần cha con tôi chịu. Lúc ngặt nghèo này xin bệ hạ sai kẻ rước người giờ đến pha yêu thuật, họa may người có kế chi giỏi chăng? Thôi từ tương liền tiếp tâu, mày có cơn tôi nhắc sự ấy, bằng không thì tôi đã quên rồi. Cách ba năm nay ông đạo nhân ấy có nói tiên tri mà dặn rằng, trong ba năm nữa tại hải ba trang này sẽ nổi giặc giã lung tung, bị yêu đạo vây phủ, biểu tôi phải cất bát tòa vọng lâu tư phía. Ngoài thì lập thêm hào hố cho chắc chắn và bốn phía tường tu bổ cho vững, thì bảo thủ mới đặng vẹn toàn, lại dạy tôi là một cái đường bàn đạo vô hải ba trang, hình khu ốc quanh quẹo các chỗ hiểm chờ phải đặt hỏa lôi, phục và trừ lưng hướng cho nhiều để dành phòng khi cự địch với giặc. Nay thật quả y như lời người nói tiên tri không sai, nay được vẹn toàn cũng nhờ có sức ông đạo nhân ấy bày trước. Vua nghe cha con thôi tử tương tâu các việc thì có lòng mừng liền phán rằng, theo như lời hai khanh tâu thì người đạo nhân ấy chẳng phải tay tầm thường, thật là người tu trơn đạo đức, vậy khanh khá đến rước dùng cho chấm. Thôi tử tương lãnh thánh chỉ đến am ra mắt đạo nhân tỏ bày các việc vô ái mộ cầu hiền khiến đến rước. Đạo nhân nghe nói liền chịu, lên ngựa theo thôi tử tương đến ra mắt vua. Vua thấy đạo trưởng mặt mày nở nang, tóc bạc phơi phới, cốt cách thần tiên, liền đứng dậy chào mừng. Huỳnh đạo nhân cúi đầu đáp lễ tâu rằng bần đảo tu hành sơ lược, ở theo non núi, trí diễn tài thưa, sợ e chẳng đủ tài giúp bệ hạ, xin miễn tội. Vua lấy lời ngon ngọt phủ ủy mà rằng xin đạo trưởng chớ này lo nhọc, Giáng sức giúp chẩm một phen trước trừ yêu đạo Sau khi phá trùng vây Công ấy chẩm sẽ đền Đạo nhân tâu rằng nguyên bệ hạ tay ách chưa mãn Nên khiến phải kinh khủng vài ngày Chờ các nẻo cần vương tiếp binh đến trận được giặc Khi ấy bần đạo sẽ ra nhận trừ yêu đạo một trận thì xong Vậy phải nhẫn nhục một đôi ngày nữa Chờ chưa cầu vong đến Nội ngoại hiệp công Tóm thâu dư đảng Thì dân sự mới yên Vua nghe mấy lời đạo nhân cạn tỏ rất vui lòng bèn phán rằng, nay chấm gặp tiên trường đến trợ chiến thì giả dạ chấm chẳng còn lo sợ nữa. Vua liền sai người đưa đảo nhơn về am an nghĩ, rồi sai người dọ thám coi binh viện chừng nào đến. Đây nói về khi kim phiêu sông phá trùng vây rồi dục ngựa đi giết cả ngày đêm, đến tỉnh Giang Tô, thẳng vào viên môn nói với quân giữ cửa rằng, có mật chỉ vua đến cho trang tuần phủ, quân vào báo, trang đại nhơn lập tức rước vào nội thất lại tạ thánh chỉ rồi mở chiếu ra thấy như vậy trầm này ở tại hải ba trang bị miêu tặc châu hồ lử xanh tâm cướp giá đem binh vây khổn thậm cấp nên chấm sai kim phiêu phá vây đến viện binh giải ách khanh đẳng chiếu này phải lập tức dẫn đại binh bộ và thủy đến cứu cho mau chớ khá diên trì ngộ sự trang tuần phũ đọc biểu rồi cả kinh liền ra mắt kim phiêu hỏi thăm các việc kim phiêu tỏ hết ngọn nguồn và thuật chuyện cao phát sĩ tư thông với giặc xanh sự cướp giá giao chiến bị mình giết tại trận, xin đại nhân phải hòa tốc điều khiển các đạo binh đến cứu viện cho mau, mà giải giá, kẻo sợ hải ba trang không được chắc, ắt là bị giặc hàm phá. Trang tuần phủ nghe nói cướp giá, thì kinh khủng, tỏ cùng kim phiêu rằng tại ta không cẩn thận tế sát, tội ấy ở nơi ta. Nguyên ngày trước cao phát sĩ kiếm cớ xin ta đặng thăm quê quán, ta ngờ thật mới cho đi, nay sanh ra điều tác tệ dường ấy, may nhờ tướng quân giết nó rất đáng công lao tướng quân rất hệ trọng. Nói rồi điểm đại binh giao cho từ chiêu quản xuất trung quân, và cắt 10 người chiến tướng xuống chiến thuyền dẫn quân đi trước. Còn Trang Cửu Công và Kim Phiêu dẫn đại binh do nơi đường cây thẳng đến Hải Ba Trang, tổng cộng cả hai đạo binh là ba muôn, còn Thành Quách thì giao cho Từ Lưu ở lại gìn giữ, lại tư tờ cho quan đề đốc ở Hải Biên Quan tên là Diêu Văn Thắng và quan tổng đốc Hà Đạo Quan tên là Bá Đạt, khởi binh lập tức đến Hải Ba Trang tiếp chiến. Nguyên Diêu Văn Thắng là chú ruột Diêu Lân, khi đặng tờ công báo lập tức khởi binh, đi dọc đàng gặp đạo binh bá đạt dẫn đến. Hai đàng hiệp binh lại, hỏa tốc đi giết không kể ngày đêm. Nói về đạo binh của Trang Tuần Phủ đi trước còn đặng ba chục dặm nữa, thì đến Hải Ba Trang, quân do thám báo rằng xin đại nhân hãy đình quân, vì giặc đóng binh cách đạo binh ta chừng vài dặm thôi. Trang Tuần Phủ liền truyền lệnh gai đạo binh an dinh hạ trại nghỉ một đêm, dạng ngày sẽ giao chiến rồi nghĩ thầm rằng, miêu tặc hạ trại kết dinh còn đương phòng giữ ở ngoài, thì chắc là hải ba trang chưa bị hại. Qua ngày thứ, trang tuần phủ vừa thăng trướng, có quân vào báo, có đề đốc diêu văn thắng và tổng đốc bá đạt dẫn năm ngàn binh mới đến, còn ở ngoài dinh, dạy tôi vào bẩm cho đại nhân hay. Trang tuần phủ cả mừng vội vàng ra rước vào dinh, cho chuyện khắc kỳ cũng nhau rằng, nội ngày nay bọn ta phân ra bốn binh bốn ngã đánh giết vào dinh giặc, ắt chúng nó giả tan. Nghị luận xong rồi, mỗi người đều trở về dinh đặng điều khiển giấy binh phía đông về phần bá đạt sai trung quân là dương ứng long dẫn quân giết đến phía bắc thì diêu đề đốc dẫn binh đánh tới phía tây thì kim phiêu cũng dẫn binh áp đến còn phía nam thì từ chiêu và quan tuần phụ đánh vô bốn đạo quân cửa xí gươm giáo người như rừng tiếng ó la chém giết vang trời lúc ấy châu hồ lữ đang đốc quân phá hải ba trang song bị hào hố trông gai tứ diện hiểm trở lại các vọng lầu theo đường lớn vô hải ba trang đều chí hỏa pháo khó nổi lại gần nên vô kế khả thi. Xảy nghe bốn phía quân la ó đánh tới sườn như hỏa ngộ phong, thì biết có binh đến tiếp ứng. Hồ lữ ỷ mình có phép tà thuật nên không sợ, liền đốc xuất cầm binh khiển tướng ra cự đương cùng bốn đạo binh ấy. Lúc ấy vua ở trên địch lầu thấy cờ hiệu quan quân của mình, bốn phía áp vào dinh giặc, bèn lật đật cho triệu huỳnh đạo nhơn vào thống lành chư tướng ra tiếp ứng khi huyền đảo nhơn dẫn binh đánh nhầu vô trung ương, đạo binh hồ lử cả loạn, đầu đuôi cứu nhau chẳng đặng Hồ lữ thay thế nguy cấp bèn lấy thư hùng bảo kiếm ra hỏa phù niệm chú, thì thiên ám địa hôn, cuồng phong khởi loạn, đá dậy cát bay, quái thần binh vô số, bốn đạo binh cứu ứng đều hoàng kinh hồn vía, vừa muốn chạy, còn thi lương phương vừa muốn dùng ô huế trừ tà thuật. Xảy thấy huỳnh đạo nhơn rút cây đào mộc kiếm chỉ ngay mấy vật quái ấy niệm thần chú, bắt ấn liền nổ ra một tiếng sấm vang tai, các vật quái ấy đều tiêu hủy, trời sáng lại như thường. Hổ lữ cả giận mắng rằng, ngươi là đồ giã đạo ở đâu đám đến đây phá phép tiên của ta. Huỳnh giả tiên cười nói rằng, bọn bây là miêu tặc tự thị yêu thuật hại người, nghịch mạng trời trợ kẻ tàn bạo hại dân, ngươi sẽ chết tại tay ta, sao không hối ngộ hàng đầu, còn dám khoe khoang lổ miệng. Hồ lữ nghe nhíp nổi sung nói, ngươi là đồ khốn kiếp, ta nguyện giết ngươi cho đặng mới phỉ tấm lòng liền thò tay vào túi ra có lấy ra một cục đá tên là thạch bửu ngũ sắc thần quang, niệm chú, nhắm ngay đầu huỳnh đạo trưởng mà quang, hào quang túa ra sáng lòa rất nên giữ tợn. Quỳnh giả tiên lật đật lấy đảo mộc kiến ra đờ. miệng niệm chú tay chỉ, vùng nổ ra một tiếng lớn chém đứt biêu thạch ra làm hai. Châu hồ lử thất kinh liền lấy thần châm quang lên hại huỳnh giả tiên. Huỳnh giả tiên biết là đồ độc, liền lấy quạt phong hỏa bồ quang tên đờ độc châm rồi niệm chú biểu huỳnh cân lực sĩ đến rút châm dậy đem về la phù sơn đặng phát lạc lực sĩ vâng lệnh dứt đi mất hồ lư trưng hưởng rút thư hùng kiếm ra sáng lòa như tuyết nhắm chém huỳnh giả tiên huỳnh giả tiên lấy bửu kiếm ra đở hai đảng đánh nhau được vài hiệp thì miêu binh bị binh trào chém giết mười phần hết bầy hồ lư thấy việc không xuôi vừa muốn độn thổ chạy chẳng dè bị huỳnh giả tiên quăng đào mộc kiếm ra rớt xuống nhằm mình hồ lữ đứt làm hai đoạn Trang tuần phủ thấy đầu đảng giặc đã bị giết rồi, bèn bảo quân giặc hàng đầu thì khỏi chết. Quân ghi ạc nghe truyền ân xá mừng rỡ quy hàng, bá đạt truyền lệnh hồi chiêm thâu quân, các quan vào hải ba trang bái yết. Vua lấy lời ngon ngọt phụ ủy các quân đâu về chấn nhậm đó, chờ vua về chào sẽ thăng thưởng. còn bọn giặc hàng đầu thì giao cho trang tuần phủ biện liệu, rồi truyền bày yến tiệc ăn mừng giải lao chư tướng. Khi ấy huỳnh giả tiên cáo biệt về núi thì vua phong làm thanh hư diệu đạo nhơn giả tiên tạ ơn vua, rồi độn thổ đi mất, các quan lấy làm lạ tông bởi chúa thượng nhân từ mới có chân tiên đến giúp, khi màn tiệc các quan từ giả trở về bổn chấn, sản dịp ấy vua tả một đạo chỉ giao cho tôi tử tương, diêu lân, thi lương phương, kim phiêu và lôi văn báu, đem đến kinh ra mắt binh bộ thượng thơ đẳng cấp bỗng cho năm người y làm tham đu đô tư, Bổn chấn các tĩnh, năm người lại tạ ơn vua. Khi vua phán đoán các việc an bài bèn đem nhật thanh nhắm cô tô thẳng đến. Đây nói về tĩnh Phước Kiến tại chùa Thiếu Lâm tự có một ông hòa thượng lên là trí thiện thiền sư, đang giảng dạy kẻ môn để học tập võ nghệ, lộng quần, phi khước, xảy thấy Hồ Huệ càng quy trước mặt xin trở về Quảng Đông, trước thăm viếng mộ phần, sau báo cửu bọn cơ phòng tử giết cha ngày trước, xin thầy nhậm tình thương xả ơn ấy cám đội vô cùng. Ấy là, trí tâm muốn trả oan củ trước, đoái lụy liên hờn các giáo sư, chương 14, Hồi 14, nói về trí thiện thiền sư nghe Hồ Huệ càng cầu xin về Quảng Đông đẳng trước thăm viếng mộ phần, sau đánh báo cửu bọn cơ phòng tử, thì lấy lời ngon ngọt mà nói, này con muốn gấp về báo cửu cho cha con, ấy là việc hiếu khá khen, thầy đâu dám ngăn cản, song con cũng biết điều lệ chùa này đã có lời truyền bảo trước cho chư đệ tử hay rằng phải khổ luyện tinh dòng võ nghệ chưa đủ 10 năm và phá cho đặng mộc nhơn, mộc mã 108 chặng, thẳng giết ta cửa ngỏ mới được hạ san, cho khỏi mất danh tiếng chùa này, còn như bị mộc nhơn, mộc mã đánh té thì phải khổ tâm tập luyện nữa chớ không đặng ra khỏi chùa. Nay thầy xét phận con võ nghệ chưa đặng tinh, e xuống đánh báo cừu không lại chúng, có phải chết uống mạng chăng? Đã vậy thì chớ lại còn thêm nhục tiếng thầy, vì vậy nên thầy chẳng hứng cho con hạ san gấp. Hồ Huệ càng nghe thầy cạn tỏ bấy nhiêu lời, bèn thưa rằng xin thầy cho phép con đánh thử mộc nhơn mộc mã con có tiện việc chăng? Chí thiện nhậm lời, hồ huệ càng cầm thiết côn thẳng ra sân, thấy mộc nhơn, mộc mã đã mở máy khu động chín ghê. Hồ huệ càng truyền thần lực cẩn thận gìn giữ đờ trước ngăn sau, chống cự được 36 chặng, ấy là cũng khổ luyện công phu lắm, mới đạt đến chặng đó, đánh lần ra một chặng nữa, liền bị mộc nhơn đánh té nhào xuống, lật đật kêu thầy cứu mạng. Chí thiện hối học trò khoa máy lại, thì mấy mộc nhơn, mộc mã đều đúng cứng không khu động nữa. Khi ấy các đệ tử mới đám vô cõng hồ huệ càng ra, đem thẳng đến pháp đường, thì thấy hồ huệ càng lỗ đầu xề mặt máu chảy rầm rề, nằm thiêm thiếp, ai nấy xem thấy chắc lưỡi lắc đầu kinh sợ, mới biết máy ấy là dữ. Lúc ấy Trí Thiện đem thuốc thấm rửa một hồi cho thấm gân cốt, rồi cho uống linh đơn hồn hồn, liền bớt đau và bó thuốc giáng dịch mấy chỗ thương tích, trong mấy phút dẫn máu hết sưng, đi đứng như thường, liền quỳ lại tạ ơn Trí Thiện chư để tử mừng rỡ khen thuốc hay thần hiệu. Khi ấy trí thiện lấy lời an ủi hồ huệ càng rằng con hãy bền lòng rèn trí ở lại một hai năm nữa, tập luyện võ nghệ thêm cho tinh, khi ấy sẽ hạ san mà báo cửu cũng chẳng muộn màng gì. Nếu ngày nay con nóng xuống báo cửu, thầy e cho con, cửu nhân trả chưa đặng mà lại bị hại thì bất tiện cho con, và cũng nhục cho thầy nữa. Hồ Huệ càng gắng gượng vâng lời thầy, lui vào phòng trằn trọc, ngồi đứng không yên, thầm tính một mình rằng, con người xanh trong đời đất có một việc hiếu làm trọng. Nay cửu cha chưa trả đặng sao gọi làm người, như ta húy tử tham xanh ẩn giật xứ người. Ngơ lấp việc cửu này thật xấu hổ với đời, lại mang thất hiếu. Nếu nghe lời thầy ở học thêm võ nghệ phá cho đặng mộc nhơn, mộc mã thì tuổi đã già rồi. Nay còn nhỏ phải dáng lo trả thâm cửu, dù chết cũng cam tâm. Ta muốn trốn về Quảng Đông đặng báo cừu thì khó bề là vì cửa chùa tân nhân canh giữ nghiêm nhặt muốn nhảy ra tường thì bị lưới sắt phủ răng. Sực nhớ lại có hào rộng lớn thông ra ngoài tường, vậy sẽ do theo đường thủy đạo mà thoát thân thì xong, tính được kế ấy mới bớt dầu phiền, lo dưỡng thương tích cho lành mạnh, cách vài ngày bệnh lành mạnh như xưa. Khuya đêm ấy lúc vắng vẽ, hồ huệ càng lén vượt hào ra đến tường, cắt phía lưới sắt, nhảy ra khỏi tường, trời vừa sáng tốt đến tỉnh thành tuyền chiêu mướn ghe về Quảng Đông. Dạng ngày trí thiện thức dậy các đệ tử đến ra mắt trình diện viếng thầy, mà không thấy mặt Hồ Huệ Càng, thì Hồ Nghi, bảo các học trò lục kiếm trong ngoài, mới hay Hồ Huệ Càng vượt hào phá lưới sắt trốn rồi. Chí thiện buồn rầu than rằng đồ đại dột không nghe lời khuyên bảo, nay trốn đi ắt tánh mạng chẳng còn, rất uổng công ta dạy dỗ mấy năm trời, chẳng khác chi công linh thả xuống dòng nước, khá tiếc thương cho đứa hiếu sường ấy. Các học trò nghe thầy than thở thì xuống nhau can khuyên thầy an tâm bớt cơn phiền muộn. Nguyên trí thiện bình nhật thương Hồ Huệ càng như con ruột nên gắng công dạy võ nghệ lớn hơn các học trò. Nay Hồ Huệ càng trốn về báo cửu cho cha, nên vắng mặt thì đem lòng thương nhớ, xong việc dĩ lỡ rồi phải gắng gượng làm lơ. Nói về Hồ Huệ càng về đến tỉnh thành ghé chùa Tây Thiền Tự, không tỏ sự mình trốn thầy mà về. Khi ấy mấy người anh em bạn ở chùa này xuống lại mừng rỡ hỏi thăm sư phụ ở thiếu lâm mạnh giỏi ra thế nào, cùng sư huynh đệ sức khó chăng khi chuyện vản vừa xong, liền dọn tiệc đài đằng hĩ hạ, thì Hồ Huệ càng thuật công việc học hành tại thiếu lâm tự cho bậu bạn nghe, kế trời tối dọn dẹp đi nghỉ. Dạng ngày Hồ Huệ càng tỏ thiệt công việc về đây đặng đánh bọn cơ phòng từ mà báo cừu cho cha ngày trước, mấy người anh em nghe nói đều ưng ý, xong có một hai người trải việc thì ngăn cản không cho, vì sợ giấy động ra việc to ắt phải liên lụy đến bọn mình nên cản trở, xong Hồ Huệ càng quyết tình báo cừu cho đặng nên không nghe treo lời can gián, liền thân hành đến tiệm đặt một cặp đèn lồng lớn, treo trước cửa tây thiền tự và mười mấy cái đèn nhỏ treo chung quanh, mỗi cai có đề chữ son và chữ mực đính tên Tây Hội Hồ Huệ Càng, quyết đánh bọn cơ phòng tử, song tiệm lồng đèn không dám lành làm, vì ở gần vơ phòng tử, nên Hồ Huệ Càng phải đến tiệm khác xa chốn ấy. Đặt làm theo các việc đã nói trên đó, rồi tối áp đặt treo đốt rực rỡ cả chùa đêm ấy bọn cơ phòng tử xem thấy chữ hiệu của lồng đèn hồ huệ càng trả thù đánh bọn mình thì tức giận căm gan liền trở về sáng mã la lên tựu lại hơn mười mấy người cụ bị khí giới tính đến chùa trước là đánh phá mười mấy cái lồng đèn sau nữa vào chùa tìm huề thượng để tra vấn chẳng dè hồ huệ càng đã sắp đặt với mấy người anh em bạn mà gìn giữ kế bọn cơ phòng tử sốc đến vừa muốn phá lồng đèn thì Hồ Huệ Càng liền nhảy xông ra trước cửa chùa cản lại hét lớn. Ta là Hồ Huệ Càng đón đây đánh bọn chúng bay. Bọn cơ phòng tử nghe nói không hỏi vì cớ nào. Cứ áp cây đánh Hồ Huệ Càng. Hồ Huệ Càng sần giận. Nên hôi thiết côn đánh tới. Ngọn côn múa như dao long dờn sóng. Như tuồn cọp mạnh lìa rừng. Đánh bọn cơ phòng tử tan nát dường như hưu dụng. Máu chảy dầm đường. Chết hết 13 mạng. Bị thương chạy vô số. Còn bọn Hồ Huệ Càng thì trở vào chùa An nghỉ qua ngày sau bọn cơ phòng từ đầu đơn cao báo cùng quan huyện Nam Hải là châu đại gia, xin đến chôn ấy khán luật nghiêm. Đơn đầu cáo như vậy cầm luôn đường khấu bẩm nguyên bọn chúng tôi từ ngày khai tiệm đến nay, chuyên lo dệt hàng lụa, buôn bán xanh nhai, thủ phận làm ăn, giữ gìn phép nước, chẳng dám khi sức đến ai, nay hồ huệ càng nghiệp cùng bọn ác tăng là tam đức huệ thượng, hồng hy quang và đồng thiên cân, toa dập đốt đến treo trước cửa chùa Tây Hội. Hồ Huệ càng độc đà bọn chúng tôi chết 13 mạng, còn bị thương tích 10 người, rất nên oan ức xin ông đến chôn lấy khán luật nghiệm, phán đoán trừng trị kẻ hung phạm cho chúng tôi thờ phần phước. Trần Đức Thơ đẳng khấu bẩm quan huyện Châu Hồng Tân xem thấy lời đơn cáo thì thất kinh, xét vì đời Thái Bình, lẽ nào dám làm việc giữ giết người không sợ phép nước. Liền lập tức sai nha dịch đi bắt Hồ Huệ càng đến đặng hầu cha án mạng rồi thân hành đến chỗ đánh lộn ấy đặng khán nghiệm lấy cái tử thi và xét những kẻ bị thương tích coi nặng nhẹ đặng kết án. Khi khán nghiệm rồi dậy tần liềm, chôn cất mấy cái thây ấy, hến quay về nhà tắm gội, khử uế trực, thay sắc phục triều đình, thăng đường ra khách thẩm vấn Huệ càng vì cớ nào giết người không kiêng phép nước. Hồ Huệ càng khóc bầm rằng nguyên cha tôi ngày trước bị bọn cơ phòng tử đánh làm bệnh nặng mà chết, sau lại tôi cũng bị bọn nó đánh mất ngư. May nhờ Phương Hiếu Ngọc gặp cứu khỏi đem đến Thiếu Lâm tự ra mắt trí thiện thiền sư ở đó gắng công khổ luyện võ nghệ, nay về báo cừu cho cha tôi. Nguyên việc đánh cha tôi chết đó cũng mới đây, thiên hạ đều biết, xin ông thẩm xét minh bạch, ngay gian cho kẻ tiểu nhân nhờ phần phước, dầu chiếu theo luật hình trị tội, sự giết tôi cũng cam tâm. Quan huyện nghe mấy lời hồ huệ càng công khai, lời ăn nói hẳn hòi, chí khí can đảm anh hùng, không sơ chết bó mình chịu tội, thì thầm nghĩ trong lòng việc này quả chẳng sai vì khi ta mới đáo nhậm tình này thường nghe đồn bọn cơ phòng tử có thói dữ tợn ý mạnh hiếp người hoành hành khi yểm các phố. Bởi vậy án kết bọn nó tại huyện đường vì tội đánh người đã bốn năm án. Khi quan huyện nghĩ rồi, thì cất tiếng truyền lệnh dạy hồ huệ càng như vậy theo lời ngươi cung khai đó, như quả thật thì ngươi là đứa hiếu tử, ta sẽ chạy tờ bầm cho thượng ti tha tội cho ngươi, song không biết lấy cớ chi làm chắc. Huệ càng bẩm rằng, nguyên cha tôi khai tiệm buôn bán tại đây đã lâu, khi bị bọn cơ phòng từ độc đà trọng bệnh mà chết thì lân gia lý hữu đều biết xin ông do thám nếu tôi khai gian thì tội tôi phân thân muôn đoạn cũng cam quan huyện thấy huệ càng cam đoan ắt chất thì dạy quân nha dịch tạm giam hồ huệ càng nơi ngục còn bọn tam đức huệ thượng tha đờ cho về chùa nghĩ an chờ xét minh lẻ vụ nay trong vài ngày sẽ nhất định khi ấy quan huyện vào nhà trong thay đổi sắc phục ăn mặc đồ thường lén đi một mình đến gần lối tiệm của cha hồ huệ càng ở buôn bán khi trước làm bộ vô tình không biết gì, hỏi thăm lom thương ẻ ấy về sự hồ huệ càng làm sao mà dám giết phe cơ phòng tử nhiều như vậy, hay là hồ huệ càng điên cuồng gì hay sao, nên không kiêng phép nước. Những kẻ ở gần đó thường thường có giả bất bình về phe cơ phòng tử húng hiếp người song sợ phe đảng ấy đông, nên phải nhịn thua. Nay thấy có người hỏi thăm vụ ấy thì trả lời rằng số là khách quan không rõ nên gọi hồ huệ càng điên, chớ như rõ thiệt thì hắn là người rất trí hiếu quan huyện nghe nói thì hỏi làm sao gọi rằng nó chi hiếu mấy người ấy đáp tiên xanh là khách qua đường bọn tôi cũng không hiềm nghi gì để tôi nói hết cho tiên xanh nghe nguyên việc mới chừng hai năm nay nhiều người rõ biết vụ ấy mà không ai dám hở môi là vì bọn cầm luân đường giàu có lớn thế thần to ở cùng nhau đồng lòng lắm phàm có xảy ra việc gì thì chung cùng vác của súng lo cho nhau Nền hùng hiếp nhung kẻ lân cẩn coi phép nước như hôm nay bị hồ huệ càng đánh chết lũ bó cũng đáng tiếc lắm thật là trời có con mắt báo ưng rõ ràng khi đánh chết cha hồ huệ càng cả thầy đền biết song sợ bọn nó kết oán không ai dám làm chứng minh oan sau hồ huệ càng đến phân biện cũng lũ nó về sự cha bị chết ức lại bị bọn nó đánh gần chết nữa may nhờ gặp phe tây thiền tự cứu hồ huệ càng khỏi hại quan huyện nghe như vậy cũng chưa lấy gì làm tin. Liền từ biệt đến chốn khác hỏi thăm cũng nói y như thế nên quan huyện hết hồ nghi, mới trở về nhà chạy tờ bầm cho thượng ti dò khúc nôi. Thượng ti xét theo lời quan huyện bèn dạy tiêu hủy án ấy, phong xã hồ huệ càng và truyền dạy hai đàng từ này sắp đến sau phải lo làm ăn thủ phận, không đặng tranh đấu cùng nhau nữa. Quan huyện lại lên án phân đoán giao cho thiên hạ biết như vậy từ ta đáo nhậm tĩnh này, vì nước thương dân trừ hung khữ bảo thẳng ngay một lẻ, minh điều oan khuất, vạch nẻo gian tà, nay ta tế sát án mạng bọn dệt tơ lụa của cầm luân đường, tục danh là cơ phòng tử bị hồ huệ càng giết chết 13 mạng bị thương tích 10 người, án này hủy bỏ không làm tội hồ huệ càng, vì nó có lòng hiếu thảo vẹn trả thù cha đã bị bọn cầm luân đường ỷ thế hung hiếp đánh chết, ngày trước đã giết chết cha người thì chớ, lại còn mong tuyệt dòng giống người, cường bức hồ huệ càng gần chết ngày nọ xét lỗi ấy trước tại phe cầm luân đường khởi đoan hoành hành thị cường, coi phép nước như không, nên nay trời xui mang họa dường ấy. Này ta như dung hai đàng, xong phải bỏ thói cũ, thủ phận làm ăn, nếu còn ý thế hoành hành ra nữa, hoặc bị người ta thưa kiện hoặc ta nghe được thì ra tội chẳng dung, chờ khá than trách rằng ta không giáo huấn trước. Đây nói về bọn cơ phòng từ thầy án quan huyện truyền giao như vậy thì biết tại mình gây họa ngày trước nên nay không làm tội hồ huệ càng thì có ý kiêng sợ, nên dàn lòng lo làm ăn, không dám khởi đoan gây oán thù nữa. Không dè hồ huệ càng lòng giữ không chừa, bởi thấy mình giết người ta nhiều quan không ra tội, nên hoành hành không sợ, mỗi ngày dắt thức sắt vào lưng, ra đường hễ gặp bọn cơ phòng từ cứ việc đánh không dung, tối lại vầy bạn tác tại võ quán, cắt phần mỗi người đều có khí giái tùy thân, còn lồng đèn thì đốt theo các nẻo đường, nhất là tại trồn hà cơ, tân kiều, kiên sa nang thanh tử, y linh nhiễu, mấy chỗ này đều gần danh phố bọn cơ phòng tử. Ấy là cố ý cho ngó thấy bọn cơ phòng đánh cho dễ, xong không đánh chết, chơ cũng bị gảy tay lổ đầu mới đã giận. Đến sau thượng ti dọ thám hay đẳng nên lên án sứ tử hồ huệ càng là việc sau. Nói về bọn cơ phòng tử bị thương lần sau rất nhiều, nên đóng cửa tiệm lại không buôn bán nữa. Khi ấy ba ông chủ là Trần Đức Thơ, Lý Quế Phương và Bạch An Phước mời cà phê lớn nhỏ nhóm nhau nghĩ rằng bởi ngày trước bọn ta sanh sự nên giấy việc họa ngày nay bị quan huyện mật thám rõ biết sự tình tiêu hủy án mạng lại bị trách cứ bởi vậy hồ huệ càng đặng nước không kiêng nề phép quan cứ theo làm hại bọn chúng ta hoài thì chịu nhục sao kham còn như muốn lựa người ra chống cự với nó thì bọn ta không có kẻ giỏi vậy chúng ta ai biết trước chi hay đặng trừ nó cho được thì mới an việc bán buôn khi bàn luận thì mấy kẻ khởi đoan việc họa ngày trước tự hối trong lòng rằng, phải rẻ như vậy thì ngày trước chẳng nên làm giữ làm chi. Còn kẻ trải việc thì có lòng hờn giận mấy tay khuấy rối sanh ra điều sầu thám hôm nay, căm giận không đám nói ra, thảy đều nhìn nhau làm tinh lặng lặng, không ai nói chi hết. Bạch An Phước thấy vậy thì có lòng phiền tính kế như vậy, nếu muốn trừ kẻ nghịch cho tiện, thì đừng sợ tốn tiền, phải đậu cùng nhau mượn một người khi khái võ nghệ cao cường về đây giết nó cho đặng, mới tiêu oán hận này. Nội bọn nghe nói đều mừng khen tính kế ấy rất hay, song không biết đâu có người võ nghệ siêu quần, chớ tay tầm thường ắt không xong. Bạch An Phước nói ta có nghe tại võ Đương Sơn có một người đạo sĩ hiệu là Bác Tý Na Cha, tên chủ là Phùng Đạo Đức, có dạy ba tên học trò võ nghệ tinh thông. Bây giờ có người học trò thứ ba là Như Hóa Giao ở tại Tây Pháo Đài, đương tập võ dạy kẻ môn đệ nếu bọn ta đem bạc đến thỉnh người ấy về đây ắt hồ huệ càng phải mạng vong nhưng chúng ta phải dùng lễ trọng mới đặng bằng tiếp tiền ắt là người chẳng khứng ra tay nội bọn nghe nói đều vui lòng liền đậu cùng nhau được ba ngàn lượng bạc cậy an phước lập tức ra đi đến tây pháo đài ra mắt như hóa dao chuyện vản trà nước hỏi thăm danh tánh cùng nhau và tỏ sự tình hồ huệ càng húng hiếp hóa giao đáp rằng theo lời cậu nói tôi đâu dám từ việc đánh cho chết hồ huệ càng thì không khó nhưng e lúc thái bình giết người không dễ gì phải khó cho phận tôi an phước nghe nói lật đật lấy ra ba ngàn lượng bạc hai tay dâng lên thưa rằng bởi bọn tôi khốn đốn nay xin dâng lễ mọn này rước thầy về trừ kẻ nghịch ấy như quan hay bắt tội thầy thì bọn tôi chịu làm cam đoan gánh vác sự họa ấy chẳng dám sai lời hóa giao ý không chịu nhưng thấy lễ trọng rước mình đến ba ngàn lượng bạc thì siêu lòng ưng chịu ra đi an phước mướn kiệu khiêng hóa giao về đến công sở cầm luân đường bọn cơ phòng thấy an phước xuống kiệu lại có rước được thấy nghề võ lật đật chạy ra nghinh tiếp vào công sở thiết đài một cách trọng hậu và lấy lời bợ đờ rằng bọn tôi nghe danh tiếng của lão sư bấy lâu như sấm vang tai nay rước đặng về đây trừ kẻ nghịch thật là bọn tôi rất nên có phước xin lão sư thương mười mấy mạng đã chết dáng ra sức giết hồ huệ càng trước là mấy đứng vong hồn chết oan ấy được siêu thăng sau là bọn tôi được nhờ phần phước, xin lão sư lấy bụng hải hà thương xót, thì bọn tôi sẽ đặng toàn xanh thời chớ, lại vườn bền nghề nghiệp làm ăn, khỏi nồi chia ly lìa thảm, giết một mạng cứu đặng muôn người thì ơn ấy sánh tẩy tái tạo. Hóa giao nghe bấy nhiêu lời. Liền đứng dậy lấy lời khiêm cung nói rằng, vốn tôi là đứa võ phu học hành võ nghệ không bao nhiêu, nay các cậu lấy lễ trọng giúp tôi đến đây, trong lòng tôi rất thẹn, nhưng mà tánh tôi bình xanh hay giúp đỡ kẻ nguy chống ngăn người cường bảo, dầu hồ huệ càng có giữ như cọp đi nữa, tôi cũng dáng sức trừ không khó gì. Nay các cậu khiến tôi giết nó, tôi e nhân mạc là điều hệ trọng, xin liệt vị tính lẽ nào. Trần Đức Thơ đáp xin lão sư ra sức giết hồ huệ càng chết mà quan ta vẫn làm tội lão sư thì bọn tôi xin ra chịu tội thế, chẳng để lão sư mang tội đâu phòng sợ. Hóa giao nói, theo lời lệ ệt vị đoan thế thì tôi xin tuân, mày người chủ liền làm tờ cam kết cho hóa giao cầm làm bằng rồi bày tiệc đài đằng ăn uống cùng nhau, khi ấy hóa giao cha vấn cật hỏi tự sự trước sau, rõ hết ngọn ngành, thì nổi giận nói, theo như lời liệt vị tỏ đây thì Hồ Huệ càng báo cừu cho cha nó thì phải lẻ, xong cừu oán đã trả được rồi thì thôi, có đâu khắc bạc mỗi ngày đánh phá giết người, tuy là nó không thủ chi với tôi, nhưng nghe nó làm sự hoành hành như thế, khó nổi như dung, vậy dạng ngày mai hãy viết phiếu giao cho Hồ Huệ càng hẹn trong ba ngày đến y linh miễu tại lôi đài tỷ võ, chớ giao chiến ngoài đường sợ đánh nhầm kẻ đi đường hóa ra bất tiện. Ai nấy nghe nói phải lẽ lấy làm ưng phục, có bài thơ như vầy, dốc trà cửu xưa đáp nghĩa thân, cớ sao đon đảo chẳng tương lân, tham tiền gánh vác thân tiêu tán, chớ trách đây rằng dạ bất nhân, nói về hồ huệ càng thì ngày đánh phá bọn cơ phong tử thì người bị thương tích không xiết kỳ. Bởi vậy Tam Đức Huệ Thượng và mấy người anh em bản của Hồ Huệ càng thấy Hồ Huệ càng hoành hành làm vậy, thì lấy lời phải can gián rằng chớ nên giấy việc hung bạo nữa, nếu không nghe sẽ gửi thơ thưa cho thầy hay. Hồ hồn càng nghe nói thất kinh, bèn cầu xin chư huynh đệ đừng viết thơ cho thầy, từ giày sắp sau không làm thiệt hại cho chúng nó nữa. Tam Đức Hòa Thượng nghe nói thì mừng mà nói, vã càng hiền đệ ở tại đây, nếu còn sanh sự nữa, trước là liên lụy tới anh là người tu hành, sau nữa mất bề danh tiếng chùa này, có phải là bất tiện cho anh chăng? em phải biết ngày trước em đã đánh chết 13 mạng con người, may nhờ Bồ Tát che chở phù hộ em được vững vàng bổn mạng, nếu lấy em còn khởi đoan ra nữa thì anh e quan sở tại không nhiêu dung. phàm ra là người phải dè dặt cẩn thận thì khỏi sự nhục đến mình, em là một đứng thông minh nói ít biết nhiều, xét theo các lời anh can gián đây có phải lẽ cùng chăng? Hồ Huệ nghĩ lại biết mình lùi, thì tự hối ăn năn mà thưa, em rất cám đội ơn anh giáo huấn ngày kia hồ huệ càng thấy giấy trường hồng dẫn ngoài chùa như vầy bọn ta làm nghề dệt tơ lộ hiệu là cầm luân đường nguyên có thù khích với hồ huệ càng bởi nó nhiều phen y sức đánh giết bọn ta kẻ chết người đau tính đà vô số nay oan gia này khó giải nên bọn ta có rước được một người thầy nghề võ tên là nghiêu hóa giao đẳng trừ nó kỳ cho ba ngày dến tại y linh miếu là chỗ có lập một cái nguyệt đài đặng tỷ võ như hồ huệ càng có tài hãy đến đó cự đương chết ai nấy chịu chẳng khá than van, bằng sợ chết chớ gọi đứng anh hùng. Hồ Huệ cặp coi rồi, nổi sung mà nói thầm rằng ta đã hết lòng nhân đức nghe lời bọn ta can gián, dung cho lũ bây được toàn xanh, nay bây lại viết trường hồng gián đây mà khiêu khích ta, ta há lại đi nhịn thua, để ta làm cho bây một trận nữa mới đã nư. Nói rồi sách đao đến cửa cơ phòng tử xông phá chém giả những hàng lụa đương dịp Lúc ấy bọn cơ phòng tử không dám cự bỏ chạy hết. Khi nhiều hóa giao hay đến tiếp cứu thì hồ huệ càng đã trở về chùa rồi khóa dao liền sai cắt bốn tên học trò là lý hùng mã dòng châu oai hầu mãnh và mười người mạnh dạn có khí rái tùy thân giữ canh các nẻo đường sợ hồ huệ càng trở lại phá nữa và dặn dò như thấy hồ huệ càng đến thì sáng mã la đặng nghe đến tiếp ứng sai cắt xong rồi liền khiến người quét tước y linh miếu cho sạch và dọn dẹp thủy nguyệt đài cho tử tế trên đài treo màn trướng trước dán tròng hồng căn giữa treo một tấm chướng đề bốn chữ, thượng nghĩa tranh hùng, nghĩa là hơn. Sau tranh sự giỏi dở cùng nhau cho biết, còn hai cột đài treo một đôi liễn như vậy vì bạn báo cửu trọng nghĩa ra oai chóc hổ, cùng người trả hận quyết tình diễn võ đảo Long. Khi bài trí rồi, thì bọn cầm luân đường hộ tống hóa giao thẳng đến Thủy Nguyệt Đài, hóa giao khi ấy mặc sắc phục như vậy đầu bao khăn tơ, trơn đi dép sắt, mình mang giáp nhiễu, ngực nịp yếm đồng, mặt lớn, dâu rìa, mắt lộ hình to, cao tám thước, lưng ước một vừng, tay chở trăm cân, coi bộ vạm vỡ, bọn môn đồ đều nai nịch gọn gàng, phương thiên hạ đến coi chen trơn không lọt. Hóa giao lên đài liền sắp đặt kẻ môn đệ đứng giữa hai bên phòng lo tiếp ứng. Rồi đứng giữa đài cớ tiếng lên nói cùng những kẻ đứng coi dưới đài. Ta nhơn đi đường thấy hồ huệ càng hung hiếp bạn tác của ta. Này ta vì bạn ra sức chống đương. Vậy trong đám đông này ai tên hồ huệ càng hãy lên đài tỉ võ cùng ta cho biết thư hùng nói vừa dứt lời, xảy thấy một người còn trẻ, hình dung tuấn tú, đương vịn trên vai chúng, vùng nhảy lên đài nhẹ như chim bay. Nhiều hóa giao xem thấy người ấy ăn mặt tầm thường, không nai nịt, đầu đội ngủ, mình mặc áo xô xa, trơn đi giày mã vĩ, tay cầm quạt kim phiến, mình cao tám thước, mặt mày xinh đẹp, má phấn môi son rất nên phong nhà. Nhiều hóa giao khen thầm, nghĩ rằng người này hình dung giống đứng tư văn, không lẻ mạnh dạn, ắt là dễ giết bèn vòng tay đáp lễ hỏi rằng, ngươi có phải là Hồ Huệ Càng Trăng? Hồ Huệ cần đáp, phải, và hỏi ngươi có phải là Nhiêu Hóa Giao không? Như phải thì khá nghe ta phân tỏ đôi lời rồi sẽ tranh đấu không chầy. Nhiêu Hóa Giao nói, ngươi hãy phân mau đi. Hồ Huệ Càng rằng, vã chăng ta cùng ngươi kẻ một nơi người một ngã không quen biết nhau, cũng không thù nghịch chi. Nay bọn cầm luân đường tục danh là cơ phòng tự đã giết cha ta vô cớ lại độc đà ta trọng bệnh, thiệt lũ bất nhơn may nhờ có bạn ta cứu khỏi, tìm thầy chuyên học đã lâu năm đặng báo cừu cho cha ta, việc ấy quan huyện sở tại đà tế sát rõ rằng, thương ta là đứa đại hiếu, nên mới hủy án, ấy là người dương còn biết sự nghĩa như vậy, huống chi thầy ta là trí thiện thiền sư với thầy ngươi là phùng đạo đức vốn đồng môn cùng nhau, tình như thủ túc, sao ngươi không nghĩ bọn đồng đạo cùng nhau, nỡ tham tiền mướn là trọng. Không kể người đồng đạo đến gánh vác việc này trước không kể mạng sau đừng trách ta không nghĩ niềm hòa khí. Nhiều hóa giao nghe Hồ Huệ càng khuyên giải mấy điều thì tưởng thầm rằng một là Hồ Huệ càng học hành không bằng ta, hai là sức yếu mới kiếm lời trau chuốt dịu ngọt làm vậy, thì đáp rằng theo lời nhà ngươi nói đó cũng phải, song nội bọn cầm luân đường người nào hại cha ngươi thì ngươi tầm kẻ ấy trả thù mới phải, chớ lẻ nào đánh giết kẻ vô can, còn cha ngươi chết có một mạng mà ngươi đã đánh chết hết 13 mạng chưa vừa lòng lại còn hung hăng theo nhiều hại người nữa, có phải là coi phép nước như không, cứ lo phận mình báo cừu được thì thôi, chớ cần gì sợ ai trả oán như trong số mỏi ba mảng đã thác tại tay nhà ngươi đó. Nếu ngươi biết ta là một tay giữ, muốn khỏi chết hãy đến tại cẩm luân đường lại tạ xin lỗi trước an táng và để tang cho mấy vong linh đã thác đó, sau nữa bỏ xứ này mà đi, chớ khá gây sự tắc tệ nữa, ấy là ta tưởng niềm sư bá lắm nên mới phân giải như thế, thì ta dung tánh mạng ngươi đặng. Hồ Huệ càng nghe nói nổi sung, nạt lớn lên rằng nhà ngươi hôm nay đến kỳ chết, nên mới buông lời nói vô lề như vậy. Nói rồi cội áo ngoài quăng xuống đài cho bọn mình giữ, còn đồ mặc trong đã nịt sẵn sàng, liền vo tay áo, kêu như hóa dao nói, phèn này ta đưa ngươi về thiên đàng cho biết cõi ấy ra thế nào. Liền ra miếng hắc hổ tán tâm đánh tới, như hóa dao khen hay, rồi né lại một bên dùng phép ngân long thám chảo dáng sức giơ tay mặt chống đỡ miếng tán tâm còn năm ngón tay trái thì đâm vô sườn ba hù huệ càng né khỏi hai người giáp quần đánh nhau qua lại như dao long dườn sóng gạt đờ nhậm lẹ giống cọp mạnh lìa rừng kêu nờn đánh trơn đá như nhiếp cả hai đều chí mạng cho nhau kẻ nung sức chả thù cha người dáng hơi chả cừu cho bạn vốn hai người đều là học trò danh sư mà ra võ nghệ cao cường đánh từ sớm mai cho đến xế thiên sầu địa thảm trốn chiến trường bụi hay cuồn cuộn mặt trời u ám chưa ai ăn thua thiệt là kỳ phùng địch thủ nan phân biệt, tướng ngộ lương tài các biển danh những kẻ đứng coi dưới đài ngó sừng ban đầu thay dạng hai người đánh quần cùng nhau sau lần lần thấy quần xoang lẹ như gió trơn đá như mưa ngó tá hỏa con mắt đều khen rộ lên nói về hồng hy quan khi ấy rất chưa huynh tệ cùng kẻ môn đồ đến lôi đài đem khí giới hộ thân phòng tiếp ứng, đứng dưới đài dư gìn sợ kẻ khác ám hại hồ huệ càng. Lúc ban đầu thấy hóa giao cao lớn vạm vở, tướng mạo hung ác thì có lòng lo cho hồ huệ càng yếu đuối chống cự không lại. Sau thấy hồ huệ càng đánh quần nhặm lẹ lui tới đủ phép tỉ với thầy mình nhắm cũng xâm si, xét lại thì hay hơn quần mình nhiều lắm, có ý mừng thầm và khen hồ huệ càng khổ luyện công phu ngày nay mới rõ là thầy mình thương Hồ Huệ càng hơn hết nên dạy các quần biến ấy khác hơn của mình nhiều lắm. Xét lại thì Hồ Huệ càng nhờ các miếng tinh xảo mới đỡ gạt chống chọi với hóa dao được. Chờ hóa giao thì sức mạnh vô cùng, nếu lấy sức cự thì Hồ Huệ càng chống sao cho nổi. Hóa giao nhơn bởi tham tài lợi khiến phải mảng căn chẳng vẹn toàn. Chương 15, hồi 15, nói về Hồ Huệ càng cùng hóa giao giao chiến hơn nữa ngày chưa ai hơn thua khi ấy Hồ Huệ càng nghĩ thầm rằng mình yếu nó mạnh như voi, nếu lấy sức chống cử thì không lại, chi bằng dùng miếng huê quần là một miếng mật nhiệm của thấy ta truyền để hộ thân. Khi gặp kẻ mạnh bạo mà dùng miếng ấy thì yếu sẽ trở lại mạnh, còn kẻ mạnh sẽ thất thế trở ra yếu. Nguyên miếng ấy không phải nai lưng kịch đánh đở, cứ lo trốn tránh trở né, nhảy trước nhảy sau, hoặc tả, hoặc hiểu, lẹ làng như gió, rông tuần vượn truyền doanh bên mình, chờ cho như hóa dao mỏi mệt chậm trơn dây chờ không kịp sơ sẩy sẽ ra tay hại lại. Khi như hóa dao bị miếng ấy mệt đuối sức thì hồ huệ càng đánh hóa dao đà như, song nhờ sức mạnh nên chưa ngã còn dáng cử trống. Xét việc võ nghệ thì hồ huệ càng học hơn hóa dao nhiều, còn sự mạnh thì không bằng, nên huệ càng dùng trí cậy miếng huê quần này làm cho hóa dao hai con mắt xanh huê vì chưa học đến miếng ấy, nên bị đánh mềm xương muốn nhảy xuống chạy, nhưng sợ mắc cờ với bọn cơ phòng tử nên phải gắng ngượng đánh đến chiều. Lúc ấy Hồ Huệ càng thăm hơi biết hóa giao đuối sức thì cả mừng, tinh thần thêm tráng kiện, đánh giết theo bên mình hóa dao một mày chẳng rơi. Khi ấy kẻ đồ đệ và bọn cầm luân đường thấy hóa dao bị đánh nhừ, muốn lên đài tiếp ứng, xong bị 10 người anh em bạn của Huệ càng rút khí rái ra ngăn dưới đài hét lớn lên nói việc tỳ võ ai chết nấy chịu, nếu ai lên đài binh vực thì ắt bọn ta không dung. Còn những người coi thấy việc bất bình như vậy, cũng nói y như lời bọn Hồ Huệ Càng, nên phe cơ phòng tử và kẻ môn đệ của hóa giao đứng mà ngó chân. Đường lúc thiên hạ lao sao xảy nghe một cái đuổi, xung nhau ngó lại thì thấy hóa giao bị miếng bát khoái phò diệp của Huệ Càng đã té nhào xuống nói không được, tưởng có lẽ đã đứt ruột rồi, lại bị đá nhầm bề đầu, máu thất khiếu đều chạy ra đỏ đường, thiên hạ đều khen rộ Hồ Huệ Càng là người anh hùng võ nghệ rất hay. Phe cầm luân đường lấy ván cửa khiêng thay hóa giao về công sở đổ thuốc, giây phút tỉnh lại, mở mắt ra than rằng ta tưởng ta là một đứng anh hùng, không rẻ hôm nay chết tại tay Huệ Càng. Vậy bọn bây chớ khá diên trì, mau đến võ đương sơn cầu khẩn thầy ta là phùng đạo đức mà thỉnh sư huynh ta là lữ anh bố đến trả thù cho ta. Nói rồi hét lớn lên một tiếng, thổ huyết đi xuôi, cả bọn đều thảm sầu rơi lụy, lo tần liệm rước thầy tụng siêu độ vong hồn, sau lại tế châu dê, coi rất nên dần rộ, trong vài ngày chôn cất xong xuôi, thì người chủ sự phe cầm luân đường hỏi thăm Lý Hùng là học trò của hóa giao rằng chẳng hay sư bá ngươi là lữ anh bố với thầy ngươi hai người ai giỏi hơn. Lý Hùng đáp rằng, ngày trước tôi có được tin sư bá tôi ngủ tại Tiệu Khánh Phủ, nơi cửa thành phía nam, lập võ quán dạy học trò, so tài nghề sư bá tôi hơn thầy tôi bội phần, song e rước người không chịu đi, chớ người chịu thì hai mạng hồ huệ càng cũng phải chết bọn cơ phòng nghe nói rất đẹp bèn sắm sửa lễ và ba ngàn lượng bạc rồi dắt bốn tên đồ đệ của như hóa giao mướn thuyền thẳng qua thiệu khánh phu người đời sau coi đến hồi chuyện này cười như hóa giao tham của đã bị chết thì chớ lại còn tiến cử sư huynh mình chết theo thật rất ngu dại đến chết mà không biết tự hối có bài thơ như vậy, kẻ trí đâu ham giống bạc tiền, tham tiền thi xác, thật cuồng biên, hóa giao đến thác còn ngu dại, xui dục sư huynh xuống, cử tuyển, việc cầm luân đường qua thiệu khánh phủ giấc lư anh bố còn lâu, nên để dẹp lại đó. Đây nói về Hồ Huệ Càng tại Thủy Nguyệt Đài đánh như hóa dao rớt xuống đài hộp máu chết sức, thì bọn anh em Huệ Càng lên đài tiếp rước Huệ Càng xuống, song nguyên cốt đà rủ liệt, mặt mày thất sắc, song gắng gượng giã bộ còn sức mạnh liền lên kiệu theo chư huynh về chùa, pháo đốt mừng theo kêu vang dày, khi về vừa tới chùa, ai nấy đều hoan hỷ. Lúc ấy hồ huệ càng bước xuống kiệu đi được vài bước, liền xây sầm mày mặt, bùn rùn tứ chi, ngất ngư như đứa say, té xíu xuống đất, cả thầy thất kinh, đỡ lên giường nằm thiêm thiếp. Tam Đức Hòa Thượng và Hồng Hy Quan biết Huệ càng dùng hết sức mạnh mà đương cử cũng hóa giao. Nguyên Huệ càng khí lực yếu đuối, May nhờ có thầy truyền miếng huê quần mới thắng đàng nọ đẳng, nên sanh ra chứng bệnh này. Liền dùng thuốc theo chứng bệnh ấy mà chỉ, nguyên thuốc ấy của trí thiện thiền sư chế luyện làm ra hồn cho môn đệ để ai có bệnh như thì uống vào thì linh nghiệm. Nên khi Huệ càng uống vào trong giây phút thì tinh thần khỏe mạnh như xưa, liền ngồi dậy lại tạ ơn chư huynh đệ có lòng thương cứu tử và tương tiếp phò nguy. Tam Đức Hòa Thượng đáp rằng anh em tình như ruột thịt phải giúp đời nhau ấy là thường, can chi phòng ngại bèn dọn tiệc ăn mừng, đương lúc uống rượu thì Tam Đức Hòa Thượng và Hồng Hy Quan nói cùng Hồ Huệ Càng rằng, chúng ta xem như hóa dao bị trọng thương tất phải chết, thì oán cừu này khó giải, bởi thầy nó là phùng đạo đức với bọn ta như tình sư thúc. Nếu hay hóa giao chết tại tay em, e người không hỏi minh bạch cội dễ, mà nghe lời bọn cơ phòng tử, ắt là người báo cửu không dung thì em phải chết, lại bọn ta cũng bị liên lụy chớ chẳng không. Vậy chúng ta phải lo phương giải cứu trước thì mới tiện, chớ chi em đừng có ra tay độc thủ có đâu sẽ xảy họa to. Hồ Huệ cần đáp rằng, khi đầu tôi cũng có vị nhượng, song hóa giao lòng độc ý mạnh cố ý hại tôi. Nếu dùng chế thì bị nó hại lại, nên thế bất đắc dĩ phải ra tay trừ khử, như sư thúc có đến đây không biện căn do, cứ việc vấn tội mà giết tôi, tôi há khoanh tay mà chịu chết hay sao? Việc sống thác phú nơi trời, cũng đánh nhổ lại dầu chết tại tay người cũng cam bụng chịu. Tam Đức Hòa Thượng nói, sự đã dĩ lỡ rồi lui ăn năn cũng không kịp, chi bằng gửi thơ thưa tự sự cho thầy chúng ta hay coi thầy toan liệu lẻ nào. Không biết chư huynh đệ có bằng lòng như thế chăng, cả thầy đều khen, sư huynh rất nên cao kiến, tính như thế át thuận trăm bề. Hồng Hy Quan lập tức viết thơ sai người đem đi, hạn trong 8 ngày cho có tin tức thì trọng thưởng 10 lượng bạc, bằng trẻ thì chốt mỗi ngày một lượng bây giờ giao trước năm lượng đi đường, người lành thơ liền thẳng qua Triều Châu Phủ, tĩnh Phước Kiến. Nói về trí thiện thiền sư chuyên lo dạy học trò tập võ nghệ, mỗi ngày tư tưởng sợ Hồ Huệ càng báo cừu phải sanh họa to, xảy có tin đến thì sanh nghi về việc Hồ Huệ càng, lập tức giờ thơ ra xem, thì thất kinh mà than rằng quả thật Huệ càng mang họa, vã chăng như hóa giao là học trò ruột của phùng đạo đức. Nếu người hay hóa giao chết tại tay hồ huệ càng ắt là không dung, thôi thôi nó làm nó chịu chớ khá than van, xong uổng công ta khổ luyện những nghề hay của ta cho nó bấy lâu. Nói rồi xa nước mắt, nguyên trí thiện bình nhật thương Hồ Huệ càng như tình cha con, nay lâm sự nguy này, người sợ Hồ Huệ càng chết, và sợ nhục danh tiếng người, nên người thương xót mà khóc. Khi ấy chư đệ tử súng nhau lại hỏi, chẳng hay Tây Thiền tự gửi thơ có việc chi cần kíp mà thầy kinh hải, buồn rầu khóc như thế. Xin thầy tỏ cho chúng tôi biết. Chí thiện bèn thuật hết các việc lại cho cả thầy nghe. Phương Thế Ngọc liền thưa, việc đã dĩ lỡ như vậy, xin thầy định lẽ nào, cứu hay là không? Chí thiện nói, ta muốn sai bọn bây làm thế cứu ứng, song sợ bây học chưa lành nghề, chớ chi bọn bây địch với mộc nhơn, mộc mã đặng thì chúng bây đi ta mới yên lòng. Phương Thế Ngọc ỷ tài năng từ nhỏ đến lớn chuyên lo lập luyện võ nghệ tinh thông, nên thưa cùng thầy xin cho bọn mình đánh thử coi được cùng chăng. Chí thiện nhậm lời. Phương Thế Ngọc liền hội chư huynh đệ lại thương nghị rằng, nguyên 108 mộc nhơn này sắp đặt chia ra 108 khoản. Vậy, anh em dáng cẩn thận, coi theo đường đi nước bước của tôi mà theo và dùng quần cho nhậm lẻ. Coi theo tôi mà đờ gạt thì ra mới khỏi. Nếu sơ sẩy chắc là bị hại chớ chẳng chơi. vả trăng mộc nhân này bằng máy khua động một cách dữ tợn. Nó là vật vô tình không vị nhượng ai. Bàn luận xong rồi dẫn lộ khai tiền đảo cho chư huynh đệ theo điều tận lực dùng quần đờ gạt cẩn thận nên đánh khỏi 108 mộc nhân ấy thẳng ra khỏi cửa tránh môn. Chí thiện xem thấy cả đẹp, bất đắc dĩ mới cho hạ san, vì thương hồ huệ càng lắm, phải gắng gượng làm ngơ, chớ trong lòng không muốn cho đi chút nào hết. Khi chư đệ tử lại tạ ra đi, thì chí thiện dặn dò Phương Thế Ngọc rằng phải chuyên lo dạy dỗ chư huynh đệ của con cho nguồn việc võ kinh, chớ nên thấy vắng mặt thầy mà bỏ luống. Phòng ngày sau giúp đỡ nước nhà may được quan chức trước được tiếng tốt cho thầy, sau là phong thê ấm tử. Chư đệ tử nghe các lời thầy khuyên bảo thì trong giả ngậm ngùi, bận bịu không rồi, cực chẳng đà phải ra đi. Trong bọn học trò này có ý hạ san, trước cứu ứng hồ huệ càng, sau về thăm viếng quê hương luôn thể, duy có một mình tả tam phước không chịu về viếng quê hương, tình nguyện xin ở tại thiếu lâm tự cạo đầu tu hành, trí thiện thấy tam phước tánh ý chân chất thì nhậm lời xong dậy đi tiếp ứng cứu huệ càng xong rồi sau sẽ trở lại quy y đầu Phật. Nên khi tạ Tam Phước ra đi cùng Thí Ngọc, thì trí thiện cho Tam Phước một cái bữu bối kêu là thiết oan ương, để khi nào gặp cường nhân chống cự không nổi, thì dùng gặp thiết oan ương ấy, nhắm ngay mặt quang đến, ắt kẻ mạnh ấy gầy rụi hai tay, nhưng phải cẩn thận đợi lúc nguy cấp sẽ dùng, lại trao một cái cẩm nang thơ mà dặn Thí Ngọc, chừng nào phùng đạo đức xuống báo cửu khó bề cứu giải, thì hãy trao thơ này cho đại sư bá là bà Ngũ Mai xin xuống chợ cứu át xong. Khi ấy chưa đệ tử từ tạ ra đi thẳng đến Dương Thành thuộc về tỉnh Quảng Đông, đều trở về nhà thăm viếng cha mẹ vợ con, rồi tự nhau tại chùa Quang Hiếu tự mà ở, vì Tây Thiền tự với cẩm luân đường thù khích, nên sợ đến đó mang tiếng. Rồi lén sai người đến nói cho Tam Đức Huệ Thượng và Hồng Hy quan hay mà rời cả bọn Hồ Huệ càng đến Quang Hiếu tự đặng tập võ nghệ thêm phòng khi ứng tiếp. Khi ấy Tam Đức Huệ thượng mới hay thầy mình cho chư huynh đệ đến cứu ứng thì cả mừng, bèn dụ nhau tới quang hiếu tự mà luận đàm. Lúc ấy chư anh hùng hộ nhau một nhà trò chuyện và trách móc Hồ Huệ càng làm việc tác tệ, cho thầy lo sợ buồn rồng. Hồ Huệ càng không dám cải chối, cứ làm thinh mà chịu, nên hờn không chịu ở quang hiếu tự tập võ nghệ thêm. Lý Cẩm Luân thấy vậy thì kêu Huệ càng an ủi và nói khi chúng ta hạ san thầy có dặn dò khuyên bảo anh em phải tập luyện võ nghệ chẳng nên tự thị, rồi có sơ sẩy trước là tánh mạng không còn, sau hổ nhục đến danh tiếng thầy. Huệ tiền ý mình, không vâng lời bạn khuyên giải, cứ việc ở riêng một mình, chứ huynh đệ thấy vậy cũng không nói năng đến nữa. Đây nhắc lại phe cầm luân đường đi với bọn lên học trò của như Hóa giao khi đến Thiệu Khánh Phủ, tìm qua cửa thành Nam vào nhà võ quán, ra mắt Lữ Anh Bố, quỳ xuống đất, khóc tỏ về sự nghiêu hóa giao bị hồ huệ càng dùng huê quần đánh nhào xuống đài lâm trọng bệnh khi gần chết có di ngôn dặn dò chúng tôi đến đây rước thấy đánh báo cừu dùng. này bọn cầm luân đường đem trọng lễ là ba ngàn vượng bạc đến cầu khẩn rước thầy xin tưởng niềm thủ túc ra sức phục thù ơn ấy cảm độ vô cùng lữ anh bố nghe vừa dứt lời liền khóc giống lên mà nói rằng cách chừng nửa tháng nay ta nằm ngủ mơ màng chiêm bao thấy em ta là nghiêu hóa dao mình mầy đầy những máu đến xin ta đánh báo cừu dùng cho nó. Lúc ấy ta có ý để hỏi nó ai giết. Chẳng dè vừa tỉnh giấc thức dậy thì chẳng thấy chi hết. Trong mình nổi ốc phát lãnh không biết điềm ứng như lẻ nào. Nay đặng tin đây mới hay em ta chết tại tay hồ huệ càng. Nếu ta không báo cừu cho em ta thì sao gọi là người. Bọn cầm luân đường nghe nói lấy làm mừng. Liền dưng lễ vật và ba ngàn lượng bạc mà thưa rằng xin lão sư nhậm tình dùng lễ mọn này. Trước là báo cừu cho thủ túc, sau tiết hận cho bọn tôi, thì ơn ấy khắc cốt minh tâm. Lữ anh bố đáp tôi vốn không công đức chi cùng chư vị mà dám thọ của trọng này, tôi xin phát hồi lại cho chư vị. Bọn cầm luân đường cầu xin năn nỉ hết sức, cực chẳng đà anh bố phải chịu lành, rồi sửa soạn đồ hành lý ra đi, dặn kẻ môn đệ rằng ở nhà coi sóc võ quán, như có ai đến hỏi thì nói trong vài ngày ta sẽ về, bọn bây không cần gì phải theo ta. Vì có bọn học trò của sư thúc đây chúng nó theo ta thì cũng đủ. Khi dặn dò xong xuôi, liền mướn ngựa đi vài ngày đã đến Dương Thành, vào công sở cầm luân đường, thì có Bạch An Phước đứng trực sẵn tại đó nginh tiếp vào, trà nước rồi, đứng dậy mà thưa. Lão sư đến gặp dịp rất may, vì lúc này học trò thiếu lâm tự hạ san rất nhiều đẳng tiếp ứng hồ huệ càng, bây giờ còn ở tại quang hiếu tự, xin lão sư hãy đề phòng cho lắm. Anh bố đáp rằng không cần gì lo, giàu nhiều cho mấy đi nữa ta cũng không sao vậy xin liệt vị dọn bầy tiệc mọn, đặng ta đến song sơn tự cúng tế em ta một phen. Khi cúng tế rồi anh bố biểu an phước rất đường thẳng qua quang hiếu tử thì bọn tăng đồ đón rước vào làm lễ mắt, bái ít Phật như lai rồi thẳng đến võ quán ra mắt các vị anh hùng. Khi ấy Lý Cẩm Luân ra tiếp rước vào trong, mời ngồi trò chuyện, hỏi thăm rằng chẳng hay sư huynh đến đây có việc chi, xin tỏ cho tôi rõ. Anh bố sản giận, đáp rằng ta đến báo cửu cho em ta là hóa giao. Vậy chưa bọn người không biết hay sao mà hỏi đố. Lý Cẩm Luân nói, nguyên phe Cẩm Luân đường với Hồ Huệ càng là có sát phụ chi thù. Bởi vậy quan sở tại tra vấn minh bạch mới xử hủy án mạng ấy, tha Hồ Huệ càng. Rồi nghiêu hóa giao nghe lời người ngoài không kể niềm đồng đảo cùng nhau. Lại trợ Cẩm Luân đường thị cường gánh vác, ra tranh đấu cùng Hồ Huệ càng thì Hồ Huệ càng cũng có phân trần. Xong hóa giao tham tiền nhiều chẳng tưởng tình nhau, nên ra sức tỉ võ lập đoan thể ai chết nấy chịu trong việc giao quần hồn chiến dẫu cha con cũng không vị tình dung chế được xét cho kỹ thì hóa giao quấy bởi khinh nghĩa trọng tài nên chết cũng đáng chớ có thù chi mà sư huynh gọi rằng thù xin sư huynh xét lại kẻo tổn thương hòa khí anh bố nói bọn người chớ khá chút mót miệng lưỡi vô ích vậy ai là hồ huệ càng hãy ra cho ta thấy một chút coi người ra thể nào mà độc giữ đến thế đánh chó đẳng kiêng chủ nhà lại không vị đến thầy ta nay ta quyết đến đây báo cừu cho em mới nghe, như ai biết Hồ Huệ Càng ở đâu phải giận đến cho ta, bằng không chớ trách ta sanh sư. Khi ấy Phương Thế Ngọc thấy Lữ Anh Bố buông lời sắp sược thì nổi sung đáp rằng như muốn Huệ Càng ra đây không khó gì song sư huynh nói sao không biết xét, như như hóa giao là đứa bất thức thời vụ, ham ăn hiền chúng, không kể người đồng đạo, coi của hơn người nên mới bỏ thay. Sư huynh muốn trả cho đặng cừu này mà hóa giao sống lại được chăng? đã không được thì chớ lại thêm thù khích với nhau nữa. Tung sử như sư huynh giết được Hồ Huệ Càng, thì bọn ta há khoanh tay ngồi vậy, chẳng biết trả thù lại hay sao. Anh bố nghe nói đỏ mặt tía tai, nhưng mà Thế Ngọc nói nhầm lẻ, nên mắc cỏ thẹn thùa, làm thinh gục mặt xuống đất mà than rằng, thôi, ta vị tình các ngươi phải sao chịu vậy, xong phải kêu Hồ Huệ Càng đến trước mặt lại thì ta tha. Lý Cẩm Luân nói, Huệ Càng không có ở chùa này, y ở bên Tây Thiền Tự. Lữ anh bố liền từ biệt mấy vị anh hùng, thẳng qua chốn ấy, khi đến nơi thì mấy chú xài nhỏ vào thông tin cho bọn hào kiệt Tây Thiền tự hay, thảy đều thất kinh. Song Hồ Huệ càng tự thị tài năng, không có một mảy chi sợ, khi anh bố vào liền nạt lơn mà hỏi rằng ai là Huệ Tăng, Hồ Huệ gặp sốc đến nói ta đây, vậy ngươi có phải là Lữ anh bố chăng? Anh bố trả lời, phải, Huệ cần nói sốc ý rằng ngư hỏi danh tánh ta đặng nạp mạng phải chăng? anh bố nổi giận sốc đến hôi cườn đánh xuống, Huệ càng cũng không nhìn, nhảy lại đá nhầu cả hai vừa muốn hỗn chiến. Tam Đức Huệ Thượng và Đồng Thiên Cân lật đật can hai đảng ra, rồi Tam Đức Huệ Thượng khuyên giải mà lựa anh bố không thèm nghe, liền tuốt trở về công sở cầm luân đường, lập tức viết phiếu hộp đem dán tại cửa chùa Tây Thiền Tử. Tỏ như vậy, bọn ta hiệu là cầm luân đường, thường bị tay hồ huệ càng hàm hại rất thảm thiết. Này con lữ anh bố là thầy nghề võ không tham tài lợi, có tình báo cừu cho bạn là nghiêu hóa giao, chết tại tay hồ thị. Như hồ huệ càng là người anh hùng khí khái không sợ chết, thì dạng ngày tự tại thủy nguyệt đài mà thi võ, ai chết nấy chịu không thường nhân mạng. Bọn Tây Thiền tự thấy lời hịch thì lo giàu cho hồ huệ càng, song huệ càng y mình có tài không lo sợ, bèn sửa soạn định ngày mai đến nghinh địch. Khi ấy chưa anh hùng tại quang hiếu tự hay được việc ấy thì thất kinh dụ nhau qua Tây Thiền tự khuyên giải Hồ Huệ càng chớ nên thượng đài thi võ. Nhưng mà Huệ càng không chịu nghe lời can gián, ai nấy đều chắc làm sao Huệ Cáng cũng chết tại tay anh bố chớ chẳng không, nếu làm thinh để vậy thì mất danh tiếng chùa thiếu lâm tự của bọn mình. Đường lúc lo liệu, xảy thấy tạ tam phước vổ tay cười mà nói ta có kế rất mầu nhiệm xong chờ lúc Huệ càng nguy cấp sẽ ra tay giải cứu. Cả thầy nghe nói đều mừng, hỏi kế ra thế nào. Tạ Tam Phước nói, lúc hạ san thầy có cho ta một cặp thiết oan ương và dặn đò kỳ lường. Khi gặp giặc mạc đánh không lại thì lén quăng cặp thiết oan ương ấy vào mình giặc tức thì chặt dứt gân cốt hai tay. Việc ấy thầy đã truyền dạy nguồn nhà rồi, và ta đã thí nghiệm bá phát bá chúng. Nay gặp lúc này phải dùng nó thì cứu huệ càng đặng cho khỏi nhục danh tiếng thầy. Vậy để mai ta dã dạng kẻ đi đường đến coi rồi tay lại gần bên đài ra tay ắt là xong việc. Cả thầy đều khoái chí còn Phương Thế Ngọc thì lo phụ ích thêm cho Huệ Càng, trao giáp cho mượn mặc coi cho lịch, đưa yếm tâm mang trước ngực phòng sự rủi ro. Huệ kèm mừng, tạ ơn bậu bạn có lòng chiếu cố, thương tưởng phận mình. Dạng ngày anh bố nai nịt tề trình, nhóm bọn cầm luân đường và bốn tên học trò của hóa giao thẳng đến Thủy Nguyệt Đài, giàn giá nghiêm chỉnh cởi ngựa tuấn mã, đầu bao khăn đen, mình mặc giáp nhiều, cỏ đeo yếm âm đồng ở trong, chân đi dép rát sắt, mặt nở nang, mắt như lục lạc, dầu ria tua tủa, lưng dài lớn rộng, sức mạnh ngàn cân, cao tám thước, tiếng nói tợ thanh la, xem càng mạnh bạo. Khi anh bố đến đài, xuống ngựa đi thẳng lên đài, dòm xuống thấy thiên hạ coi đông như kiến cỏ, bên vòng lấy thủ lễ nói rằng tôi là lữ anh bố đến thủy nguyệt đài này báo cừu cho em là hóa giao chẳng phải tham tiền hay là cầu danh vọng, xin các người miễn nghị. Nói rồi ngồi ngay giữa đài mà chờ xa xem thấy Hồ Huệ càng tuồng mặt như uống rượu ngồi kiệu đi đến, có một bọn anh em bạn theo sau, khi kiệu đến trước đài, Hồ Huệ càng xuống kiệu, có ý khoe tài hay, liền nhắm đài nhảy thóc lên lẹ như chim bay, khi hai chân nhón đụng tới đài nhẹ nhàng không động địa, những người coi đều khen rồ. Anh bố lật đật đứng dậy, chăm chỉ ngó, thấy Huệ càng đầu đội nhỉ bì khôi nguyễn, mình nịt giáp, trước ngực có tiết yếm tâm hộ thân, trơn đi giày cửu hườn kiếm. Diện mạo siêu quần, nhơn tài xuất chúng, liền nạt mà nói: "Ngươi đã giết sư đệ ta, thu ấy bất cọng đái thiên, nên ngươi đến chịu chết, chớ trách ta sao không nghĩ tình đồng đạo cùng nhau." Hồ Huệ càng vỗ tay cười mà đáp rằng: "Bớ anh bố, ngươi vì bạn đến tìm ta mà trả thù, song ta e ngươi đã đa đến kỳ chết, nên khiến cho ngươi đến nạp mình, vậy ta ra tay làm phước đưa ngươi xuống diêm đài, kẻo hóa giao trong đời." Anh bố nghe nói nổi sung không thèm nói lại, dùng quần dáng sức đánh tới. Miếng quần này kêu là diện hổ thân khai rất nên hung ác. Huệ càng né khỏi, dùng miếng thiên tự thiết đấu thủ đánh trả pha miếng quần của anh bố. Anh bố một tay ra miếng thôi sơn quá hải, và một tay ra thế mảnh hổ cầm dương đánh xuống hồ Huệ càng nhảy tránh khỏi. Hai đàng chống chọi giải phá cùng nhau hơn 20 miếng từ sớm mai cho đến xế, tranh đấu gần bốn chục hiệp. Lữ anh bố sức mạnh vô cùng đánh chừng nào thì tinh thần càng thêm bội sức chừng nấy. Còn Hồ Huệ càng sương hóc nhỏ, sức không bao nhiêu mà chống chọi được lâu không sơ sẩy là nhờ học đã tinh thông, và thầy thương truyền nhiều miếng tuyệt diệu, bi yếu. Đang lúc giao chiến Huệ càng nghĩ rằng sức nó thì mạnh còn mình thì yếu nếu dùng sức chống chọi nữa ắt phải bị hại. Vậy ta dùng trước khắc họa may thắng đẳng trăng. Liền ra miếng huê quần nhảy nhót lẹ làng như chim, anh bố thấy miếng ấy thất kinh vì chưa biết đến nên dáng đề phòng gìn giữ nguyên lữ anh bố công phu học nghề võ hơn hóa giao thập bội, nói sơ lược về sự võ nghệ học đến nước, mỗi ngày phải tập ngó mặt trời, ban đầu thì xốn sang, cong đầu nhức ốc khó chịu, lần lần quen, hết sợ ánh sáng, không đau mắt khi lâm trận, dầu kiếm kích lăng xăng, đau thương mật bố thì con mắt cũng không loạn. Khi Huệ CNG dùng miếng huê quần, xong anh bố cũng không náo thì biết mình thua, lại đuối sức nhảy không được nhanh lẹ như trước anh bố thấy rất mừng, bèn dáng sức dùng miếng la hán ngủ hành đánh ngay khắp xanh huệ càng như núi Thái Sơn ngã. Huệ ẩn chắc chết khó bề trôn tránh, may nhờ tạ tam phước thấy vội huệ càng gần thua nên hàm cận bên đài, thỏ tay vào tay áo rút cặp thiết oan ương nhắm ngay tay anh bố quang vô, hơi bay như luồng gió, rồi giựt thâu vào tay áo. Vật này hại người không thấy, lúc anh bố vừa ra tay hại huệ càng, chẳng may chạm nhầm cặp thiết oan ương, hai tay gầy sụi lơ. Hồ Huệ ịp cả mừng, sản chớn lộng quần đánh ngay cổ. Anh bố tránh không kịp, gãy đoạn xương cổ té chết tươi trên đài rất thảm thiết. Bởi vậy kẻ sau coi đến hồi chuyện này thì thì ta thán thương tiếc anh bố võ dòng. Nên có bài thơ thư vầy, thủ túc tình thán nghĩa rất thâm, báo cừu vì bạn phải đồng tâm, tuy nhiên bị hại tay gian trá, roi để danh thơm quán cổ câm, khi anh bố bị hại thì học trò của hóa giao và bọn cơ phòng từ tuốt lên đài cứu ứng, nhưng ngân cốt anh bố đã đoạn lìa chết ngắt còn huệ càng nhảy xuống đài như chim đáp thần sắc như thường rồi bước lên kiệu bốn phía thiên hạ đều khen rộ lên rằng quả thiệt hồ huệ càng anh hùng đệ nhất huệ càng nghe lấy làm đắc ý bèn vầy cùng chư huynh đệ trò về tây thiền tự pháo đốt tiếp xước rầm rộ nói về bọn cầm luân đường sắm sửa quan cách tần liệm anh bố cho người khiêng đến song sơn tự để tạm chớ không đem về công sở rồi nhóm nhau thương nghị rằng bọn ta tốn bạc ngàn mà trừ kẽ nghịch không đẳng lại thêm hai mạng nữa, vậy tính lẻ nào? Nếu bỏ qua thì nó cũng không dung, còn làm sân tới thì sợ khó nổi, có phải là tấn thối lưỡng nan chăng? Xin chư huynh đệ ai có kế chi, bày ra mà trừ hậu ngoạn. Nhiêu cường nói, nay chú và sư bá ta đều bị tay huệ càng hàm hại, cửu ấy ví như biển, há bỏ qua sao? Nay ta phải dùng kế như vậy thì trả thù ấy mới xong. Nguyên sư bá, sư thúc tôi vốn là học trò ông Phùng Đạo Đức, tình yêu mến như cha con, vậy xin liệt vị chớ nài hao tốn, sắm sữa hai quan tài ấy cho trọng hậu, và chuẩn bị lễ vật cho nhiều, rồi mướn thuyền đưa hai linh cựu ấy đến võ đương sơn trước là cho người thấy mũi lòng, sau bọn ta dùng lễ vật ra mắt người tỏ sự oan ức ấy cho người nghe, ắt lập tức hạ san, dù một trăm mạng như huệ càng cũng phải tan xương. Không lẽ người để cho thiên hạ chê võ đương sơn không bằng thiếu lâm tự sao? Theo ý tôi xét việc võ nghệ và sức của sư bá tôi đương trường chống trả đánh với Huệ Càng thì mười phần thắng hết chín, song Huệ Càng cháo chất linh lợi dùng miếng huê quần, làm cho sư bá tôi khó hề hạ thủ, lại chẳng biết vì cớ nào đương lúc giao quờn mà tay sư bá tôi gầy lọi thình lình, chắc là bị nó ám toán binh khí mà đánh mới ra cớ ấy, như không phải Huệ Càng thì ắt có kẻ khác đứng gần bên đài ám trợ, thật việc vô bằng, khó bề phân định. Ai nấy nghe Nhiêu Cường nói thì lấy làm lạ, vì khi hai đảng giao chiến thì không có binh khí nên không lẻ nghi ngờ, xong cũng phải tỏ việc ấy cho lão đạo sư nghe phòng sau đối địch chẳng khá dùng quần nữa. Phải đánh bằng binh khí và đề phòng kẻ ám toán mới xong, cả thầy đều khen phải. Bèn sắm sửa lễ vật, tu chỉnh quan quách và đem theo sáu ngàn lượng bạc, nguyễn thuyền thẳng đến võ đương sơn. Những người hộ tống là bốn người họ cho hóa giao và hai người bọn cầm luân đường. Nói về tại núi Võ Đương Sơn có một tòa miếu võ thờ huyền thiên thượng đế có một lão đạo sĩ là phùng đạo đức hiệu là bát tý na cha ở tu hành và có một người đồ đệ tên lôi đại bàng con lôi lão hổ cảnh chùa này thiên hạ thiệu hương cúng kiến rất đông song phùng đạo đức tánh ưa thanh tịnh nên ở hậu điện cho thanh vắng ngày kia đạo đức ngồi trên giường nhắm mắt niệm phật đến canh ba mơ màng thấy hóa dao và anh bố cả mình bị thương tích quỳ khóc xin thầy báo cừu dùng đạo đức thất kinh lật đật bước xuống hỏi bị ai làm hại thân thể ra như vậy chẳng dè bị dương khí xông đến nên hai hồn liền biến mất. Đạo đức mở mắt không thấy gì hết trong mình vùng phát lành, dởn ốc, kế dạng ngày đương ngồi bàn luận cùng lôi đại bàng, xảy thấy Nhiêu Cường và bọn cầm luân đường chờ hai quan tài đến quỷ lại tỏ khúc nôi, đạo đức nghe liền ngã ngửa chết giấc. Chương 16, hồi 16, nói về khi Nhiêu Cường và bọn cầm luân đường cả thầy tám người đưa quan tài đến võ đương sơn thì thấy một tòa miếu huyền thiên thượng đế rộng lớn khéo lạ vô cùng nguyên của vua Minh Thái Tổ ngự tạo khi trước, đặng đền ơn thần ủng hộ giúp vua trừ tuyệt phản nghịch là Trần Hữu Lượng, nay còn noi dấu tích tại đây, thiên hạ đến cung kiến rất đông. Bọn cầm luân đường cậy tên đạo đồng dắt vào hậu điện ra mặt phùng đạo đức. Lúc ấy lão đạo trưởng đương phiền nào về sự chiêm bao, xảy thấy đạo đồng rất nhiêu cường và bọn cầm luân đường đến quỷ thưa các việc. Đạo đức nghe vừa dứt lời liền té ngữa chết giấc lôi đại bàng và nghiêu cường súng đờ kêu một hồi mới tỉnh dậy. Nguyên đạo đức thương anh bố và hóa giao như con bèn mời bọn cầm luân đường ngồi rồi lấy lời phụ ủy rằng, này hai tên học trò ta chẳng may táng mạng, chư vị cũng chọn niềm trung thủy, chẳng nài đường thiên sơn vạn hải đưa linh cửu đến đây, ơn ấy ta cảm đội vô cùng. Bạch An Phước đứng dậy vòng tay thưa rằng, vã chẳng oán cửu ấy sanh ra bởi bọn tôi làm cho nhị vị giáo đầu táng mạng, xét lại công ít tội nhiều, xin đạo trưởng hài hà đại độ ra tay cứu chừa kẻ trầm luân kẻ oan khuất bọn tôi sanh nghiệp làm ăn bất tiện bị hại hàng ngày nay chúng tôi xin dung mọn này khẩn cầu đạo trưởng hạ san trước trả cừu cho nhi vị giáo đầu sau ra tay tế độ cứu vớt bọn tôi khỏi trốn gai trông nói rồi lại tam thiên và dưng sáu ngàn lượng bạc và các vật khác phùng đạo đức đờ dậy đáp rằng ta hận huệ càng thâm cốt chí vì nó đành ra tay độc thủ nó không tưởng niềm đồng đạo nên mói giết môn đệ ta, dầu cho thầy nó có xuống Dương Thành đi nữa thì ta cũng không dung. Nói rồi sửa soạn ra đi, khi ấy lôi đại bàng quỳ thưa rằng giết gà đâu dùng đao châu, xin thầy cho con hạ san, trước tìm huệ càng đặng trả hơn cho nhị vị sư huynh, sau giết phương thế ngọc báo thù cho cha luôn dịp. Đạo đức gật đầu đáp rằng còn đi thì phải lẽ, song hãy tìm tâm cẩn thận để phòng kẻo bị ám hại đại bàng vâng lịnh từ tạ ra đi quẩy đồ hành lý và vác một cây thiết côn nặng nổi 82 cân. Hiệp cùng bọn cầm luân đường xuống thuyền trở lại Dương Thành. Đây nói về này kia Huệ càng súng nhau ăn uống mừng giờ và cảm ơn tạ Tam Phước có lòng giúp đỡ. Khi ấy Huệ càng kính dâng ba chén rượu cho tạ Tam Phước và thưa rằng, này mảng tôi vẹn toàn và khỏi nhục danh thầy, cũng nhờ sức huynh, nên tôi kính dâng rượu này xin anh nhậm lễ, và lại một lại đền ơn cứu tử. Tạ Tam Phước đáp rằng, vốn đó đây là niềm thủ tục phải tương trợ cho nhau, có điều chi trọng hệ mà em phòng đáp lễ. Vậy anh xin em từ nầy về sau chớ nên sanh sự nữa, hãy lo an hưởng thái bình, nếu em nhậm lời an ủi thì anh khoái lạc vô cùng. Còn Tam Đức Huệ thượng cũng hết lòng khuyên giải về vụ ấy, nên Huệ càng nhần tâm không dám sanh sự với bọn cơ phòng. Cách vài ngày Huệ càng từ biệt anh em trở về Tân Hội thăm mẹ và vợ con. Nguyên vợ Huệ càng là hạ thị từ ngày chồng ra đi học võ, ở nhà Hạ Thị đẻ được một đứa con trai đặt tên Hữu Đức, lúc này được 7 tuổi. Khi Huệ càng về thấy con hình dung xấu xa, không giống cha mẹ chút nào, đầu rắn mắt chuột lại thêm nhỏ thó, nhưng mà xương gân liền lạc thì không đẹp. Ngày nó có một người anh em họ với Huệ càng tính qua tỉnh Phước Kiến Đặng buôn bán, sản dịp ấy Huệ càng thưa cho mẹ và vợ hay Đặng người hữu đức theo người anh em ấy đến thiếu lâm tự học. Vợ Huệ càng cũng thuận theo ý chồng con mẹ Huệ càng cũng yên tâm. Song ngại hữu đức còn nhỏ không người săn sóc, nên nói cùng Huệ càng rằng, theo ý con tính đó thì nhầm lẻ. Nhưng mẹ e cháu nhỏ dại cô độc một mình, ở xứ người lấy làm tất tươi. Huệ càng thưa, việc ấy xin mẹ chớ lo, và chăng thầy tôi là người tu hành nhân đức lắm. Bình xanh hay ưa mến con nít, chịu nhọc bảo dưỡng không phiền, chẳng những là thương người mà lại mến thương đến loài súc vật, nuôi những mèo chó, vượn, chim và kiển vật săn sóc giường thì ngọc ngà. Mẹ Huệ càng nghe nói bằng lòng, khi ấy Huệ càng viết thơ kính gửi cho thầy xin rộng lòng thương trẻ dạy, xâm luyện gân cốt, dạy tập võ nghệ đặng phòng sau hiền đạt gia đình. Lúc bàn bạc xong xuôi, liền giao hữu đức cho người anh em họ và châu cấp quần áo bạc tiền, hữu đức vui mừng lại bà và cha mẹ, từ biệt theo người chú họ ra đi, coi bộ không chịu mến ai hết, lại ngãy nhót vụt cười. Tùy hữu đức tuổi còn ấu xuân, song thiên hạ thường đặt tên riêng là thiết đầu lão thư. Khi Huệ càng gửi con đi học xong dối, đi thăm viếng thân bằng cố hiểu, nguyên Huệ càng có chi khi lớn, học võ nghệ tinh thông, đặng trả thù cho cha, nên tới đâu ai cũng yêu vì là hiếu tử. Cách vài mươi ngày mới xong việc thăm viếng, kế đợt thơ thầy trả lời rằng đã nhận hữu đức làm đệ tử và dặn dò chuyên tập võ kinh, phòng khi chống cử cùng học trò phùng đạo đức, và phải hòa nhà vui thuận với anh em chớ nên thị cường sanh sự mà lỗi trong phép nước. Huệ càng thơ rồi không thèm đem vào lòng, nói về bọn anh hùng ở tại Quang Hiếu tự lần lần về quê quán thăm viếng cha mẹ không có sự chi lạ. Duy có Lý Cẩm Luân khi hồi hương thấy cháu là Lý Khai, hình dung vạm vở, tài mạo đoan trang sức mạnh, nên Cẩm Luân truyền hết võ nghệ đã học nơi thiếu lâm tư. Đến sau Lý Khai nảy ra làm soái theo bọn Bạch Liên đánh thường ngộ xuân thua ba phen, nhờ bọn anh hùng tại thiếu lâm tự bắt mới đặng Lý Khai ấy là nói sơ lược về việc ngày sau. Khi lôi đại bàng theo bọn cầm luân đường về đến Dương Thành vào công sở thết đãi ăn uống xong xuôi. Lôi đại bàng khiến người dắt đến Tây Thiền tự kiếm Huệ Càng và Phương Thế Ngọc. Khi đến nơi thì Tam Đức Huệ thượng hỏi rằng chẳng hay sư đệ đến có việc chi mà hăm hở giường ấy. Đại bàng đáp rằng ta đến kiếm Huệ Càng và Thế Ngọc đảng báo cửu cho phụ huynh. Tam Đức nói sư đệ đến trẻ mấy người đã về thăm quê quán gần một tháng nay. Đại bàng nói, vậy ngươi hay viết thơ cho bọn nó hay đến đây đặng giao chiến cùng ta, bằng chẳng y lời thì ngươi chớ trách ta sao lại vô nghĩa. Nói rồi quẩy quả trở về công sở cầm luôn đường, bởi cờ ấy Tam Đức Huệ thượng nghị luận với Hồng Hy Quan và Đồng Thiên Cân đặng lập tức viết thơ cho ngươi đi báo tin cho chư huynh đệ hay. Khi Huệ càng được tin liền đến quang hiếu tự mà tự anh hùng, khi đến nơi thì chưa ai đến, bèn sang qua Tây Thiền tự mà ngủ còn ba anh em phương thế ngọc vì ở xa nên chưa đến kịp ngày ấy đại bàng đến quang hiếu tử xảy gặp anh em lý cẩm luân vừa đến khi anh em lý cẩm luân thấy lôi đại bàng thì biết là đến báo cừu nên có ý sợ và giả lã làm bộ không biết mời vào trà nước rồi hỏi sao em không ở võ đương sơn học luyện võ nghệ về đây có việc chi xin tỏ cho bọn ta biết đại bàng nói bọn bây khéo kiếm điều hỏi phơ phào nay ta đến đây chúng bay lại không biết hay sao một là tìm thế ngọc mà báo cừu cho cha mẹ ta, hai là kiếm huệ càng đặng trả hận cho nhị vị sư huynh ta. Thật bọn bay rất nên độc ác, chẳng tưởng niềm đồng đảo cùng nhau, còn tình nghĩa gì nữa mà hòng kêu sư thúc sư đề. Ta nói thiệt, quyết xiết cho đặng thế ngọc với huệ càng. Cùng tạo tận lũ bay để giữa hơn và cho thiên hạ biết danh ta học tại võ đương sơn, võ nghệ hay giờ dương nào. Bọn bào kiệt nghe những lời lôi đại bằng nhục mạ thì cả giận mắng rằng, ngươi là loài xúc xanh, cả gan đến đây buông lời nói vô lễ hủy báng bọn ta, có lẽ ngươi phải chết vì bọn ta trong giây phút đây. Như như hóa giao và lữ anh bố là trang võ nghệ siêu quần hơn ngươi thập bội còn bị giết thay, nay ngươi làm phách theo thói cha mẹ ngươi ngày trước, tự thị coi thiên hạ không người, lại còn muốn tuyệt hại kẻ đồng đạo bởi vậy trời mượn tay mẹ con phương thế ngọc hủy tuyệt dòng ngươi, sao còn chưa tự hối, phòng ngày sau nối giỏi tổ tông, như vậy sao gọi là trang trí sĩ nay đến đây buông lời nói kiêu căng, có phải là ngươi tìm nẻo chết không, Giỏ lại cha ngươi có bệnh ngu nên sanh ngươi mang chứng u mê. Lôi đại bàng bị nhiếc mắng nổi sung sốc lại vừa muốn đánh, Lý Cẩm Luân và Tăng chúng cản lại khuyên giải hai đàng và nói với đại bàng rằng nếu sư đệ muốn chống cử cùng bọn ta thì cần gì phải nóng giường ấy. Vậy hãy trở về Cẩm Luân đường viết thiệp cao báo cho thiên hạ hay định ngày đến lôi đài tỉ võ, mà đánh sức một cùng nhau, ai chết nấy chịu, ấy là việc tránh lý chớ sư đệ đánh cùng bọn ta trốn này, rồi có thua, thì thiên hạ nói bọn ta cậy đông, hùng hiếp kẻ yếu, như vậy thì hồ thẹn cho phe ta không phải trang hào hớn. Khi ấy có bạch an phước theo lôi đại bàng cũng rán can nên đại bàng dàn lòng nhẫn nhục nghe theo ra về. Khi ấy Lý Cẩm Luân nói cùng chư huynh đệ rằng ta đã từng nghe đại bàng là thằng khốn nạn, khi còn thơ ấu lên võ đương sơn học nghề cùng sư thúc ta, người xâm luyện châu thân nó cứng như đồng và truyền dạy các món võ nghệ tinh thông, sức mạnh vô cùng, cứ đồng thiết côn nặng được 82 cân, xét thì hơn như hóa giáo và lữ anh bố bội phần, coi trong bọn ta đây không ai đối địch lại với nó, duy có phương thế ngọc họa may có sức chống trả cùng chăng. Là vì thế ngọc khi tuổi còn nhỏ thì đã xâm luyện ngân cốt, chẳng kém chi đại bàng, lại có miếng huê quần tinh xảo, có lẽ chống ngăn được. Tạ Tam Phước đã theo ý tôi tưởng thì Phương Thế Ngọc tuy giỏi mặc dầu song hình dung nhỏ thó yếu sức chắc là đương cử không lại binh khí của đại bàng. Còn huê quần nhậm lệ cũng khó gần đặng nó mà hạ thủ, vậy phải dùng chi mới xong. Bọn anh hùng nói, theo như lời sư huynh tính dùng trí hại đại bàng, thì phải dùng cặp thiết oan ương trăng Tạ Tam Phước vừa muốn đáp lại, xảy thấy ba anh em họ Phương và Huệ càng đến. Cả thầy đều mừng nói, bọn ta đương lo buồn sợ mấy anh em đến không kịp đặng đối địch cùng lại đại bàng. Nay đến thì rất may, vậy ngồi đây đàm đạo. Phương Thế Ngọc đáp rằng, bọn tôi đặng thơ của Tam Đức Sư Huynh thì lật đật ra đi bất kể ngày đêm, lẽ nào đến trễ, nay bọn ta đủ mặt tại đây, vậy việc ứng địch tính lẻ nào? Lý Cẩm Luân bèn tỏ đầu đuôi về sự đại bàng đến buông lời xúc phạm vô lễ. Thế Ngọc và Huệ càng nghe nói nổi sung nghiến răng, song biết đại bàng sức mạnh, sợ e đánh không lại, nên có ý buồn rồng. Tạ Tam Phước thấy vậy thì nói rằng mấy em chớ khá lo sợ, để mặc anh lo mưu cự chiến ắt là xong việc theo ý anh tưởng đại bàng lúc này tỉ võ cùng bọn ta thì chắc nó không dùng quần, vì nó sợ ám toán hại nó, chắc nó dùng khí giới đối địch, song chẳng can chi. Như cặp thiết oan ương này cấp dụng thì bất tiện, phải làm cho đại bàng mệt mỏi gân cốt ắt đồ hào quang, khi ấy anh em dùng cặp thiết oan ương này ra tay ám toán, chắc là thành việc, vậy chư huynh đệ hãy nghe theo kế ta, luân phiên thượng đài giao chiến cùng nó, làm cho nó giảm bớt sức mạnh rồi sau đó Phương Thế Ngọc tiếp chiến cho nó mệt như rồi sẽ hạ đài, để Huệ càng bọc hậu cự chiến, lúc ấy ta sẽ tùy cơ hàm cận bên đài, dùng thiết oan ương ám trợ thì xong. Cả thảy đều y theo kế, ấy là gài bảy toan mưu cầm mãnh hổ, thả mồi tính kế bắt giao long, nói về lôi đại bàng khi trở về công sở tức thì viết thiệp dán các nơi, định ngày giao chiến. Lời thiệp ấy như vậy, bọn ta là cầm luân đường có thính được lôi đại bàng là giáo sư ở tại võ đương sơn. Nguyên võ Đường Sơn cùng Thiếu Lâm tự có thù khích nhau, là vì học trò Thiếu Lâm tự ám toán binh khí hàm hại Lữ Anh Bố và như Hóa Giao. Nhân dịp oán ấy, Đại Bàng Vương lời thầy hạ san đến báo cư. Vậy Hồ Huệ Càng và Phương Thế Ngọc hãy đến tại Y Linh Miểu, lên Nguyệt Đài Giao Chiến cho biết tài cao thấp, hạn trong ba ngày nhằm lúc ban mai đến cự địch. Võ Đường Sơn, lôi Đại Bàng cần ký, thiên hạ thấy thiệp gián đều rũ nhau đến Nguyệt Đài coi tĩ võ. Kẻ buôn bán vật thực rất đông, đến ngày giao ước đại bàng Nai Nịt Tề chính, tay cầm thiết côn nặng 82 cân, lên ngựa ra đi, có bốn tên sư điệt và bọn cầm luân đường hộ tống, thẳng đến Nguyệt Đài, thấy thiên hạ đông như kiến cỏ, và có bọn học trò thiếu lâm tự đã trực sẵn tại đó. Coi lại mỗi người đều Nai Nịt Tề chính, bộ tướng đường đường, oai phung lầm lầm, lúc ấy đại bàng phòng nghi, liền sai kẻ thủ hạ gìn giữ hai bên đài cho nghiêm nhặt đừng cho bọn thiếu lâm tự hàm cận, chẳng dè tả tam phước giả dạng kẻ thương khách đứng nép bên đài chờ thời thấy máy đặng ra tay ám trợ, vì đại bàng là người hiểu dòng vô mưu đều biết đặng máy sâu mà tránh. Khi đại bàng phòng bị giận bảo xong xuôi, liền xuống người nhảy thẳng lên đài để thiết côn dựa bên mình, ngó ngoái xuống đài, chắp tay xá và nói rằng tôi là đại bàng, vì bạn đến trả cừu, xin các người coi đây làm chứng cho tôi xảy thấy Lý Cẩm Luân nhảy lên đài cầm thiết giản dơ ra và nói, ta đến tỉ võ cùng ngươi cho biết tài sao thấp, nói rồi nhìn thấy đại bàng đầu đội bao cân, mình mang giáp nguyền, trước ngực đeo hộ tâm hưu cánh, chân đi khoái bài, mình cao tám thước, vai rộng có to, đầu như sao bắt đầu, cặp mắt tợ đồng linh, mặt mày rộng lớn, xem rất oai võ, tay cầm thiết côn dài tám thước. Đại bàng cũng nhìn Lý Cẩm Luân, thấy mình cao bảy thước năm, mắt tợ trăng tròn dâu ria um sùm, lưng rộng, cầm cặp thiết giản, đầu đội tiết thiết mau, mình mặc giáp nguyền, trước bụng đeo đồng cảnh hộ thân, nịt dây hồng xa, trơn đi giày da nhĩ bì, liền nạt lớn và nói rằng bớ lý cảm luân. Sao ngươi dám gánh vác sự cực khổ đến chịu chết thế? Lý Cẩm Luân đáp rằng, ngươi đừng khoe lổ miệng, ta khuyên ngươi khá sớm trở về võ đương sơn, thì đặng bảo toàn tánh mạng khỏi tuyệt dòng giống, bằng chấp nê không tự hối, ỉ mạnh khinh địch, ắt tử tại mục tiền, chẳng khác như lữ anh bố và như hóa giao chết, ủng mạc ăn năn không kịp. Đại bàng nghe đỏ mặt tía tai, hơi thiết côn nhắm ngay đầu Lý Cẩm Luân đánh xuống như núi Thái Sơn. Lý Cẩm Luân lấy cặp giản dáng sức đỡ làm cho hai cánh tay rủ liệt, bèn khen rằng, thiệt là binh khí ngươi rất nặng. Rồi hai đánh đánh nhau bảy tám hiệp, Lý Cẩm Luân biết sức cự không lại, bèn dơ song giãn, ra miếng hộ thân và nói rằng, ta đánh không lại ngươi rồi nhảy tuốt xuống đài, những người coi đều khen đại bàng võ nghệ cao cường. Xảy thấy hồng hy quan cầm thước sắt, nhảy lên đài đánh ngay đầu đại bàng. Đại bàng lấy côn đở ra, hai đàng đại chiến hơn năm sáu hiệp. Nguyên hồng hy quan là người tư văn nên không đà sức đương cự lâu cùng lôi đại bàng, phải hạ đài thoát nạn, khi ấy thiên hạ càng khen rộ hơn nữa, còn phe cơ phòng trong lòng khoái huột, chắc sao đại bàng cũng báo cửu đặng đại bàng liền chiến với kẻ môn đệ thiếu lâm tự là đồng thiên cân đặng á thánh lương á tùng huỳnh khôn lâm thắng phương hiếu ngọc và phương mỹ ngọc đã mòn sức bốn phương thiên hạ và bọn cơ phòng khen ó om sòm nên đại bàng đắc ý vinh mặt xong khí lực đã giảm hết hai ba phần đứng trên đài cất tiếng hỏi lớn rằng còn gã nào dám lên đài nạp mạng chăng phương thế ngọc liền nhảy lên nạt lớn và nói bờ thất phu chớ khá khoe khoang sức mạnh ta lên lấy thủ cấp nhà ngươi đây. Nói rồi cầm thiết côn đánh tới, đại bàng đỡ mà nói, nhà ngươi muốn chết thì tỏ tên họ cho ta biết. Thế Ngọc nói, cha mẹ ngươi hồi trước mạnh bảo biết xương nào còn bị thác tại tay mẹ con ta thay. Huống chi ngươi nay dám đến lẩy lừng, e cho ngươi không khỏi cây côn ta, tên ta là Phương Thế Ngọc. Đại bàng nghe đến tên, trực nhớ cửu xưa, bèn trợn mắt, nghiến răng nạt lớn rằng ta cùng ngươi mối phụ cửu khó đội chung trời nổi mẫu hận không cùng đạp đất. Liền hươi côn đánh lia như mưa bắc, thế ngọc cũng giữ thế chống chờ đờ gạt lẹ làng, hai đàng đánh nhau không kể mạng, trời đất u ám, bụi bay mịt đất, thiên hạ đều khen, đánh hơn năm chục hiệp. Nguyên thế ngọc sức không kịp đại bàng, mà chống trả được năm chục hiệp là nhờ lúc còn thơ ống, mẹ là miêu thị có xâm luyện gân cốt, và bà ngũ mai cùng ông trí thiện truyền dạy phép côn nhiều miếng biến cao cường, như so việc võ thì hơn đại bàng ba phần đã vậy thì chớ lại đại bàng cũng đã đuối sức, nên Thế Ngọc mới chống trả được lâu giường ấy. Sau Thế Ngọc biết sức đã mỏi, liền giả trước giá đánh đại bàng một côn mà gạt đại bàng đờ, rồi thừa thế rút côn nhảy xuống đài chịu thua. Đại bàng tức giận nhảy nhót la hét om sòm vì ăn sống Thế Ngọc không đặng. Xảy có một người còn nhỏ, bộ tịch tuấn tú cầm cây thương tỉ vĩ bằng sắt, nhậm lẹ lên đài như vườn, đầu đội bao cân, ngoài kết xô xa mình mặc thiết diệp giáp hộ thân, trước ngực mang khải thiết cảnh, nịt đại hồng hồ sô, trơn đi giày mùi nhọn, có gắn sắt, mặt mày nở nang răng trắng, môi son, bộ tướng trang nhà. Đại bàng liền cất tiếng hỏi, người thượng đài thọ tử, vậy chớ tên họ chi? Huệ cặp cười nói rằng, ta sợ nói ra người thất kinh đứng không vững, nguyên ta phụng lệnh dưới âm ti làm chức cầu hồn sứ, nên đã tuyệt mạng như hóa giao và lữ anh bố. Còn ngươi hôm nay không khỏi tay ta có lẽ ngươi gặp bạn nơi cửu tuyền trong giây phút đây, ta tên là Hồ Huệ Càng. Đại bàng nghe nói như lửa chế thêm dầu, liền hôi thiết côn tận lực sáng ngay khắp xanh Huệ Càng. Huệ kiệt dơ thương đỏ vẹt ra một bên, sẵn chớn dây ngọn thương nhắm ngay ít hầu đại bàng đâm tới. Đại bàng cả kinh vì mùi thương pháp rất nên độc thủ, tục danh là tả hầu thương, liền ngồi sụp xuống khỏi, lại lấy côn quét ngang chân Huệ Càng, đường côn ấy gọi là ô long bãi vĩ. Huệ càng thất kinh chống thương nhảy lên cao tám chín thước mà tránh, hai đàng qua lại như cọp dờn nơi dòng, xoang đánh tưng bừng không khác giao long dờn sóng, đánh ba chục hiệp tính hơn sáu mươi miếng. Lúc ấy Huệ càng mỏi sức khó nói chống ngăn, bèn dùng miếng huê thương nhảy nhót lẹ làng như vượn, nhưng mà đại bàng khi còn nhỏ, đã luyện tập ngó mặt trời quen, nên côn một không tán loạn. Khi Huệ càng dùng miếng ấy đánh hơn bảy chục hiệp đà hết sức chống trả cứ lo đờ gạt mà thôi thế gần nguy cấp tạ tam phước thấy biết không xong liền lấy cặp thiết oan ương nhắm ngay tay đại bàng liệng đến chúng đứt gân cốt đại bàng đau quá chắc lưỡi nghiến răng nên khiển côn không đặng lẹ như trước khi ấy huệ càng biết như vậy thì cả mừng thừa thế cử thương đâm ngay ít hầu đại bàng té xỉu huệ càng đá tuốt xuống dài lúc đại bàng đang nguy cấp thì nhưu cường và phe cầm luân đường có ý lên đài đặng tiếp cứu song không kịp nên phải cởi hài cốt đại bàng về tần liệm ai nấy đều biết hôm nay đại bàng bị người ám toán, đều đem lòng hờn nhưng mà tính đánh không lại nên phải dàn lòng. Nói về chư huynh đệ của Hồ Huệ càng đắc thắng, kéo nhau về Tây Thiền tự dần dần, pháo đốt vang tay, bày tiệc ăn mừng hăm hờ. Còn bọn cơ phòng tần liệm hài cốt đại bàng một cách trọng hậu, rồi hiệp cùng như cường mướn thuyền trở quan tài thẳng về võ đương sơn, thưa cho phùng đạo đức hay về sự đại bàng bị học trò thiếu lâm tự ám hại gãy tay nên hù huệ càng mới giết đăng. Lão đạo sĩ nghe nói rơi lủy, than thở thương tiếc ba tên học trò yêu dấu đều bị tay huê càng hại, uổng công phu cực khổ giáo huấn bấy lâu, gây còn chi danh vọng núi này. Sản dịp ấy, bọn cầm luân đường và nghiêu cường cầu khẩn phùng đạo đức hạ san xuống dương thành, trước giết huệ càng trả hờn cho ba vị sư thúc. Sau giải oán cho bọn mình nhờ phước Đảo bức dụ dự một hồi rồi nói rằng Bần đảo vốn ở theo núi đã lâu năm đâu muốn nhiễm hồng trần, xanh điều phiền nào sát hại sanh linh. Ai nấy nghe nói đều buồn bèn kiếm lời khiêu khích, làm cho đạo đức nổi sung quyết ý hạ san. Bèn khiến đạo đồng cần thù chùa triền đặng xuống dương thành đập chết huệ càng mà báo cừu cho ba tên học trò ruột. Khi ấy bọn cầm luân đường và nghiêu cường cả mừng, liền sắm sửa vật thực tĩnh phùng đạo đức xuống thuyền thẳng chỉ dương thành. Tu hành tu khá rần lòng nóng, niệm Phật chăm lo việc đức nhơn, chương 17, hồi 17. Nói về phùng đạo đức, khi từ biệt Võ Đông Sơn thì suốt đêm tuốt xuống Dương Thành quyết lòng báo hận. Việc ấy còn lâu xin bình lại đó, đây nói sang qua tỉnh Vân Nam, có bà Ngũ Mai Nico tại Bạch Hạc Đồng. Bà Nico này thường hay qua chơi nơi tỉnh Quảng Đông, Tây Quan, tại đó có một cây xóm tên Long Khánh Phường, trong xóm ấy có một cái am gọi là Long Khánh Am, có một người Nico tên là Tiểu Đường bà nico này hay giao du với bà ngũ mai rất hậu nên trong đôi ba năm thì hai đảng đến thăm viếng đàm luận với nhau tâm trí tương đầu tình như giao tất chẳng khác chi bảo quẳng lôi trần ngày nọ ngũ mai đang ngồi trước Phật đường nhớ sực nhớ đến tiểu đường bèn nói rằng năm trước va có đến viếng ta ở chơi vài bữa rồi về từ ấy đến nay vắng mặt tin nhạn không biết sức khó thế nào khiến lòng ta áo nào lại đã mấy năm nay ta chưa đến tỉnh quảng đông du ngoạn vậy thì ta nương dịp này trước là đi thăm tiểu đường, sau nữa nhàn du cho toại trí. Tính rồi liền kêu học trò là tiểu vân nói rằng, thầy có ý đem con theo qua Quảng Đông du ngoạn, sẵn dịp ta đi thăm tiểu đường, và sau giả trước mãi võ khiêu khích anh hùng hào kiệt, họa may có thâu phục thêm một vài người đặng làm kẻ môn đệ, có phải là dỡ dàng cho am động ta chăng? Chẳng biết ý con liệu ra thế nào, tiểu vân cả mừng thưa rằng, theo lời thầy truyền bảo rất hiệp ý con nguyên con nhờ công ơn thầy hết lòng dạy, học được võ nghệ tinh thông, con muốn đến đó triển khai thủ đoạn cho rõ danh tiếng thầy. Ngũ Mai nói, như con muốn như vậy thì phải cụ bị các vật đặc ứng dụng, và đem y phục theo thay đổi. Dặn dò xong xuôi, liền kêu tiểu ni cô và bà từ đốt nhang, dặn rằng, hãy gìn giữ động am, như có ai đến thăm thì nói ta qua Quảng Đông du ngoạn, trong ít ngày ta sẽ trở về. Dặn bảo xong rồi liền khiến tiểu vân quẩy gói lên đường ngày đi đêm nghỉ trải gió rầm mưa nhiều cơn hiểm trở gần một tháng trời mới đến sương thành tìm vào long khánh am tiểu đường thấy ngũ mai đến thì mừng rỡ bội phần ân cần thết đãi trò chuyện không rời lúc ấy nhằm tiết đoan dương thiên hạ tĩnh này có thói quen du ngoạn long thuyền nơi sông hà nam trước cảnh chùa hải tràng tự vui vẻ vô cùng ngũ mai sực nhớ năm trước cũng nhằm tiết này có đến cảnh chùa ấy du ngoạn và mãi võ nay đến đây gặp dịp muốn qua đó chơi và mãi võ một lần nữa. Bèn khiến Tiểu Đường và Tiểu Vân qua chỗ ấy trước vài ngày đặng sửa soạn các món quân khí và bài trí 108 độ mai huê cho săn. Nguyên Tiểu Đường là người có cùa, lại ái mộ võ nghệ ngũ mai, nên đã thọ giáo cùng người học luyện tinh thông. Còn ngũ mai thấy Tiểu Đường có lòng ái kính và khoản đãi, không so đo tiền bạc, nên đem lòng thương mến và đãi như tình sư hữu nói về bà ngũ mai đi sau đến tây pháo đài, xuống thuyền nhỏ thẳng đến hải tràng tự, khi thuyền đến nơi, liền lên bờ, thẳng vào chùa thì tịnh hải đại sư cùng các sư huynh đều bước ra cúi đầu tiếp xước một cách trọng hậu bởi mấy người tăng chúng này có thọ giáo cùng người, nên ái kính giường ấy. Khi rước vào phương trượng thì tịnh hải thưa rằng tôi không rẻ sư bá giáng lâm, nên thất bể nghinh tiếp, xin miễn chấp. Ngũ Mai đáp rằng ta đâu dám chấp nê điều ấy, nguyên ta vẫn nghĩ xưa điệt thành tâm tu luyện át là cửa Phật hương long, nên đến, trước mừng cho cháu, sau nhàn du mãi võ chơi, xin cháu chớ phiền ta nhiễu động, làm mất sự tịnh dưỡng an nhàn của cháu. Hai đàng trò chuyện sơ qua rồi thẳng đến tòa tam bữu bái ít như lai xong xuôi, liền trở vào phương trượng trà nước thấm rộng một hồi, bèn cáo từ tịnh hải và các tăng nhân, rời gót thẳng qua giả lam điện, có chí đường hòa thượng ra ninh tiếp sức vào. Ngũ Mai ngước mặt xem thấy những công cuộc của mình đã bài trí từ từng lớp có thứ tự rất nên tề trình. Còn dưới đơn điện thì Mai Huê Trang sắp đặt đường đi nước bước rất nên nhầm phép, trong lòng cả đẹp. Khi xem rồi liền vào lại tượng quan phu tư lại cũng ra mắt Huê Thượng xong việc, bèn cởi áo cả xa đi thẳng lên nguyệt đài mà ngồi ngay chính giữa. Bọn tà thì tiểu đường cầm cây cử tiết tiên bên hữu thì tiểu vân cây thiết lê côn, cả hai đứng hầu hai bên, kẻ du ngoạn đến chơi trốn lấy càng ngày càng đông. Đây nói về Hồng Hy Quan vốn là con nhà phú hậu, tánh ưa nhàn du hướng cảnh, nay gặp lúc đoan dương thì có ý muốn đi du sơn dạo thủy, nên mướn một chiếc thuyền với những bạn học xuống thuyền du hồ mà sang qua hải chàng tự coi đô long thuyền giải muộn, nhưng còn chờ anh em Phương Thế Ngọc trở về viếng mẹ thăm cha rồi sẽ tương hội nhau mà đi. Khi Hiếu Ngọc về thăm nhà xong xuôi liền rời gót đến võ quán hội diện cùng chư huynh đệ, ai nấy đều mừng rỡ nhau, rồi vầy đoàn xuống thuyền thẳng chỉ qua hải tràng tự khi đi dọc sông, chỉ thấy châu giang rực rỡ, Việt hải tốt tươi, ngóng xem tới trước phía nam, gành bãi thấp cao, có ghe thuyền kỵ nữ đậu đó lều biêu, mỗi chiếc sơn phết vẻ vời rất nên đẹp mắt, cảnh tốt khoe tươi, trai xinh gái lịch, chống vách vang tay đờn ca đẹp giả, làm cho lòng người mê mẩn. Bởi vậy khiến xui cho kẻ sang dầu đàn tánh mê đắm việc ăn chơi cho đến đổi táng ra bại sàn. Khi chư huynh đệ trải xem cuộc ấy, thì thuyền đã đến bến đỏ ai nấy đều lên bờ thẳng vào chùa, rồi thích tỉnh ai muốn đi chơi đâu thì đi. Khi ấy Hồng Hy Quan và Đồng Thiên Cân bước thẳng đến Già Lam Điển, chợt thấy chính giữa có một cái nguyệt đài trên có một bà Nico Cô ước chừng 100 tuổi, hình dung vạm vở, cao lớn, đầu to mắt tròn, cặp nhãn tinh thần xem cất oai nghi, hai bên có hai người Nico Cô tuổi ước 30, coi giống người thanh nhà tư văn, chẳng phải kẻ dòng phu chi bột người bên kia cầm cây cửu tiết song tiên, còn người nọ thì cầm cây đơn đầu mộc côn, ai thấy cũng khiếp, song không biết có giỏi cùng chăng. Hai người đang bàn luận cùng nhau về việc ấy, xảy thấy bà Nico đứng dậy ngó xuống đài, chắp tay xá một cái mà nói với những kẻ đến coi tại đó rằng, nguyên trong quý cảnh này thường lệ vài năm thì tôi đến lập cuộc mai huê trang 108 độ, và 18 món khí giới để diễn võ. Này tôi có nghe trong cưới tĩnh này có nhiều đấng anh hùng song tôi vô phước chưa gặp người địch thủ xin chư vị ai có tài thì tỉ võ cùng hai người học trò tôi chơi cho biết thấp cao như hơn chúng nó thì tôi xin thọ giáo nói rồi liền khiến tiểu vân và tiểu đường lộng côn và roi cho thiên hạ coi tiểu đường vâng lịnh thầy cầm cặp song tiên bước ra xá một cái mà nó với kẻ coi rằng này vâng lời thầy tôi diễn đường song tiên cho chư vị xem chơi xin chớ cười chê và miễn chấp nói rồi dây mình lại khoát hai tay ra Hai trơn liền nhảy thoát qua bên đài Mai Huê Trang dường như con lằn xanh đáp trên mặt nước. Rồi vận động cặp cựu tiết thiết tiên tới lui có phép. Ban đầu còn thấy dạng người. Còn cặp thiết tiên múa nghe vồn vụt, đường thể giao long dờn sóng, dây lâu không thấy dạng. Chỉ thấy lằn đi nháng sáng ra như bạc. Khi múa đủ 108 độ Mai Huê thì thấy một luồng trắng trắng đi cuồn cuộn, trổ cao trồ thấp giống tuồng mãnh hổ lộng phong. Bởi phép roi tinh thục mới được như vậy. Những khán giả khen la rát cổ khi tiểu đường đi đường roi đủ rồi thì nhan sắc cũng như thường liền thâu roi bước lui về chỗ cũ. Kế tiểu vân ra sức nhảy qua đài mai huê trang cất tiếng nói sơ rằng tôi xin diễn đường côn cho chư vị coi chơi cho thỏa chí. Tay trái liền cầm chót đầu côn cất nổi lên đứng sừng coi nhẹ như cặm đứng lọn nhang. Tay mặt thì đánh cấn vô cây côn mà côn cũng đứng tự nhiên không siêu ngã. Chỉ thấy lung lay rung từ đầu chí đuôi dường như gió động nhành dương ai nấy thấy đều le lưỡi lắc đầu khen là người sức mạnh. Khi ấy Tiểu Vân đưa côn ra đánh xuống một cái gần gầy rồi ra thế diễn côn, áng định bốn phía biến thành ra 108 độ, ngó rất lẹ làng, xem ngọn côn lòa ra như một cái bát lớn, côn hươi như trong chóng trẻ chơi vì nghề đã giỏi lại sức mạnh nên khu động mà vẫn còn sức chẳng mỏi mệt, ai nấy đều khen rồ. Đường lúc ấy Hồng Hy Quan thấy vậy làm thinh, chẳng dè đồng thiên cân tự thị tài năng chờ Tiểu Vân thâu đường côn rồi, liền nhảy lên Mai Huê Trang, hét lớn lên rằng đồ xả rác ở đâu dám đến chốn này khoe khoang lỗ miệng coi thiên hạ vô nhơn, nói chẳng biết ta là đồng lão ra đây hay sao. Tiểu Vân nhìn thấy đồng thiên cân hình dạng cao lớn, lưng dài vai rộng, mình cao bầy thước, mặt tợ con cua, dâu ria um sùng, tiếng nói hoài khí, tay cầm hai món binh khí giống như lưỡi mác, bộ hăm hở muốn chém tới, tướng mạo oai phong khi ấy Tiểu Vân trao côn cho Tiểu Đường cầm rồi dây lại mắng rằng, sao mi vô lễ như vậy, nếu muốn tỉ võ cùng ta, thì phải ăn nói cho có lễ nghĩa, lẽ nào lại buông lời vô lễ như vậy, này ngươi muốn tranh nghề cao thấp thì phải nói cái tên khốn của mi ra, đặng ta đưa về địa phủ cho rồi. Đồng Thiên Cân nghe nói thêm giận, như lửa chế thêm dầu, liền đáp lại rằng, vốn ta họ đồng tên Thiên Cân, tại Việt Đông tỉnh thành đi lại chẳng kiêng, nay mi gặp ta ắt đến số. Tiểu Vân mỉm cười, liền ra miếng cao thám mã, Thiên Cân bèn dùng miếng hắc hỗ tán tâm giải phá đánh tới. Tiểu Vân thấy thế ấy rất nên giọng mãnh thì biết khí lực cao cường không dám diên trì, liền thâu miếng quyền trước lại mà biến ra miếng giải pháp gọi là Quỹ Vương Phát Phiến, hai tay đánh vải vô ngực Thiên Cân, Thiên Cân hoàng kinh lật đật né ra một bên, rồi dây trơn đá Tiểu Vân. Tiểu Vân tránh khỏi, hai đàng đối thủ cùng nhau như hổ đấu long tranh, những người coi đều ngó sững sốt. Lúc ấy bà ngũ mai ngồi trên nguyệt đài, thấy vọi học trò mình bộ yếu sức, lật đật nhảy thoát lên mai huê trang can hai người ra mà nói rằng chớ khá động thủ nữa, để ta tỏ cho hai người nghe. Đang lúc thiên cân thủ thắng, thình lình bị mụ lão ni ngăn trở, thì nổi sung nói rằng tao cho bây hùa nhau, tao chẳng sợ, khi hồng hy quan thấy bà ngũ mai nhảy lên mai huê trang thì muốn nhảy theo mà binh, xảy nghe bà ngũ mai nói sự giảng hòa nên ngưng lại đẳng coi tình hình ra thế nào còn tiểu vân thấy thầy mình nhảy lên thì lui ra đứng dẹp một bên đặng nghe phân đoán còn thiên cân tuy là giận xong bị ngũ mai ngăn trở nên phải ngừng quần lại nói rằng mụ vải già nầy có chuyện chi hãy nói cho mau đặng ta ra tay đưa về địa phù ngũ mai mỉm cười hỏi rằng chẳng hay ngươi danh tánh là chi học với thầy nào pháp hiệu gì khá tỏ cho ta biết thiên cân mắng rằng vốn ta với ngươi không thân thích chi lại cặn kẻ hỏi đến ngọn ngành chẳng qua ngươi thấy học trò đánh không lại nên kiếm trước hỏi giả lã đặng giải huệ đó chăng? Ngũ Mai nghe nói nổi sung ngạt lớn lên rằng, ngươi là đứa khốn kiếp, bất thức thời vụ, mở miệng khoe khoang, ngươi không rõ, cái tay ta đầy sát anh hùng hào hớn vô số, hà huống chi ngươi là đồ xả rác, ta không nỡ ra tay tuyệt mạng nhà ngươi, vì ta đã tu hành từ thiện, bởi ta thấy ngươi dùng quần khước đồng tông đồng phái với ta, sợ e rủi ro đánh nhau tuyệt mạng, ắt là xích mích bạn đồng môn nên mới dùng lời tử tế hỏi cho phân minh. Dẫu ngươi muốn đối thủ cùng ta, thì ta sẽ ra tay. Thiên cân nổi sung cử cường nhắm mặt ngũ mai đánh tới. Ngũ mai không giận, khi ấy tiểu vân muốn chống trả, song ngũ mai không cho, rồi lấy tay đời nhẹ nhẹ, vì lòng bất nhẫn hại người. Nên dùng công phu sơ lược chống trả trong vài ba hiệp rồi trá bại như tuồng đánh không lại thiên cân. Thiên cân thấy vậy thừa thế mà đá, bà ngũ mai bèn dùng ba ngón tay bên hữu thọc nhẹ vô đùi thiên cân đau quá chịu không nổi la tợ ác là dường như dao búa chặt vào xương nên hoàng kinh thoát xuống mai huê trang có hồng hy quan chạy lại viện thiên cân rủ diệt tay trơn đi không được ngũ mai thấy vậy cười ré rồi ngồi lại trổ củ khi ấy hồng hy quan sai người cõng đồng thiên cân xuống ghe sức thuốc giây phút mấy người anh em bạn của hồng hy quan đi chơi về bước xuống thuyền thấy vậy thì rõ căn do liền nổi giận lúc ấy lý cẩm luân lương á tòng tả á phước liệu A Thắng và Đặng Thắng rủ nhau kéo đến giả Lam Điện đặc báo Cửu, thì thấy người ta coi tại trôn ấy vô số, song không ai dám tỉ thí. Năm người anh hùng này ngước mặt lên thấy Mai Huê Trang có chừng 18 món quân khí, mỗi món xem rất nặng, thất là danh bất hư truyền. Lại thấy có bà Nico còn ngồi xếp bằng lên ghế nguyệt đài, hình dung cao lớn, bộ vững như núi Thái Sơn, tinh thần khẳng khái, ai thấy cũng kinh. Khi ấy Lý Cẩm luôn lòng gấp báo Cửu nên xô vẹt người ta chen vào đến trước nguyệt đài cất tiếng lên mắng rằng, đồ quái gở, ở đâu dám đến đây làm thiệt hại cho chúng bạn ta, nay ta đến đây quyết giết đặng ngươi, thì mới đã nữ giận. Ngũ Mai đang ngồi, xảy nghe tiếng thét vang tai, liền ngó xuống đài, thấy trong đám đông có vài người hảo hớn lướt sông đến trước. Người thứ nhất hình dạng khôi ngô, cổ cọp, lưng beo, mặt đỏ hồng hồng, tiếng nói rang giảng quyết đến báo cừu. Ngũ Mai rõ biết tình hình liền đứng dậy nói rằng, người muốn tỉ võ thì phải nói tên ra đã. Cẩm Luân bèn đáp rằng, ta họ lý tên Cẩm Luân đây, còn ngươi là vải tu hành, sao dám cả gan đánh sư đệ của ta dương ấy. Ngũ Mai nói, ta là người tu hành thường năm hay đi đến tỉnh này lập cuộc mãi võ, có ý tầm kẻ anh hùng giao kết cùng nhau, chẳng dè sư đệ của ngươi tự thị, ngỡ là không ai đánh lại mình, thị thiên hạ vô nhơn, mở miệng nhức người nên ta giận tạm dụng ba phần khí lực làm cho nó nhìn biết ta là người ta là người ra thể nào. Sau nữa là bỏ thói hồ đồ, đừng có ăn quen khi dễ đến người ắt mang hại, ấy là tại em ngươi gây việc giận hờn chớ chẳng phải là tại ta. Này ngươi đến đây không biết đường tấn thối xúc phạm đến ta gây giữ tại ngươi, trong thế ngươi không muốn sống, nên mới tìm đường tử lộ. Cẩm Luân nghe đến như lửa chế dầu lại thêm bị chư huynh đệ nói đốc vô rằng sao không đập chết mụ vãi chọc đi cho rồi còn để nói giang ca làm chi vô ích ngũ mai nghe nói nổi gan bèn kêu mắng rằng bớ lủ khốn kia dẫu bây có lên đài hùa nhau mà đánh với mụ mụ cũng không kiêng bọn anh hùng nấy nghe nói khó nổi dàn lòng liền nhảy thót lên đài vây đánh ngũ mai dặn dò hai tên học trò của mình đứng dẹp một bên mà coi để cho mình đương cử dặn dò rồi liền nhảy lên mai huê trang còn bọn anh hùng cũng nhảy theo vây đánh. Lúc ấy tiểu đường, tiểu vân vâng lời thầy đứng xa mà ngó và dự bị phòng khi tiếp ứng, bèn nghĩ thầm rằng năm người ấy chắc đánh chẳng lại thầy mình đâu, còn những kẻ đến coi tại đó, thấy vậy thất kinh, nhưng may cho hai đàng dụng quần đánh nhau tay không, tưởng ắt không đến bề tuyệt mạng. Khi ấy năm người vây đánh bà ngũ mai rất nên giữ tợn, chống trả cùng nhau đã lâu thoi đá lẹ làng nhanh như trong chóng, coi đà chẳng kịp trong giây phút nghe té xuống đài một cái đuổi, ngó lại thì thấy cẩm luân bị đạp rớt xuống mai huê trang, còn bốn người kia liều mạng vây đánh chẳng chịu ngã lòng. Đây nói về ba anh em họ Phương là Hiếu Ngọc, Mỹ Ngọc, Thế Ngọc cùng Hồ Huệ càng không hay biết chi hết, xảy nghe người nói lại liền lật đật xuống thuyền thăm đồng thiên cân, thấy thiên cân bị bệnh, bèn hỏi rõ nguồn cơn, liền nổi giận rủ nhau tuốt đến giả lam điện tiếp ứng. Khi đến nơi thì Lý Cẩm Luân vừa bị rơi xuống đất tức thì xuống nhau chạy lại nưng đờ, rồi muốn tuốt lên đài, chẳng rẻ phương thế ngọc lanh mắt liếc thấy đại sư bá là ngũ mai thì thất kinh hồn vía, liền cất tiếng kêu lớn lên rằng bớ chư huynh đệ, chớ nên động thủ, bà ấy là đại sư bá của chúng ta đó. Bọn anh hùng nghe nói hoảng hồn, liền rủ nhau nhảy xuống đất quỳ mọp tại đó xin lỗi. Ngũ mai thấy vậy liền hạ đài đờ mấy người ấy dậy mà tỏ rằng bọn bây lầm lồi không biết ta nên la miễn tội cho đó, còn sự này gây ra đây phải là tại ta, bởi lúc ban sơ ta có tra hỏi đồng thiên cân học tập võ nghệ ở đâu mà giống khuôn phép ta như vậy, nó không khưng nói ra lại buông lời nói xúc phạm đến già, nên sanh điều bất tiện cho nó, song thương tích ấy nó bị nhẹ không can hại đến gân cốt, còn các ngươi ăn học với ai, công phu được cụ toàn võ nghệ lắm vậy, các ngươi khá tỏ cho ta biết. Thế Ngọc Quốc Cung thay lời thế mặt cho cha mẹ mình mà làm lễ lại tạ nghĩa sư công. Ngũ Mai chợt thấy Thế Ngọc thì đem lòng hoan hỉ vì bởi Bình Xanh ưa mến Thế Ngọc lắm, nay đã lâu ngày mới gặp nhau đây, liền đờ dậy kéo lại đứng gần một bên tỏ những lời yêu dấu như vậy. Từ ngày bà dạy cháu luyện tập võ kinh, cách xa tính đả hai năm, nay cháu đã trưởng thành, diện mạo khôi ngô hơn trước rất nhiều. Còn mẹ cháu mạnh giỏi thế nào, bây giờ cư trú nơi đâu? Thế Ngọc thưa rằng, từ ngày mẹ con tôi theo cha tôi qua Nam Kinh trở về, thì chư ngụ tôi tĩnh này và giúp Hồ Huệ càng đánh cơ phòng, trả thù cho cha. Khi ấy cơ phòng viện ba người học trò của Tam Sư Thúc Hạ San. Ba người chẳng tưởng nghĩa đồng đạo cùng nhau, tưởng bạc tiền là hơn, xem người dưng là trọng, thị kẻ đồng môn như thù nghịch, nên bị Huệ càng sát hại, gây ra việc oan vỉa nên tôi e Tam Sư Thúc ắt sẽ không dung. Còn bọn tôi đây là học trò thiếu lâm tự thọ giáo cùng nhị sư bá là trí thiện thiền sư khi thế ngọc thưa nhón ít lời, thì thiên hạ mới nay là một nhà với nhau mà ra, nên không cần gì ở đó coi nữa, liền rủ lần nhau ra về. Còn Tiểu Vân, chiều đường bữa ốc đến trước, ra mắt cùng bọn học trò thiếu lâm tự, ngũ mai khiến Tiểu Vân lấy ra vài hườn thuốc ở trong dương, là thuốc của mình chế luyện trị về bệnh bị té, bị đánh gọi là hườn hồn như ý đơn, trao lại cho Phương Thế Ngọc đem xuống ghe trị bệnh đồng thiên cân, Lý Cẩm Luân. Thế Ngọc vâng theo lời dạy lập tức chạy giết xuống thuyền cho hai người ấy uống, trong giây lát mạnh lại như cũ. Thế Ngọc bèn thuật lại đầu đuôi cho hai người nghe, hai người thất kinh, vì bởi sực nhớ lại lời thầy mình đã có nói rằng, công phu võ nghệ của đại sư bá giỏi hơn thầy mình. Này thuốc uống này chế luyện càng hiệu nghiệm hơn thuốc của bọn ta nhiều lắm. Khen rồi dắt nhau đến giả lam điện ra mắt lại tạ ngũ mai về sự làm ơn cho thuốc. Ngũ mai đỡ dậy, mời ngồi hai bên trà nước chuyện vãn một hồi, rồi bọn anh hùng đứng đậy hết lòng mời thỉnh ngũ mai xuống thuyền trở về võ quán thiết đại, mà tỏ sự hiếu kính của mình. Ngũ mai thấy bọn hào kiệt này, mọi người đều vạm vở khôi ngô, oai phuông lẫm lẫm, như hổ, như long thì có lòng mừng, bèn nhậm lời mời thỉnh, liền khiến tiểu vân tém dẹp các đồ quân khí, thâu tóm võ trường, chính bị về liệu tùy thân, từ biệt hải tràng tử, từ giã đạo hữu sư huynh, sư điệt liền hiệp với bọn hào kiệt thiếu lâm thẳng chỉ xuống thuyền. Ngày ấy ngũ mai không dùng đồ mặn, cho nên hồng hy quan phải khiến người cần cấp dọn tiệc chay thiết đãi. Bọn thấy trò ngồi dự tiệc bàn giữa còn chư huynh đệ thiếu lâm thì ngồi hai bên luân phiên rót rượu khuyên mời. Ngày ấy du thuyền tại Hải Châu, tinh đình thả trôi theo dòng nước, ăn chơi du ngoạn, một là xem long thuyền đưa bơi mặt nước, hai là coi sơn thủy giải buồn. Tuy bà ngũ mai hàng năm đều có đến Dương Thành song chẳng có lần nào du ngọ ẩn cao hứng như ngày nay, cho nên thầy trò nương dịp vầy đoàn, hoan lạc đồng tình bã chản vui say. Khi rượu đã soàng xoàng thì ngũ mai hỏi chúng sư điệt rằng, khi tại già Lam Điện có thiên hạ đông, ta không có hỏi thăm về bọn ngươi làm sao sanh ra cừu oán với học trò của tam sư thúc. Vã chẳng nói với bọn ta là người đồng môn, sao chẳng tưởng tình nhau, nở lòng nào giết tuyệt mạng người chẳng kiêng phép nước hay sao? Vậy bọn bây khá tỏ hết tính hình cho ta biết ai phải ai quấy. Phòng khi Tam Sư Thúc đến báo cừu thì có ta khuyên giải. Vì Tam Sư Thúc hiệu là bát tí na cha vốn người rất nên giữ tợt, bọn bây há chẳng biết hay sao. Bọn anh hùng nghe mấy lời ngũ mai nói thì cả mừng bèn thưa rằng, này đại sư bá có lòng chiếu cố thương đến bọn tôi thi ơn kia đức nọ ví tài trời, nghĩa nặng ân dày tợ núi. Lúc ấy hồ huệ càng rơi lụy khóc dòng bèn bước lại quỳ một bên bà ngũ mai thưa rằng, nay kẻ đệ tử bị kẻ sát phụ oán cừu, may nhờ chư huynh đệ giải cứu, nay khỏi họa đoan, xin sư bá mở lượng từ bi cứu đệ tử một phen, ơn ấy ngàn đời khắc cốt ghi tâm. Ngũ mai đỡ đậy nói rằng, chớ nên khóc lóc, hãy tỏ sự oán cừu cho ta nghe cặn kẻ, ta sẽ toàn tính cho ngươi. Huệ kèo bèn tố trần về việc ngày trước cơ phòng đánh chết cha mình, sau nữa gần tuyệt mạng đến mình, may nhờ anh em Thế Ngọc giải cứu đem thẳng lên chùa Thiếu Lâm tự học nghề cùng trí thiện thiền sư vừa được đôi năm, xong bởi gấp việc báo cửu cho cha, mới lén trốn về. Lại nói rằng, thầy tôi sợ tôi có sơ sẩy làm nhục đến thầy tôi, nên thầy tôi sai chư huynh đệ hạ san tương trợ. Đến sau bọn cơ phòng viết trường hồng, thiệp đỏ, thỉnh như hóa dao, lữ anh bố, lôi đại bàng đến tuyệt hại mạng tôi, xong nhờ chư huynh đệ ám trợ nên mới thành công. Này tôi nghe cầm luân đường đem trọng lễ lên võ đương sơn cầu khẩn bát tí na cha nếu người đến đây thì ắt là mạng tôi hưu hĩ nhưng mà thân này đâu quán tử xanh ngặt vì mẹ tôi già cả tuổi đã tám mươi không người phụng dường xin đại sư bá thi ân đoái thương niềm đệ tử cứu mạng một phen ơn ấy tôi đâu dám phụ ngũ mai nghe qua liền gật đầu thở ra vào khen rằng lòng người chi hiếu lập chi báo cừu chẳng nài sống thác thiệt nên trang chi khí Vậy thì ta phải ở nán lại đây khuyên giải cho ngươi, như hậu nhật có gặp tam sư thúc, thì phải thành lòng thỉnh tội, ngươi chớ tự thị dõng cường, hãy xuống nước nhỏ, tiên lễ hậu binh, thì ta sẽ bày phân giải nạn cho. Bọn hào kiệt nghe nói cả mừng, lúc ấy trời vừa tối thì thuyền đà vừa đến bến tây pháo đài, xuống nhau đưa thầy trò ngũ mai đến Long Khánh Am rồi mới dắt nhau trở về đến võ quán qua dạng ngày bọn anh hùng đem ba cái kiệu đến Long Khánh am rước thầy trò ngũ mai đến Quang Hiếu tự bái ít Phật như lai xong rồi, đàm đạo với nhau trong giây lát, liền cáo từ thẳng qua võ quán, khi đến nơi chúng anh hùng tiếp rước một cách trọng kính và cầu xin chỉ điểm quần khước công phu. Ngũ mai nhậm lời tận tâm truyền dạy các miếng bí yếu. Lúc ấy vợ chồng họ miêu đặng tin ngũ mai ở tại Quang Hiếu tự, liền đến ra mắt lại tạ ơn người tháp cứu năm trước. Từ ấy bà ngũ mai ở đó ban ngày dạy dỗ võ kinh, tối lại về am mà nghĩ. Nói về bát tí na cha phùng đạo đức vừa đến Dương Thành, ngồi kiệu thẳng đến hội quán cầm luân đường, thì bọn này ra công ninh rước vào súng nhau lại tạ, liền bày tiệc kính dâng. Khi ấy Phùng Đạo Đức khiến ngươi lập tức viết Trường Hồng đưa đến Quang Hiếu Tự và Tây Thiền tự tỏ cho Huệ Càng hay đặc đến nạp mạng, khi Trường Hồng đừ nơi bọn anh hùng thất kinh. Ngày ấy ngũ mai chưa đến võ quán, còn Huệ càng mắc ở Tây Thiền tự luyện tập học trò của mình. Bởi vậy, Lý Cẩm Luân nhóm chư huynh đệ lại thường nghị cũng nhau rằng bọn ta khá mau đến Cẩm Luân đường trước là chịu tội. Sau nữa dọ thám tình ý tam sư thúc dương nào, rồi sẽ toàn tính. Ai nấy đều ưng ý, mới dụ nhau kéo đến đó cậy người giữ cửa vào thưa dùng. Nói rằng bọn thiếu lâm tự đến thỉnh tội cùng tam sư thúc, phùng đạo đức còn đang uống rượu, sẽ nghe nói làm vậy liền khiến người đòi vào. Bọn anh hùng nghe đòi thì Lý Câm luôn làm đầu đảng, dẫn nhau kéo dốc vào ra mắt lại ta. Phùng Đạo Đức liền hỏi rằng trong bọn bấy đứa nào tên là Hồ Huệ Càng, dám cả gan hàm hại kẻ đồ đệ của ta, nay lại đến đây ra mắt ta là ý gì? Cầm luôn thưa rằng Huệ kệm đã trở về tân hội không có ở chốn này, nay bọn tôi nghe sư thúc đến đây, trước là viếng thăm, sau cam chịu tội. Còn về việc đánh chết hóa giao, anh bố và đại bàng, thì bọn tôi vô can vậy xin sư túc mở lòng từ bi, tưởng niềm đồng đạo với thầy tôi, nhiều thứ cho bọn tôi một phen, ơn ấy ngàn đời muôn kiếp không quên. Phùng đạo đức nạt lớn và mắng rằng bọn bây là đồ xúc xanh, hùa nhau ám trợ huệ càng, tuyệt mạc đồ đệ của ta, lại còn đến đây xảo ngữ, ngoa ngôn, phải bây tưởng ta là sư túc, thì đâu nỡ hại môn đệ của ta, bây khá mau chớ về kêu huệ càng đến nguyệt đài nạp mang, lời tục có nói dáng giết người thường mạng vay phải có lời điều ấy là lẽ thường có khó chi đâu phùng đạo đức mắng cho một hơi ai nấy ngậm câm mà chịu không trổ trả lời mắc cờ lui ra thương nghị cùng nhau rằng sự này liên họa tới bọn ta ắt là không xong vậy chúng ta phải mau mau đến cầu đại sư bá thiết kế giải cứu mới xong cho tính rồi lập tức thẳng đến long khánh am khi bọn anh hùng về rồi thì Bạch An Phước là người của phe cam luân đường bẩm cung phùng đạo đức rằng Huệ ở, ở tại Tây Thiền tự chớ chưa về Tân Hội, bởi sợ thầy nên ẩn mặt trốn ấy. ắt là chẳng dám đến Nguyệt Đài Tỷ Võ, chi bằng bọn tôi dẫn thầy đến đó bắt nó đập chết mà trả cừu cho xong việc. Ai nấy nghe qua đều khen là lời nói có lý, đạo đức bèn y theo lời An Phước, liền biểu An Phước dẫn đông và rất nhiêu cường theo mình thẳng đến Tây Thiền tự gặp Hồ Huệ càng đang ở tại võ quán dạy học trò. Huệ Âm liếc mắt xem thấy An Phước dẫn một ông đạo sĩ đến cửa thì trong lòng nghi quyết ông ấy là bát tí na cha lật đật bước xuống thềm nghinh tiếp và thưa rằng ông có phải là tam sư thúc chăng? Kẻ đệ tử tiếp xước chỉ riêng, cúi xin sư thúc miễn tội. Hỏi rồi quỳ móp xuống đất đạo đức thầy Huệ càng thì trong lòng sùng sục như hỏa thiêu tâm, muốn sáng xuống một quần cho chết thì mới vừa lòng, xong thấy tình hình Huệ càng cúc cung quỳ móp làm vậy thì giảm bớt nỗi hơn và không đành ra tay độc thủ, nhưng không nguôi nổi oan cừu, bèn nạt lớn lên mắng rằng, đồ sốc xanh, ai là tình sư thúc của mi mà mi Hồng gọi sư thúc, chớ như ngươi sớm biết ta là nghĩa sư thúc cùng ngươi, thì ngươi chẳng nỡ ra tay độc thủ hàm hại đồ đệ của ta, nay ta đến đây tìm ngươi mà trả hận ngày xưa, như ngươi có giỏi thì chờ dậy đương cự cùng ta, chớ đừng có làm bộ cung núm. Xảo ngử ngoa ngôn mà dối trá với ta nói rồi liền nhảy a à, lại đạp huệ càng huệ càng chớ qua một bên liền cất tiếng thưa rằng xin sư thúc bớt cơn lôi đình dùng cho đệ tử chân thiết một lời dầu có chết cũng cam bụng chịu đạo đức mắng rằng mi là đó ngực trướng oan cừu ví tợ đất trời sông biển rửa hờn đà chẳng sạch dầu ngươi nói xuôi như nước đổ ngôn ngữ tợ gỡ thoi ta cũng chẳng đem vào lòng vào giả chút nào Huệ càng cáo nài rằng vã chăng tiền nhiệt như hóa giao tham tiền bạc của cầm luân đồng, tự thị bản lành cao cường, ra sức gánh vác việc của người dưng, chẳng tưởng niềm đồng đạo cùng nhau, khi thị tôi chẳng ra gì, tôi cũng đã hết lời khẩn cầu khuyên giải, bởi sợ đồng môn đạo hưu xích mích cùng nhau, song hóa giao tưởng tiền bạc là hơn, không kể lời trái phải, muốn kết việc sanh tử cùng tôi, cực chẳng đã phải tỷ võ cùng nhau, dầu trí thân cốt nhục đâu dám nhiêu dung bởi do tại viết trường hồng mà loan thệ, ai chết nấy chịu, cố ý sát hại tôi cho tuyệt mạng, nên tôi phải gắng gượng chống đương rủi lỡ tay đánh chết hóa dao, chẳng khác nào cười cọp lỡ vời, thế bất đắc dĩ mới ra cờ ấy, đến sau anh bố và đại bàng quyết tình báo cử muốn giết tôi mà trả hận, lúc ấy mạng tôi như sợi chỉ mảnh, nhờ trời ủng hộ nên mới được toàn thân. Nay ba vị sư huynh táng mạng thì tội tôi trọng đại như thiên xin sư thúc mở lượng từ bi rộng dung đệ tử. Phùng đạo đức không thèm đem vào tay chút nào, lộng quần đánh tới như mưa bắc, trơn đá tưng bừng, quyết tình hại Huệ càng cho đã nư giận. Xong Huệ càng sớm biết, nên sẵn ý đề phòng, túng thế phải gắng sức chống trả đánh lại trong mười hiệp có dư, thì Phùng đạo đức thầm nghĩ rằng thằng này thiệt giỏi, các miếng võ nghệ luyện rất tinh thông, hèn chi ba tên học trò mình chết cũng phải. Khi ấy đạo đức giả tuồng sơ sầy dẫn dụ Huệ Càng, liền biến ra một đường quần rất hiểm nghèo miếng ấy gọi là tạo thiết giáp thủ, đánh xuống gầy lọi tay trái Huệ Càng. Huệ Càng chịu không nổi Hoàng Kinh ôm cánh tay gầy chạy dài. Bạch An Phước đón lại, bị Huệ Càng đá cho một đá, té ngửa lăn bò. nhiêu cường thấy Huệ Càng bị trọng thương mà còn dòng mạnh giường ấy, nên không dám đón lại, sọ e bị bệnh như Bạch An Phóc. Còn Phùng Đạo Đức thì rượt giết theo Huệ Càng, Huệ kẻ hoáng kinh đâm đầu chạy bất kể đường xá, khi chạy đến Thuận Mẫu Kiều thì Đạo Đức rượt theo gần kịp coi vội rất nên nguy cấp. Chương 18, hồi 18, đây nói về Lý Cẩm Luân hiệp cũng chưa huynh đệ thẳng đến Long Khánh Am ra mắt Ngũ Mai, cáo bẩm về chuyện ngày trước và khẩn cầu người tìm phương giải cứu trong bọn mình, ơn ấy cảm đội không cùng. Nói rồi liền quỳ móp xuống đất mà lại, Ngũ Mai đỡ dậy, lấy lời an ủi và đáp rằng việc ấy có ta đây liệu chẳng can chi mà sợ, khi ấy Ngũ Mai liền thân hành hiệp với bọn anh hùng thẳng đến công sở Cẩm Luân đường hỏi thăm tên dừ cửa thì mới hay là phùng đạo đức đã đến tây thiền tự tìm huệ càng mà báo cừu cả thầy nghe nói hoàng kinh lập tức bôn hành thẳng qua chôn ấy khi đi vừa đến thuận mẫu kiều xảy thấy huệ càng rung rùi bôn ba đến đó gảy lọi hết một tay mặt mày thì điếng ngắt thở chẳng ra hơi còn phùng đạo đức rượt theo đã bén gót lại dụng quần tận lực đánh tới khi bát tí na cha rượt huệ càng đến thuận mẫu kiều thớt đờ theo kịp bên chân trong lòng cả mừng bèn dụng thần lực cử quần đánh tới, ngó thấy 9V. Và trang hộ ệ càng đã bị thương rồi chống trả sao nổi, dầu có ra đồng cốt sắt đờ cũng không nổi một quần ấy. Lúc ấy ngũ mai vừa đến, thấy tình hình như vậy biết là không xong, lật đật xông đến, triển khai tay mặt đưa ra đờ và nói rằng có ngũ mai đây, hiền đệ xin khá bớt tay, nhơn bởi có lòng giải cứu huệ càng cho khỏi chết, nên dùng hết sức bình xanh đờ ra mạnh quá làm cho bát tí na cha phải dội lại hơn 10 bước và hai tay rũ liệt. Ấy bởi xuất kỳ bất ý khiến cho bát tí hoàng kinh. Ngũ mai giả lả vui cười, bước đến tiếp rước mà tỏ lời ngon ngọt như vậy Vì ta sợ e em giết chết huệ càng nên mới mạo phạm đến em, xin chưa yêu phiền. Nói rồi liền chắp tay xá một cái và xin lỗi. Bát tí na cha phùng đạo đức bèn nghĩ thầm. Nguyên ta cùng ngươi sư học một thầy thì sớm bị ít người tài hơn mình nay gặp ta đây đỡ sơ ra một cái còn chịu không nổi thay nếu người dùng tận lực thì ta chống chọi sao cho lại và người ở với trí thiện rất nên thiết nghĩa lại thương kẻ môn đệ của trí thiện bội phần tánh ưa giúp kẻ lâm nguy đánh chết thấy trò vợ chồng lôi lão hổ nay người đến trợ huệ càng bằng ta không kiến cơ ắt là lâm hại khi thầm nghĩ rồi bèn lật đật cúi đầu và tỏ rằng Bần đạo đầu dám chấp trách sư huynh chẳng bị ết sư huynh đến chốn này đã bao lâu xin tỏ cho tôi rõ biết. Ngũ Mai đáp rằng, bần đạo vân du tình cờ đến đây, sẽ gặp hiền đệ trốn này, chẳng hay huệ càng với em cừu thù về sự gì mà em ra tay độc thủ giường ấy. Bát tí na cha rơi lụy khóc ròng tỏ đầu đuôi việc trước cho ngũ mai nghe, xin phân xử công bình, đặng giải oan cho kẻ đệ tử của mình, ơn ấy dám đâu sao lãng. Ngũ mai đáp rằng, xét lại vụ này, tại hóa giao thăm ăn tiền bạc, chẳng kể niềm đồng đạo, không đếm xỉa nghĩa đệ huynh. Do tại hiền đệ không lòng hiểm sát, ngộ thích ngoại nhân, lại xui dục anh bố, đại bàng hạ sơn báo cừu, và trăng huệ càng là người hiếu tử có chi lớn báo cừu cho cha nó, chẳng căn hại dinh dấp, cùng võ đông sơn và cũng không có lòng dễ khi dối trá đến em. Còn như ngày trước, hai đàng tranh đấu với nhau thì tánh mạng huệ trọng đâu dám nhượng nhau. Kia thác, đó sống, đó sống đây thác, ấy là lè thường, này em xuống đây báo cừu, đánh huệ càng gầy lọi một tay tuy là chưa chết, song đã thành một đứa tật nguyền, tưởng lại hơn ấy cũng đã tiêu. Nếu nghe lời ta phân xử, trước là nghỉ tình trí thiện là người đồng sư học đạo cùng em, sau lại tưởng tình đây hết lòng can gián, rồi sẽ khiến cho chư huynh đệ huệ càng đậu tiền bạc lại châu cấp cho bọn gia quyến của hóa giao. Anh bố, đại bàng bớt nổi yêu phiền, và chung nhau một muôn đồng bạc làm chay siêu độ ba hồn còn chúng nó cũng phải đến trước mặt em mà thỉnh tội, cũng là chẳng đặng tranh đấu cùng phe cầm luân đường nữa. Theo ý ta phán đoán như vậy, em có nghe cùng không thì mặc ý em. Bát tí nghe qua thầm nghĩ trong bụng rằng nếu không tuân theo lời thì chống cử cũng chẳng lại, bởi tại hóa giao là đứa xúc xanh ham ăn tiền bạc mới giấy họa to, chi bằng nhẫn nhục kiến cơ thì tánh mạng mới đặng vẹn toàn. Thầm nghĩ rồi liền đáp rằng, theo lời sư huynh dạy biểu, tôi đâu làm cải, song ba tên môn đệ của tôi chết tại tay huệ càng rất ức bởi tại phe nó đông nên bày mưu ám toán hàm hại học trò của tôi thác rất thảm thiết chớ chi dùng quân tranh đấu đánh không lại huệ càng rủi ro có chết cũng cam tâm vô oán nay lại tha huệ càng ắt là bị chúng cười chê xin sư huynh xét lại ngũ mai đáp rằng đời thánh trị thời bình chẳng lẽ muốn giấy động cho kham giấy việc báo cừu cho được như vậy thì việc báo cừu giết bỏ nhau luôn luôn biết năm tháng ngày giờ nào cho dứt. Làm như vậy một là coi phép nước như không, hai là đạo tu hành gây dữ như em làm vậy sẽ bị thiên hạ sĩ tiếu trên đời. Nay em quyết tình muốn đánh chết Huệ Càng, dầu ta đây không có ngú ngàng đến mặc dầu, song trí thiện hòa thượng cũng chẳng dung em. Vậy xin em hãy tỉnh ngộ nghe theo lời ta can gián, kẻo mất niềm hòa khí. Bác tí Na Cha chẳng biết tính làm sao, cực chẳng đã nên phải nghe theo. Còn phe cầm luân đường nghe các lời ngũ mai biện bạch giải hòa thì lấy làm ưng ý. Những kẻ qua đường cùng những người thương mi phố phường lân cận tại đó thầy đều đẹp giả. Đồng dập nhau khen ngợi bà ngũ mai là người tu hành nhân đức sẽ nên tránh quả. Vì lòng ở từ bi ăn nói ngay thẳng. Bài nạn giải phân cho dân tình trong bồn cảnh hết nổi xào xáo cùng nhau. Lại tiện bề buôn bán ơn ấy đức nọ cảm đội vô cùng. Ngũ Mai lấy lời khiêm cung đáp rằng, bần đảo qua đường thấy sự bất bình trong bọn đồng môn của tôi, nên phải ra sức giảng hòa, nào có công đức chi đâu, mà dám chịu nhũng lời chư vị tặng khen. Nói rồi liền khiến Huệ Càng và bọn tiểu anh hùng đến trước mặt bát tí na cha quỳ xuống đất lại mà xin lỗi, và ước định ngày giờ tụ tại lôi đài lập đàn tràng thỉnh cao tăng đạo sĩ 49 ông đẳng trần tế và siêu đổ cho vong hồn hóa giao, anh bố, đại bàng, cha hồ Huệ Càng và bọn cơ phòng bát tí na cha cực chẳng đà phải chiều theo, khi việc giảng hòa giao kết xong xuôi thì đâu trở về đó. Còn bát tí na cha khi trở về công sở cầm luân đường, bèn tỏ cho phe cơ phòng rõ biết về sự tài năng của ngũ mai rất nên gióng mảnh, võ nghệ siêu quần, khó bề chống cự nên bất đắc dĩ phải tùng quyền bài nại, sau sẽ toan tính, chờ khi rắn nọ không đầu thì ta sẽ ra tay. Ai lấy thấy bát tí na cha còn sợ ngũ mai thay, huống gì là bọn mình nên làm thinh mà chịu không dám gây họa ra nữa đây nói về bà ngũ mai không trở về long khánh am bèn theo bọn sư điệt của mình thẳng qua quang hiếu tử vào nhà võ quán lấy thuốc đoạn cốt hoàn hồn đơn trao cho huệ càng uống còn ngoài thì dùng gà trống đậm lộn với thuốc bó tay hồ huệ càng trong giây lát bớt đau gân cốt liền lại như xưa rồi khiến hồng hy quan cụ bị tiền bạc định ngày khai đàn và viết thiếp tỏ trước cho phe cầm luân đường hay về sự ngày đã ước định trần tế khai đàn khi bài trí sắp đặt xong xuôi, thì Huệ Càng và bọn anh hùng ra lại tả Ngũ Mai mà đến ơn cứu mạng. Ngũ Mai đỡ dậy nói rằng bọn bầy vốn niềm đệ tử thiệt nghĩa trí thân, nào phải người dưng, lại lục mà làm chi. Ngày ấy bọn anh hùng dọn tiệc chay, bầy rượu ra thiết đài Ngũ Mai, súng nhau ân cần dương rượu khuyên mời, ăn uống đến tối mới thôi, bèn đem kiệu đưa Ngũ Mai về Long Khánh am an nghĩ. Cách ít ngày đến kỳ khai đàn siêu độ các vong linh ấy xong xuôi. Bát tí na cha liền trở về võ đương sơn còn ngũ mai pháp bộ vân nam. Chẳng bao lâu cha của Phương Hiếu Ngọc qua đời, ba anh em họ Phương và mẹ là Miêu Thị Phò Linh Cứu trở về Triệu Khánh an táng. Từ ấy bọn anh hùng từ biệt nhau, kẻ về thăm mẹ viếng cha, người thì đi viếng mồ mả. Duy có một mình Hồng Hy Quan và Đồng Thiên Cân ở tại tỉnh, thấy chư huynh đệ của mình đã đi tứ tán, nên buồn, bèn dẹp các đồ quân khí gửi tại chùa Quang Hiếu Tự rồi hai đàng từ giả nhau trở về nhà đây nói về vua muốn xuống tô châu du ngoạn trước là xem phong cảnh giường bao sau nữa tầm bạch thái quan và cam phụng trì là hai người anh hùng có danh tiếng bấy lâu nay đẳng ra giúp nước nhà cho mình khi ý định đã quyết liền khai diên yến cùng bọn anh hùng tại hải ba trang vui vay một tiệc rồi từ giả lên đường bọn anh hùng đều theo đưa đón một đổi xa rồi từ giả vua mà trở lại còn nhật thanh quẩy gói theo sau nhân muốn qua tô châu cho gần thì do theo đường sùng minh đi ghe cũng dễ, đi bộ cũng mau, nhưng mà ý vua muốn đi dông dài bắt từ hàng hải cho đến Nam Hội, Thọng Hải, Gia Định, Thái Thương, Côn Lôn, có ý xem chơi các chỗ ấy, cùng là dọ hỏi phong tục cho tường, đêm nghĩ ngày đi, tính gần nửa tháng mới đến Tô Châu. Lúc ấy mặt trời đà chen lặn, vua và Nhật Thanh vội vã và vào thành, chỉ thấy chợ búa đường xá đèn đuốc sáng loà, tiếng người nghe rộn rực, ngước mắt lên xem thấy một cái tiệm ngũ có treo cặp lồng đèn hiệu là chiêu thương khách ngủ Hai người liền bước vào, người chủ tiệm này họ Trương, hiệu là Thận An, vốn là người ở Tô Châu Cảnh Động Đình, thấy khách bước vào thì lật đật ân cần tiếp rước. Nhật Thanh chọn lựa phòng sạch sẽ, cất dẹp đồ hành lý, và khiến kẽ đầu bếp dọn ăn bữa cơm tối. Nói về Bạch Thái Quan khi đến Tô Châu viếng bạn rồi, thì đi chớt, không ngủ tại tỉnh ấy, cùng cam phụng trì đặng tin vua hoài vọng mình bèn thầm nghĩ rằng bấy lâu trôi nổi giang hồ chẳng có ích gì cho mình, chi bằng ta qua Tô Châu tầm thánh vía, dâng thừa tài năng của ta ắt sẽ đặng lập nên công danh. Tính rồi liền rời gót ra đi, qua đến Tô Châu tình cờ đi nhằm hướng hộ Long Đài, sẽ gặp hai người đứng trong tiệm ngủ, bèn nhìn coi tướng mạo thì giống như vua và nhật thanh. Bởi biết đặng do tại thơ tín đã có trạng hình dạng của vua, liền hỏi nhỏ người chủ tiệm căn do tông tích về hai người khách rất nhầm không sai chạy chút nào, thì có lòng mừng, ngặt không người tiến dẫn. Mày đầu Nhật Thanh vừa bước ra sân, hương gió xem trăng, cam phụng trì liền bước lại gần thi lễ, và han hỏi sự tình, thì mới nhìn biết nhau. Còn tên chủ tiệm ngờ là người tri thức của Nhật Thanh, nên không nghi ngại. Lúc ấy Nhật Thanh vào mật tấu cho vua hay, bèn với cam phụng trì vào, xem thấy tài mạo khôi ngô, hình dung lầm lầm, tướng mạo đường đường, thì lấy làm mừng rỡ liền ngự phong chức du kích và mật phán cho đi chấn nhâm tỉnh khác, không cần gì hộ giá, vì vua ở Tô Châu đã lâu thông thuộc nhiều chù. Cam Phụng Trì mật lành thánh chỉ trở lui ra ngoài cùng Nhật Thanh đàm luận kết cấu đệ huynh. Đêm ấy Nhật Thanh ăn bữa tối xong rồi mỏi mệt ngủ sớm. Còn vua một mình thân hành ra đi coi nhóm chợ đêm. Thấy đèn thắp đũ ngủ sắc sáng rỡ ánh trời, đường xá răng răng, chợ búa thinh thinh rộng lớn phố lầu huê dạng dãy dọc dãy ngang cao ngó chật óc tính theo đèn đốt mỗi từng là năm sáu chục cái, còn mỗi tiệm nhỏ đốt ít nữa là vài chục cái, các cửa phố ngó thấy tinh xảo lạ lùng. Còn tiệm cạo đầu đèn đốt cũng y như mấy phố khác, xem trong ba tầng thì có thiên hạ ngồi đông chật nít, ngoài cửa có tấm bảng hiệu đề như vậy đêm chuyên lo cạo đầu dóc bín, ngày chăm chỉ móc giấy cậy tai, vua xem thấy bèn lấy làm lạ, lẽ nào xứ Tô Châu, ban ngày không cạo đầu dóc bín lại để tối mới làm, thì trong giả hồ nghi, bèn say lại hỏi thăm một ông già kia xin thuật chuyện về sự ấy. Ông già đáp rằng nguyên khách quan mói đến không hiểu tục lệ sứ này cạo đầu ban đêm, để lão nói chuyện cho khách quan nghe. Nguyên sứ Tô Châu cạo đầu ban ngày có hai thế, một là cạo đầu thuộc về thầy hù, hai là đấm bắp xương cốt làm cho mê mẩn tinh thần khoái lạc vô cùng, như nằm với điếm, điều ấy tại người song dương chế hóa ra phải trả tiền công hoặc một lượng hoặc hai lượng còn như cạo đầu, bắt gió dốc bín, váy tai, cạo lông mặt, đấm bóp xương cốt. Trong năm công sự ấy thì có năm người làm, mỗi người ăn tiền công năm chục đồng biếu, hoặc một trăm, hoặc hai trăm theo ý người mướn định trước. Khi công sự ấy hoàn thành rồi tính tiền trả trọn cuộc, một, hoặc hai trăm đồng biếu, tính theo giá ấy thì một lắm nên ít người đến tiệm cạo đầu trong lúc ban ngày, nên hay đến ban đêm nhiều lắm bất cẩn sang hèn, làm chọn cuộc trả tiền ít hơn ước giá chừng 16 đồng điếu là nhiều. Vua nghe nói mới dò tình hình làm vậy thì nực cười, liền đáp lại rằng mong ơn ông chỉ bảo xin cảm tạ vô cùng, nói rồi, đáp lễ từ biệt ra đi dạo chơi, đi dọc theo mé sông càng thêm vui hơn nữa. Bởi xứ Cô Tô, Tô Châu, này hay nhóm chợ đêm đã có danh bấy lâu nay, nên dưới sông ghe thuyền sinh tốt lạ lùng, món ngon vật lạ cũng chẳng thiếu chi trà rượu ê hề nam thanh nữ tú du ngoạn vĩnh sông, đờn ca sướng hát nghe rất êm tai, đèn đốt dạng người mặt nước, ngó tợ sao răng, đỏ giang lai vảng lao nhau thiệt là xứ phiền ba phú túc chẳng có đâu hơn. Vua xem thấy càng thêm đẹp giả, sẵn trớn vui trơn bước thẳng đến bến đò thì có một bọn đàn bà đưa đò chạy rước mối và kiếm lời trao chuốt nói rằng xin lão ra xuống đi đò tôi, đò này rộng lớn, sạch sẽ, nhẹ nhàng, vượt mặt nước như tên xin lão gia thạnh tình đi chơi một chuyến cho thích tình giá cả bao nhiêu cũng được vua liền bước xuống thuyền ngồi trong môi thuyền bơi ra giữa vời chủ thuyền liền hỏi vua chẳng hay lão gia muốn đi chơi chốn nào hoặc là đi du hồ hưng trí hoặc là trở về phủ nghỉ ngơi khi hỏi chưa dứt lời sẽ thấy hai đứa con gái ước chừng một kỷ co dư ăn mặc tề chỉnh đằng sau bồng lái đi tới đứa thì bưng bộ đồ trà đứa thì bưng bình điếu đem để trước ghế cho vua dùng vua mới nói với chủ ghe rằng chỗ nào vui hơn hết mà có kỷ nữ xen vào thì chèo ghe đến đó chơi chủ thuyền vâng theo lời bèn thẳng chỉ ra khơi tìm chỗ vui phan tới thuở ấy tại xứ tô châu có một người phú hộ ho trương tên đình hoài tự hiệu quân khả nhà giàu có lớn tánh ưa giao nạp anh hùng bốn phương hào kiệt ý hay giúp hiểm phò nguy chi khí khẳng khái làm việc phải nghĩa coi vàng như rác lại thêm văn võ song toàn cho nên những kẻ ăn cướp nghe đến danh người thì có lòng kính sợ. Bởi cờ ấy mới gọi là người quân tử, tuy là mai danh ẩn tích xen lộn theo bọn cường đồ, song việc cử động ngay ngắn bố đức thi ân, tâm hoài trung nghĩa, không dạ gian tà hại người lương thiện. Nguyên ông bà Trương Đình Hoài là tay buôn muối lậu nên mới được giàu lớn như vậy, và cũng như bọn lục lâm, ăn cướp, thông đồng với nhau, hay châu cấp, giúp đỡ cho Đình Hoài nên mấy năm dư việc bán muối lậu được lợi và cường thịnh giạt nhiều, còn trong nhà nhờ người vợ bé, tên là cơ thị cai quản việc nhà chăm bề giỏi gian, tánh ý thẳng ngay, đẻ ẹp vậy vò, nâng đỡ người lương thiện lại không hay kiêu hánh cùng ai, thường khi du ngoạn hễ gặp kỵ nữ tài mạo tương xứng thì đem lòng thương, xuất tiền chuộc cho ra tránh vòng lao khổ, bởi vậy cho nên trong làng xóm ai nấy thấy vậy cũng đều mang ơn, bèn kêu trương đình hoài là trương viên ngoại đêm ấy trăng thanh gió mát sao ngó dạng trời trương bình hoài hướng cảnh du hồ liền khiến gia đình dọn thuyền thẳng chỉ ra khơi ghe trèo đi như tên bắn khi ấy thuyền trèo xuôi theo nước chảy sông lướt đụng nhầm thuyền vua trẻ bạn đỡ ra không kịp vấp gãy hết một cây trèo chủ đỏ không nghe đòi bắt đền tiền bọn trèo của đình hoài không chịu đền hai đàng giày lộn vói nhau om sòm Trương Đình Hoài lật đật chạy ra hỏi tự sự căn do bèn dây trẻ bạn của mình rồi khiến kẻ hầu hạ đem tiền qua ghe mà đền và nói rằng tiền này của trương viên ngoại thưởng cho gì, xin mua cây trèo khác dùng. Lúc ấy vua vua bước ra đặng có bầy nạn giản phân. Xảy thấy Trương Đình Hoài phân sử dụng tình đặng bụng người dưng, ép tình kẻ ăn ở của mình chữ khỏi điều khẩu thiệt. Vua thấy vậy định chắc là tay đại độ công bình thiệt rất nên trang hào kiệt vua bèn dứt con mẹ đưa đò rằng vốn cây trèo là vật nhỏ mọn của đáng bao nhiêu hòng làm ngặt trẻ bạn của người làm cho chủ nó thương tiền vậy tiêm hãy trả lại cho chủ nó rồi tôi cho một hai lượng bạc mua sắm cây khác chú đỏ vưng theo lời vua lập lức trả lại trương đình hoài thấy vua dạy bão đảng nọ làm vậy thì lật đật đáp lễ và thưa rằng vốn trẻ bạn của tôi lổ mảng không cẩn thận để đụng nhầm thuyền của tiên xanh thì lỗi ấy ở tôi nay ông không bắt tội tôi lại khiến trả tiền lại. Tuy lòng ông khoan hồng đại độ làm vậy, tôi rất cám đội ơn, nhưng mà xin ông nhậm lấy của này và tỏ danh tánh cho tôi biết. Hỏng biêu ngợi tiếng ấy về sau. Vua đáp rằng việc nhỏ mọn xin nhơn huynh chớ há ngại tình, còn tên tôi là thiên tứ, họ cao ở thuận thiên phủ, chẳng biết danh tánh nhơn huynh là chi, quê quán trốn nào, xin người cạn phân cho tôi biết với. Đình Hoài đáp rằng tôi vốn người ở xứ này họ trương tên Đình Hoài chữ đặt là quân khả, nhân bởi tôi đi thăm bạn tương chi, tình cờ xảy gặp cao huynh tại chốn này, thật là rất may, nhờ trời xui khiến đâu phải ngẫu nhiên. Vậy xin thỉnh cao huynh bước qua thuyền tôi du hồ ngoạn thường một phen, và xin nhậm tình chớ ngại, lời ngạn ngữ nói rằng, bốn biển vấy nên một nhà đâu đâu cũng tình huynh nghĩa để, trước lạ sau quen, chẳng có can chi mà hòng từ chối. Vua thấy đình hoài có lòng gắn vó mời hoài thì liếc mắt xem bộ tướng đình hoài ra thế nào thì thấy tướng Mạo Đình Hoài rất nên nghi biểu, tuổi ước 40, mi thanh, mục tú, mặt nở năng nhự thu nguyệt, tiếng nói như chuông ngân, đi đứng đoàn trang, thiệt là người phúc hậu anh hùng bèn nghi rằng để chấm ghi ao kết cũng ngươi coi tánh y đó ăn ở ra làm sao, đặng ngày sau dùng người ra giúp nước nhà cho chấm. Khi vua nhất định trong lòng rồi thì làm bộ từ chối đáp đằng, này tôi mới gặp nhân huynh đây thì đủ biết là trang thanh nhã, hiểm vì tôi chưa đến nhà nhân huynh lần nào thăm viếng. Vậy xin cho tôi cứu, để khi khác sẽ về đoàn cùng nhau du ngoạn. Vã Trương Đình Hoài là anh hùng, từng biết tướng Mạo kẻ sang trọng người nghèo hèn, khi nghe vua nói làm vậy thì chăm chỉ ngó vua, thấy vua tướng Mạo khôi Ngô mày rồng mắt phụng, mặt ngó oai nghi, tuổi tác xâm si với mình, tiếng nói như không kêu, cặp mắt tinh thần khí tượng dị thường, thật là bực vương hầu tướng Mạo. Đình hoài khản khắn ân cần cố ý lập tâm kết bạn cùng vua, nên bước gần be ghe bước qua chiếc huê thuyền của vua rồi vòng tay thi lễ nói rằng, vã trăng Cao Huynh là người anh hùng độ lượng lớn rất đẹp lòng tôi. Này tôi há nỡ làm ngơ, chẳng tưởng tình tiếp xước Cao Huynh thì tôi đâu phải trang hảo hơn. Vua thấy vậy lật đật đáp lễ lại thốt lời rằng, này nhân huynh có lòng cố cập, tôi đâu đám tử nan. Nói rồi nắm tay vua dắt bước qua nghe của mình, mời vua đi thẳng vô khoang trong ngồi vua thấy thuyền rất rộng lớn dọn dẹp trần thiết tề chỉnh hơn chiếc huê thuyền mướn của mình rất nhiều, liễn đối khắc chữ cổ tử, treo coi rực rỡ, đồ trưng chơi xem rất xuê xoang, ghế đẳng lau chùi ngó ngời con mắt, còn bạn trèo ngó ước rôi mươi, khi vua xem vừa rồi thì có kẻ đem trà nước và thuốc hút ra dâng. Lúc ấy đình hoài khiến mụ chủ đò buộc dòng theo ghe mình thả giết theo dòng sông thẳng chỉ đến Nguyệt Lầu, tìm điếm danh tiếng sứ Tô Châu là Lý Vân Nương và Kim Phụng Kiều vậy bạn cùng nhau cho vui một thừa bạn trèo vâng lịnh gay trèo ra sức trèo bương đến đó khi ấy trong thuyền đã dọn đồ ăn lót lòng cùng là huê quả để ăn tráng miệng dòm coi bề bộn trên bàn đình hoài mời vua ăn uống và đàm luận việc kinh luân khi ăn vừa xong liền dùng trà nương dịp ấy đình hoài chỉ vẻ cho vua nghe các phong tục cảnh tô châu những chốn phồn hoa những miền cổ tích kể từ đời ngô vương xoán nghiệp từ tư xây dựng thành trì cho đến chiều đời vua này, trị loạn hương vong, thì trong bổn xứ trước sau thầy đều có kẻ hiền tài luôn luôn. Vua nghe các lời giảng giải ấy rồi, bèn dẫn kinh điển mấy chỗ khúc mắc hỏi đình hoài thì đình hoài đối đáp như chơi. Cùng là lời ăn tiếng nói hai đàng trò chuyện với nhau rất xưng ý, hại đàng rất tiếc vì gặp nhau rất muộn. Còn đang chuyện vãn thì thuyền đến Nguyệt Lầu, chốn ấy đều là thuyền của kỳ nữ. Lúc thuyền sắp cận bạn trèo ghe liền buộc ghe vào kề lan can. Vùi ngước mắt ra xem, ngó thấy một chiếc huê thuyền rất nên to lớn, bể cao một trượng có dư, bề dài ước chừng bốn năm chữ ẩn, cả thầy chạm trổ, sơn phết dở dàng. Còn trong khoang ghe rộng cao ước có tám chín thước, chia ra từ từng, bốn phía có làm xong vẻ xem rất khéo lạ, đèn pha ly treo theo vách, ngoài có lan can sơn màu lục đậm, có màn vẽ năm sắc treo xung quanh lan can đặc án khi nắng và có treo đũ đầu ngủ âm, lại có sắp ca nhi đứng hầu hai bên cầm đờn khảy tiếp rước. Khi nhị vị là ra bước qua lầu thuyền, thì sắp ca nhi dứt tiếng đờn, thi lễ vân an. Lúc ấy Trương Đình Hoài nhượng vua bước đến trước, rồi nới với sắp ca nhi rằng ta miễn lễ cho bọn bay, vừa nói vừa bước tới, sẽ thấy Lý Vân Nương tiếp rước vào trong khoang. Chúng chím cười nói rằng, ngày hôm nay rất may cho tôi nên xui khiến cho nhị vị cuối nhơn đến đây nói rồi liền bước sơm đến trước mặt hai người làm lễ chúc mừng. Vua và đình hoài đáp lễ lại, khi ấy đình hoài mời vua ngồi giữa, còn hai người ngồi hai bên, kế kẻ A Hường đem hương trà dâng liền. Khi ấy vua xem thấy trong khoang ghe dọn đẹp trần thiết rất nên tươi đẹp, hai bên có treo nhiều thơ đề của chư tài tử kỉnh tặng, và nhắm xem diện mạo Lý Vân Nương cũng đẹp đẽ, trơn mày như trăng mới hiện, cặp mắt dường như sóng mùa thu, mặt trắng, môi son, mình vóc dịu dàng tay trơn trau chuốt, tuy chẳng bì trang quốc sắc, song đâu kém bực tư dung. Vua xem vừa rồi, xảy nghe Lý Vân Nương cất tiếng hỏi tên, quê quán của mình, thì có đình hoài đáp thế rằng, nguyên người bạn tôi đây, vốn người ở trốn Bắc Kinh, họ cao tên thiên tứ, tôi tình cờ gặp người kết cấu bạn vàng, lại có tài tình lắm, lào thông kinh sử, việc học hơn ta mười phần. Nay người đã đến đây chơi, vậy trong bọn chị em nàng có ai tài mạo tương xứng? xin mời ra đây trò chuyện cùng người vầy vui một cuộc. Vua nghe nói liền lấy lời khiêm nhượng thốt rằng, vốn tôi theo với Trương Huynh đến đây chơi cho có bạn, đâu dám vọng tưởng điều chi. Vân Nương đáp rằng, bọn tôi từng nghe danh ông bấy lâu, nay ông đã đến đây thì bọn tôi rất nên đại hạnh, xét lại bọn tôi đâu có trang tài mạo cho xứng mà trò chuyện cùng ông, sợ e bất tiện cùng trăng. Vậy xin ông đại đổ cho những kẻ quê hèn, đặng tôi soạn dưng cho ông một người tạm dùng một thửa mây mưa trong lúc trò chuyện về sự ấy, thì những tay lầu xanh, xung quanh lầu thuyền đã chẳng nghe lọt vào tai, đều đua nhau trao chia ngó tốt như tiên, đua nhau đến thuyền vân nương rước khách. Khi đến nơi làm lễ ra mắt hai người rồi ngồi vẹt hai bên, trong đám đoạn trường này, chỉ có một đứa tên là Kim Phụng Kiều, tuổi vừa đôi tám, đẹp đẻ huê dung, thì là bực nhất lầu xanh trong tỉnh Tô Châu, sắc đẹp sánh nàng Tô Tử, tài tình ví kịp tiết đào còn sánh với Lý Vân Nương thì hơn Lý Vân Nương rất nhiều, song tánh tình kiêu ngạo ỷ tài khi vật, chẳng hướng yếm cựu minh tân lại không ý tưởng giàu phụ khó, ví như Trương Đình Hoài là người văn vật, giàu có lớn, có nói lỡ lầm điều chi không hợp ý thị ta thì thị ta khi thị cũng như không, chẳng có lòng rua bỡ chút nào, chẳng hướng gió trăng với ai, chẳng ham cầu mị người yêu như mấy loại người kia, tuy nhiên tài mạo siêu quần, rất tiếc hưởng nhan bạc mạng. Này nghe có người ở Bắc Kinh đến đây tìm người rước khách tài mạo song toàn, tưởng lại người này không phải là chan quyến luyến gió trăng, liền liếc mắt xem vua. Thấy diện mạo vua, long hành hồ bộ, khi khái phi phàm, thì khen thầm và nghĩ thầm rằng tuy người tướng mạo hơn người, song chưa biết tài học thế nào. Trong khi thầm nghĩ sãy nghe vua trò chuyện, nói năng lễ nghĩa đối đáp khiêm từ, rồi thấy bọn A Hơn mời cả thầy nhập tiệc, đồng ngồi lại xung quanh một cái bàn tròn lớn trên bàn ấy dọn đồ thạnh soạn bĩ bàng. Khi nhập tiệc rượu uống vừa được vài tuần, chợt thấy trên trời, sao ngân hà tỏ dạng. Nguyên đêm ấy thuộc về sơ tuần tháng 7, trăng tỏ lầu lòng. Nhơn dịp ấy vua liền làm ra một câu liễn đối, trước là cho các chị lầu xanh cùng là đình hoài đối chơi. Câu liễn đối vua đọc ra như vầy, vầng trăng khuyết méo, khác chi thuyền, lưỡng thưởng ngân hà tiên nữ tỏa, đình hoài liền đối lại rằng, mặt nhật tròn vinh in tợ cảnh, chiếu soi bích hải ngọc nhơn quan, kim phụng kiều bền khiến kẻ A Hường đem giấy viết mực rồi biên hai câu đối ấy ra coi, hỏng có khen thường. Vua thấy chữ phụng kiều viết rất hay thì có lòng thương tường. Lúc ấy đình hoài thấy sản viết mực, liền làm luôn một câu đối liễn nữa như vậy sáu cây rụm lại ngó sung xuê là những đạo lý, hạnh, mai, tòng, bá, vua đối như vậy bốn núi chừng ra xem đồ sổ kìa như, thái huê, tung, nhạc côn lôn đình hoài xem thấy khen hay và trọng kình vô cùng nhưng đêm ấy tiết trời còn nóng nực quạt chẳng hở tay sản dịp ấy phụng kiều bèn trao cây quạt của mình đưa cho vua xin vua viết cho mình một bài thi trong quạt ấy vua xẻ ra để trên bàn viết tám câu nguyên trong tám câu thì vua làm để nói về cây quạt nhưng mà có ý chỉ dẫn cho kim phụng kiều thoát trốn mê đồ là nơi khốn đốn thơ ấy nói như vậy ấm lạnh tình đời khó vọng cầu phất phơ gió mát đở lòng sầu, đường cơn nóng nực nhiều tay chuộng đến lúc hàn lương ít kẻ thông say cuộc hồng nhan so cũng rửa xét điều mạng bạc kém chi đông khá mau xa lánh vòng trường đoạn trường đoạn dứt rồi vậy mới mau. Kim Phụng Kiều coi rồi thì cảm động muôn phần bèn cạn tỏ nổi mình mà thưa rằng, vốn tệ thiếp có ý tránh nơi khổ nào đâu dám quyên luyến trốn này. Ngặt vì phận hèn mạng bạc chưa gặp người sữa cháp nâm khăn nay mong ơn người chỉ dẫn, tôi nguyện khắc cốt minh tâm. Vua trả lời rằng, hay mau lo lánh khỏi chớ kha lỗi nguyền, nói rồi lại khiến Đình Hoài làm một bài thi nói về điếm lịch sử. Đình Hoài vâng lời làm như vậy, tuổi vừa 28 đẹp dung nhan, quyến luyện chồng chồng rất rộn ràng, má phấn trao chìa người nọc nếm, môi son chuốt mót kẻ mê man, tơ hồng nhiều mối xe sang xíu, duyên nợ làng nhằng vướng nhíu nhăng, sớm tối rước đưa khôn xít kể, động phòng rời đổi bậc lang quân lý vân nương coi rồi nói rằng lang quân nói sao không biết hổ. thấy bọn tôi làm vầy lại chê đè tôi đi sao lang quân không suy nghĩ đúng lẻ rồi hay luận việc thanh lâu vã chăng những kẻ vào trốn thanh lâu cũng có lẽ tánh này người ý khác ví như nàng lý á kiều cũng là phường lầu xanh kết bạn với trịnh nguyên hòa là người bán dầu mải du lang vậy chớ nàng ấy là điếm không có lòng với trịnh nguyên hòa hay sao còn như nàng huê khôi nữ Đỗ thập nương chẳng ham của báo lại đem ném xuống sông, chẳng ham dầu mà hòng phụ nghĩa của gã lý xanh, suy đó mà coi thì kẻ thanh lâu cũng nhiều hiền ngu, đâu có hư hết hay sao mà lang quân tổng luận làm vậy. Kim Phụng Kiều liền tiếp rằng, theo như lời thơ trương viên ngoại, đình hoài, nhục bọn tôi làm vậy, thì phạt uống một ly rượu. Khi tiệc rượu rượu màn rồi thì trời đã khuya, vua cũng Kim Phụng Kiều dắt nhau vào phòng ăn nghỉ, còn đình hoài thì với Lý Vân Nương. Đêm ấy cả bốn người đều hành sư khoái lạc vô cùng. Dạng ngày tương hội nhau tại lâu thuyền, trà nước xong xuôi thì đình hoài lấy ra hai mươi lượng bạc mà hồi đáp việc vui chơi, và năm lượng tổn hao về tiền ăn uống, lại xuất luôn ba lượng cho kẻ ca nhi đờn hát. Khi phân phát xong rồi liền phân tay nhau ra về, cùng căn dặn việc hội ngộ ngày sau. Lúc ấy vua xuống huê thuyền còn đình hoài xuống ghe mình, cả hai phân tay nhau ra về, vua lên bờ rồi thì trả tiền cho huê thuyền ba lượng. Bồi thường luôn cho cây trèo gãy, vua tính toán an bài bèn trở về tiệm nói chuyện cho Nhật Thanh nghe công cuộc đêm nọ, kế lại dọn cơm ra. Vua với Nhật Thanh dùng xong rồi, thay quần đổi áo đi với Nhật Thanh thẳng đến trương Gia Trang, nhà trương Đình Hoài. Khi đến nơi, kẻ thủ hạ của Đình Hoài nhìn biết là bản của chủ mình, lật đật vào thơ phòng thưa cho chủ hay. Đình Hoài cả mừng lật đật mang giày bước ra nghinh tiếp, mời vào nhà trong đem trà ngon thiết đãi, chuyện vản cùng nhau ý hiệp tâm đồng vua thấy đình hoài ý ăn nết ở rất hạp với mình thì có lòng mừng bèn tỏ xin kết làm bằng hiểu đình hoài đáp rằng tôi vẫn có tình ấy đã lâu song không dám nói ra này cao huynh dạy bảo rất hạp ý tôi tôi đâu dám chối từ nói rồi bèn khiến kẻ gia đình dọn đồ tam xanh và rượu vái nguyện cùng chơi đất xanh từ bất ly còn vua lớn hơn đình hoài một tuổi được làm anh còn đình hoài làm em châu nhật thanh làm lễ ra mắt kính đình hoài làm chú khi lập thể cùng nhau rồi bèn dọn yến tiệc thiết đãi ăn uống vừa xong, vua sai Nhật Thanh đến tiệm lấy đồ hành lý đem về trương gia trang mà cất. Lúc ấy Đình Hoài có việc phải chảy đi ra ngoài chót buổi chưa về. Còn Nhật Thanh mắc đi lấy đồ, vua ở nhà có một mình buồn bực bèn rời gót dạo chơi thẳng giết theo đường cái, chẳng dè đi đến một tòa lâu các nguy nga, chạm trổ sơn phết rỡ ràng chẳng khác nào như hoàng cung của vua. Vua bước lên đến cửa cái mới rõ biết là phủ của Lưu Dung quân cơ dòm trên cửa có một tấm biển có để năm chữ lớn như về, thiên hạ đệ nhất ra. Vua thấy cả giận thầm nghĩ rằng nhà họ lưu bất quá làm tệ tướng giàu sang mà thôi, có đâu lại xưng hơn cả và thiên hạ. Vã chăng chấm đã ở bực trí tôn, giàu sang hơn trong thiên hạ, còn chưa dám xưng là đệ nhất, nay ra thế nó xưng là bực nhất trên đời, tự tôn mình là lớn, tưởng lại tấm biển này xưng hô ra đây cũng có duyên cớ chi đây chi bằng chấm vào đó giã là bạn thiết nghĩa với lưu dung đi có việc quan thuận nèo ghé đây thăm viếng rồi hỏi cha cờ ấy mới minh bạch cho khi vua lập định chủ ý rồi bước sấn vào cửa trung môn nói voi ông già dừ cửa rằng tôi vốn là cao thiên tứ người ở bắc kinh bản thiết cùng lưu dung có việc đến thăm viếng kẻ già nhơn nghe nói lành mạng vào trong thưa lại giây lát trở ra thưa rằng chủ tôi xin mời lão gia vào trong vua liền tiếp theo gia nhơn ấy bước vào đơn điện thấy tòa nhà cất bốn cột xem rất huê mỹ, lại có ba bốn người con trai, tuổi đương thơ ấu, bộ tướng phong nhã, bước đến thi lễ nghinh tiếp, lại thấy một đứa tiểu đồng đem trà nước ra đài. Lúc ấy người trai tráng hỏi rằng không biết lão tiên xanh tên họ là gì, ở xứ nào. Vua đáp rằng tôi vốn họ cao, tên thiên tứ, ở Bắc Kinh. Người con trai hỏi rằng chẳng hay bác ở Bắc Kinh, tại phòng quân cơ làm chức gì, xin tỏ cho tôi biết vua đáp rằng ta do Hàn Lâm Viện xuất thân cùng lưu thừa tướng biện sự. Này nhân việc quan đã rảnh, xin phép đến cuối tĩnh Nhàn Du, thuận nẻo đến đây thăm viếng. Thiếu niên đáp rằng rất cảm đội ơn cao lão, vua liền hỏi qua sự tấm biển xưng là thiên hạ đệ thức gia, chẳng hiểu được nói về ý gì, xin tỏ ra cho rõ biết. Kẻ thiếu niên đáp rằng việc ấy tôi nhỏ dại chẳng thông, xin mời bác vào tòa nhà thứ hai, hỏi cha tôi thì rõ vua nói, xin dẫn đường đến đó, khi ấy ca hai thẳng vào đệ nhị tòa, vua xem coi giống như đơn điện thứ nhất. Chỗ đơn điện này cũng có kẻ canh gác, khi vua đến đó thì kẻ gia nhân mời vua ngồi, rồi vào trong bẩm cho gia chủ hay, một chập có một người tuổi ước 40, ăn mặc y quan tề chính, bước đến chào hỏi mừng vua, và hối trẻ đem trà nước ra đãi. Và nói rằng tôi không rẻ cao lão gia đến đây, thất lễ nghinh tiếp, xin cao lão gia thứ tội. Vua đáp rằng, tiểu đệ Nhơn Thuận nẻo ghé đây thăm viếng cho thỏa tình ao ước. Người nầy hỏi vua rằng, chẳng hay Cao Lão Gia làm việc một phòng với anh tôi, đã được mấy năm rồi. Vua nói, đã được năm năm, vua lại hỏi, tám biển đề làm vậy là nghĩa lý gì? Tôi không rõ, xin người dẫn giải cho tôi biết. Người nầy đáp rằng, việc ấy tôi đâu hiểu được, xin mời Cao Lão Gia đến điện thứ ba hỏi cha tôi thì rõ. Vua bèn xin người dẫn vua đến đó. Khi vua đến đơn điện thứ ba xem thấy càng tốt hơn hai cái trước nhiều lắm. Vua ngồi tại đó, giây lát có một người tuổi ước 60 còn tráng kiện tinh thần, phong quang thanh nhã, bước thẳng lên đường thượng ra mắt trò chuyện cùng vua. Ông này hỏi, cao lão gia ở Bắc Kinh đến đây có chuyện chi cần kíp hay chăng? Vua đáp rằng, tôi nhân rảnh việc quan xuống Giang Nam, trước là để chơi, sau thăm trang tuần phủ, thuận đường sang chơi đến đây, nghe thiên hạ đồn nhà bác ở chốn này, nên tôi ghé đây thăm viếng. Ông già đáp rằng tôi cán đội ơn, và tỏ rằng nguyên cao lão gia với con tôi là bạn chí thân, nay đến đây, xin mời ở lại chốn này chơi vài ngày. Vua đáp rằng vốn tôi ngủ tại nhà trương viên ngoại, xin thứ dung lúc khác sẽ đến đây cư trú. Vua lại hỏi cái tấm bị ền để năm chữ ấy thử nghĩa làm sao, xin bác sĩ dẫn cho tôi rõ lý. Ông già đáp rằng việc này vốn tôi không rõ, như cao tiên xanh muốn biết hãy đến đơn điện thứ tư hỏi cha tôi thì rõ. Vua nghe nói lấy làm nghi hoặc, lẽ đâu việc ấy mà ba người đều không rõ, cũng có nguyên cớ làm sao đây mới mời ta đến có mà hỏi cha người. Vua cũng muốn cho biết rõ nguồn cơn không nài lao nhọc, bèn nói rằng xin bác cho người dẫn tôi đến đó, trước là thăm ông già bác, sau rõ việc ấy. Ông già lập tức sai người dẫn đến đơn điện thứ tư, xem thấy đơn điện này có bốn cái trụ lớn, hai bên trái có nhiều thơ phòng dọn coi đẹp mắt, sánh với mấy cây trước càng hơn nhiều, giữa điện ngó huy hoàng chối mắt, đổ báo lạ kể đà vô số. Vua thấy vậy bèn khen rằng hèn chi lời tục nói không sai, trên trời có thần tiên phủ, nhân gian có tể tướng ra, vốn hai chốn ấy là tốt hơn hết, và lại cung điện của trẫm ví với nhà tể tướng này thì cung điện của trẫm cũng phải thua. Vua đương ngồi đó suy nghĩ việc đời xảy thấy có một ông già đầu bạc phơ phơ chống ngậy đi ra, ước hơn 80 tuổi, dâu dài ba trờm bạc trắng, tinh thần trắng kiện ngó rất tốt người, bước đến ra mắt cùng vua, mời ngồi trò chuyện, hỏi thăm vua đến đây có sự chi. Vua cũng tìm cớ nói y như mấy lời đã tỏ trước đó, thì ông này thốt rằng, nay cao tiên xanh mới đến chốn này, xin hãy ở ngụ lại đây vài tháng đặng du ngoạn giang nam, địa cảnh này rất tốt hơn hết. Vua đáp rằng, theo như ý ông hảo tâm tôi rất cám đội ơn song tôi đã có nơi sở trú, chẳng dám nào xin ông cắt nghĩa câu biển năm chữ thiên hạ để nhất ra cho kẻ hậu xanh rõ biết ông già đáp rằng nguyên cha tôi khi được trăm tuổi thì thân bằng cố hữu có đi làm ba tấm biển một tấm có trước cửa còn hai tấm treo sau hậu đường như cao tiên xanh muốn biết hãy vào hậu đường hỏi cha tôi thì rõ biết nguồn cơn vua nghe ông già này nói làm vậy thì lấy làm lạ và không dò tấm biển kia nói về sự gì bèn xin cho người dẫn đường đến đó. Khi vua bước đến cánh hậu đường chỉ thấy những bông hoa rất lạ, xanh mịt bốn bề mùi bay thơm ngát coi ra giường thể động tiên. Vua thấy vậy thầm khen rằng chỗ này cảnh rất an nhàn vui thú. Vua bước sấn đến trước thấy có treo một tấm biển đề là bách tuế đường, một trăm tuổi. Lúc ấy kẻ gia nhân mời vua ngồi tại đó, rồi trở vào thông báo cho gia chủ hay. Trong giây lát kẻ gia nhân ra mời vua vào trong, vua theo trơn đến đó xem thấy rất nên tinh khiết lại trước án có sông long diên hương đốt hơi bay nghi ngút thơm nực hít vào tinh thần càng thêm sảng khoái xem ra chẳng kém gì tiên động nhất ban còn trên ghế có một ông già dâu mày và tóc trắng bác phơ phơ lại có hai đứa tí ều đồng trầu trực hai bên vua bước đến thi lễ ra mắt ông già này liền khiến hai đứa tiểu đồng đỡ ông đúng dậy vòng tay đáp lễ cùng vua rồi mời vua ngồi mà hỏi thăm rằng nay cao tiên xanh dáng lâm đến đấy có sự chi dạy biểu tôi chăng Vua đáp rằng, vốn cháu là người ở Bắc Kinh cùng lịnh tôn làm quan đồng liêu với nhau, nhân rãnh việc dạo chơi tỉnh này, may lại tiện bề ghé thăm gia quyến của ông rất nên hữu hạnh. Ông già ấy hỏi vua rằng, cháu đến đây đà có đi du ngư hạn các nơi hay chưa? Vua đáp rằng, đã chơi đủ khắp trổ, xong coi chưa hết, thật là cảnh tốt vô song. Ông già hỏi vua, chẳng hay cháu cư trú nơi đâu? Vua tỏ rằng, ở tại nhà trương viên ngoại, vua lại hỏi thăm tuổi tác ông già được bao nhiêu? Ông già đáp rằng: "108 tuổi, vua nghe nói bèn khen rằng ít ai được trường thọ như vậy, khen rồi lại hỏi rằng: 'Có tấm biển đề năm chữ ấy nghĩa lý làm sao? Xin chỉ cho cháu rõ.'" Ông già đáp rằng: "Vốn tiên xanh chưa rõ để lão hũ nói cho tiên xanh biết." Khi già được 100 tuổi, thân bằng cố hữu chúc mừng đi cho già ba tấm khuôn biển, tấm thứ nhất đề là: "Thiên hạ đệ nhất gia", tấm thứ nhì đề là: "Bách tuế đường" còn tấm thứ ba cao tiên xanh coi thì rõ biết công cuộc nhà lưu gia này. Vua ngước mặt lên xem, thấy tấm biển thứ ba tỏ khen ngợi nhà lưu gia như vậy, trời cũng không qua, đất cũng không hơn, vua cũng khó lầy, nhân gian đâu lấn được. Như thể cha vi thể tướng, con vi tể tướng, cháu vi tể tướng, đâu ai giàu đâu qua đây quý, đâu ai quý sao bằng cha con, con cháu nhà ta, liền đổ khoa trường dầu dòng ai liên đồ khoa trường cũng chẳng bằng kiến họ lưu, liên kết năm đời hiện tại, sống được 100 năm. Vua xem rồi thì khen rằng thiệt là nhà lưu gia đệ nhất trong đời, lúc ấy vua mới hiểu năm chữ, thiên hạ đệ nhất gia trong tấm biển ấy. Vua bèn cáo từ lui gót chớ giả, về đến Trương Gia Trang thì Trương Đình Hoài lật đật bước ra tiếp rước hỏi thăm vua đi chơi nơi đâu chót ngày nay. Vua đáp rằng dù hoạn đến phủ lưu gia, thấy treo tấm biển đề rằng thiên hạ đệ nhất gia, không dò cớ làm sao, bên đến đó hỏi thăm cho biết, nay mới rõ là nhà lưu gia tốt phước, hiện lại năm đời còn sống thấy nhau. Trương Đình Hoài cũng khen rằng nhà lưu gia giàu sang, trường thọ thiệt là thiên hạ vô song. Khi vua ngủ tại Trương Gia Trang không được bao lâu thì tiết thu đã đến, nhằm trung tuần tháng 8, tục lệ xứ này thường lề hay đã lôi đài, nhằm tiết ấy Trương Đình Hoài sớm biết tục lệ làm vậy, nên khiến gia đình sớm bày diên yến trước là đài vua ăn uống chơi sau nữa thưởng giai tiết rồi đi coi đà lôi đài vua nghe đình hoài bàn soạn làm y thì trong giả vui mừng lúc ăn uống rồi rủ nhau ra đi đến chốn long vương đại miễu thấy thiên hạ đến đó đông nứt như kiến cỏ buôn bán vật thực vô số nguyên người đã lôi đài này tên là triệu phương khánh là nầy nghề võ dạy kẻ môn đồ có dư một trăm người Lúc ấy vua với đình hoài chen lên trước đài thấy có một đôi liễn để như vậy võ gióng trong đời có một anh hùng thiên hạ không hai, lại xem thấy bên tả có một cái điều lệ dặn bảo như vậy phàm ai thượng đài chẳng đặng dùng lén binh khí đem theo mình, dụng quần đánh nhau, chết sống không bắt đền nhân mạng. Đường coi điều lệ, xảy thấy thiên hạ xôn xao vẹt ra một đường lớn nhượng cho một trăm quân đi, có năm sắc cờ hộ tống ông thầy thủ đài nhìn thấy hình dung người thủ đài này rất oai khí mạnh mẽ vô cùng, nai nịt như một vị đại tướng. Khi đến đài liền nhảy phóc lên và cất tiếng nói rằng, ai giỏi hãy thượng đài tỷ võ cùng ta, còn ai dỡ thì thôi, đứng đó mà coi, chớ có co nhảy lên đây mà chết, uổng mạng. Lúc ấy ấy võ thám huê là tiêu hồng kim cũng đến đó coi đả lôi đài. Xảy nghe triệu Phương Khánh nói phách lắm vậy thì giận bèn nhảy tuốt lên đài cùng Phương Khánh tị võ. Phương Khánh nói với Tiêu Hồng Kim rằng: "Ngươi là danh vọng xứ này, chớ khá tỷ võ cùng ta, sợ e sơ thất mà mất bề danh tiếng chăng?" Tiêu Hồng Kim đáp rằng: "Việc ấy chẳng cần, như ngươi có giỏi thì đương cự cùng ta, như liệu có dỡ, hãy xuống đài, chớ khá khoe khoang lổ miệng mà khi thiên hạ vô nhơn." Phương Khánh đáp rằng: "Việc ấy tại ngươi, vậy ngươi hãy ra miếng cho ta đánh phá." Tỷ yêu Hồng Kim liền ra miếng gọi là Song Long xuất hải. Phương Khánh lập thế đại bàng triển suý giải phá, hai đảng đánh nhau hơn ba chục hiệp. Tiêu Hồng Kim lúc ấy mệt đừ, yếu sức khó nổi chống đương, bị Phương Khánh đá rớt xuống đài, máu chảy rầm rề, bất tỉnh nhân sự, lại bị thiên hạ cười rộ, lúc ấy kẻ gia nhân của Tiêu Hồng Kim còng đem về nhà. Vua xem thấy cả giận vì tưởng Tiêu Hồng Kim là tôi của mình, bèn nghĩ thầm rằng phải chi ai bị đánh đá rớt xuống đài thì chấm bỏ qua, nay nó nhục tôi của chấm nỡ làm thinh sao? Chi bằng chẫm ra tay trừ hại cho nhân dân, đang lúc thầm nghĩ làm vậy và vừa sửa soạn thượng đài, sẽ nghe đình hoài nói, cao huynh khoan thượng đài đã, để cho tiểu đệ ra tay, đánh nó rớt xuống đài mang xấu chơi. Vua liền dặn đình hoài khá tua cẩn thận, đình hoài nhảy thoát lên đến nơi, liền nói rằng, ta đến đây tỷ võ cùng ngươi, Phương Khánh nhìn xem người này gương mặt nỡ nang, tướng mạo kinh nhơn, bèn cất tiếng nói rằng, Người khá bầy danh tánh, rồi sẽ ra tay. Đình Hoài đáp rằng, ta vốn họ trương tên là Đình Hoài đến đây tranh thắng bại cùng ngươi, bởi ngươi tự thị anh hùng coi chẳng có ai. Vậy ngươi hãy ra tài đương cự cùng ta. Nói rồi bèn dùng miếng mảnh hỗ hạ san đánh tới. Triệu Phương Khánh khen hay rồi trịch né qua một bên, lập tức dùng miếng song phi phò điệp nhắm ngay mặt Đình Hoài đánh xuống. Đình Hoài chờ khỏi lập thế, xuất hải giao long đánh trả lại, hai đảng đánh nhau có dư bảy tám chục hiệp đình hoài thầm biết sức mình đã yếu, khó bề chống cự, bèn đánh vẹt xuống một quần rồi nhảy phóc xuống đài. Lúc ấy Triệu Phương Khánh đắc ý bèn, cất tiếng hỏi rằng trong đám đông này, con người nào là anh hùng có tài giỏi khá thượng đài tỷ võ cùng ta? Vua thấy vậy nổi sung bốc nhảy lên nói rằng ta đến đây tỷ võ cùng ngươi cho biết tài cho thấp.